Nhân danh bóng đêm chương 2545, kiên định. Đếm ngược 40 mươi 00, 8 giờ sáng. Bên trong Vương thành trung ương. hà Kim Thu đứng trên sân thượng một tòa cao ốc, quan sát chúng sinh bên dưới với vẻ mặt mệt mỏi. Đây là địa điểm giao dịch hắn và Hắc kỵ sĩ đoàn hẹn trước. Theo giao hẹn, hắn phải tạo cơ hội cho Hắc kỵ sĩ đoàn bắt giữ Khánh Trần, còn Hắc kỵ sĩ đoàn cần phải giao hai ống thuốc cho hắn ở đây ông chủ hà nhìn bên dưới tòa nhà có mấy chục người mặc thường phục ngụy trang người đi đường lặng lẽ lẻ lẻn vào cao ốc hắn đang đứng nguy hiểm lặng lẽ lại gần hắn cười nhẹ chẳng hề quan tâm bây giờ hắn sống không được bao lâu nữa vốn cũng không muốn liên lụy đến người khác thậm chí ông chủ hà còn cắt đứt liên hệ với cửu châu dẫm lên thanh ngọc tâm kiếm bay qua biển đến đại lục phía tây tìm kiếm một cơ hội sống khi ấy ông chủ hà đã kề vai sát cánh với bạch trú hội phụ huynh cung luân đối kháng thử triều phá vỡ tình hình bố cục ở nước ngoài hắn cảm thấy mình đã làm xong việc mình nên làm hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình không hề nợ ai nữa có thể rũ bỏ mọi ràng buộc cũng không cần ai giúp đỡ hà kim thu biết nếu hắn mở miệng thì nhất định đội trưởng trịnh viễn đông sẽ chẳng từ nang mà đi với hắn chuyện này cho dù tiễn đưa hắn cũng được nhưng hắn không muốn làm vậy nếu một người không còn cơ hội sống sót vậy thì tìm đến với cái chết phút chốc nào đó hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải chia tay với cuộc đời xông vào bạch ngân thành điều khiển từng thanh thanh ngọc tâm kiếm cho đến khi chúng vỡ vụn hết đến khi sức lực cạn kiệt mới thôi thế mới phù hợp với định nghĩa về nhân sinh của hắn nhưng hắn không ngờ khánh trần sẵn sàng bước vào hiểm nguy để hắn có một cơ hội được sống ngay khoảnh khắc khánh trần bước vào thang máy hà kim thu rất muốn nói với cậu thiếu niên ấy hay là thôi chúng ta lại xông ra ngoài ngươi đừng vào thang máy nhưng ánh mắt của khánh trần lúc ấy còn kiên định hơn cả hắn hà kim thu vuốt ve đồng vàng sự thật trong tay mình không biết bắt đầu từ khi nào hắn không còn dùng để thứ này nữa hình như là sau thử triều ngày hôm đó hắn như trở về con đê nơi họ chống lũ và cứu nạn khẩn cấp đội trưởng họ vô ta đằng xa có người nói tuyến đê bờ tây lại vỡ rồi nước lũ đập mạnh lên thân thể nhưng tất cả mọi người quyết chí không lùi nếu trước kia không gia nhập lực lượng giữ gìn hòa bình thì tốt hoặc là không tòng quân cũng được. Những việc này sẽ không xảy ra. Đột nhiên, cánh cửa sau lưng hắn bật mở, một người đàn ông trung niên xách theo một chiếc vali màu đen chậm rãi đi lên sân thượng. Thứ ta muốn đâu? Hà Kim thu vuốt ve đồng vàng sự thật. Người đàn ông trung niên cười nói. Yên tâm, thứ người lấy nguyên tắc của mình ra đổi, bọn ta sẽ không thất tính, trong vali là hai ống thuốc biến mất trong phòng thí nghiệm. Hà Kim Thu không để ý đến đối phương, Hắn lấy một cây vàng nhỏ ra, đung chảy rót vào đồng vàng sự thật. Ta đã trả nợ. Chỉ chốc lát sau hình vẽ trên mặt phải của đồng vàng sự thật biến thành hai bông lúa đang chéo, đối phương nói thật, thuốc ở trong vali. Hắn ngẩng đầu nhìn người kia, nói: Ta đã được lãnh giáo phong cách làm việc của Hắc Kỵ sĩ đoàn, lấy đi thứ vốn thuộc về ta để trao đổi với ta. Người đàn ông cười nói: Về sau phục vụ cho bọn ta thì ngươi sẽ hiểu Hắc Kỵ sĩ đoàn có ý nghĩa thế nào trên đại lục này. Họ có thể cho ngươi tất cả những gì mà trước kia ngươi không tưởng tượng ra được, nữ nô lệ, tiền tài, quyền thế. Hà Kim Thu mỉm cười. Nếu ta muốn thì ta đã có được những thứ đó từ lâu rồi. Bây giờ chúng ta tính toán nợ nần giữa hai bên. Các ngươi bảo ta bán đứng người kề vai chiến đấu với mình, chỉ riêng điều này thì chết trăm lần cũng không đủ. Hôm nay thu một ít lợi tức của các ngươi, ngày sau ta sẽ khiến tất cả hắc kỵ sĩ chôn cùng ngươi. Sắc mặt của người đàn ông trung niên thay đổi. Ngươi biết hậu quả khi chống đối hắc kỵ sĩ là gì không? Hà Kim Thu hỏi ngược lại. Chắc hẳn ngươi cũng chỉ là một tên lính trong hắc kỵ sĩ đoàn thôi. Trước tiên ta mạo muội hỏi một câu, ngươi có cảnh giới bán thần không, hoặc là nói ngươi có mang bán thần đến không? Người đàn ông trung niên sửng sốt. Bán thần. Nếu không mang bán thần đến, vậy thì hôm nay các ngươi đều phải chết. Hà Kim Thu cười nói. Sau khi tàu quân lâm đến liên bang của đại lục phía đông đã gửi về rất nhiều tư liệu, Họ dùng một nửa thời gian để thu thập các loại tình báo. Kết quả là họ phát hiện đại lục phía đông cực kỳ bất ổn, bởi vì đã trải qua một cuộc khủng hoảng trí tuệ nhân tạo, cho nên lực lượng quân sự, khoa học công nghệ lạc hậu hơn bên này rất nhiều. Bởi vậy, người của đại lục phía tây luôn có cảm giác thượng đẳng khi đối mặt với người của đại lục phía đông, giống như người thành phố nhìn thấy người nhà quê. Nhưng vấn đề là, tu hành giả ở đại lục phía đông không chậm tiến hơn nơi này, sự thật đã chứng minh các loại truyền thừa của thuật hô hấp mới là con đường tu hành chính thống trên đời này. Đại lục phía đông có mà đại lục phía tây lại không có. Và quan trọng hơn hết là dường như những người này không hiểu rõ ba chữ Hà Kim Thu rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào. Ngay sau đó, Thanh Ngọc Tâm kiếm dấu sẵn trong vài góc xó của cao ốc bỗng nhiên bay ra, giết chết tất cả nhân viên vũ trang trong tòa nhà này. Một thanh Thanh Ngọc Tâm kiếm đâm thủng cổ, máu tươi bắn ra, văng tung tóe trên mặt đất hệt như súng nước. Tầng 1 tầng 2, tầng 3. Vì cuộc giao dịch lần này, thế lực của hắc kỵ sĩ đoàn ẩn nấp trong vương thành chuẩn bị vô cùng đầy đủ, thế nhưng vẫn chẳng là gì so với thanh ngọc tâm kiếm. Nếu như không phải vì giao dịch cùng với kế hoạch của Khánh Trần, thì khi còn ở trong căn cứ quân sự hắn có thể giết luôn người xem mệnh. Hành lang chật hẹp như thế, làm sao người xem mệnh né tránh được chính thanh tâm kiếm? Hà Kim Thu nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, cười hỏi. Cái gì khiến các ngươi cảm thấy mình an toàn? Khi hắn đứng trên sân thượng trò chuyện vui vẻ, tòa nhà dưới chân hắn đã nhuộm đẫm máu của vô số người. Người đàn ông kia nheo mắt. Ngươi cho rằng ngươi có sống sót rời khỏi vương thành trung ương à? Hà Kim Thu suy tư một lát rồi trả lời nghiêm túc. Ta biết chắc chắn các ngươi còn có kế hoạch tiếp theo nhằm vào ta, ta cũng không xác định mình có thể tránh thoát hay không, nhưng kết cục của ta thế nào khó nói trước, mà kết cục của ngươi thì ta đã viết sẵn cho ngươi rồi. Vừa dứt lời, chính thanh thanh ngọc tâm kiếm đã đâm nát tường kính của tòa nhà lơ lửng trên sân thượng chính thanh kiếm vây quanh người đàn ông trung niên chặn đứng mọi đường đi của đối phương ngươi trốn không thoát đâu người đàn ông trung niên nói vậy thì sao hà kim thu nói với giọng điệu hờ hững chỉ trong nháy mắt chính thanh thanh ngọc tâm kiếm xuyên qua cơ thể của người đàn ông nọ hắn nhìn thấy ở dưới mặt đất có một chiếc xe đang lao như điên tới đây mà chính thanh thanh ngọc tâm kiếm bên cạnh hắn hợp lại với nhau tạo thành một thanh trường kiếm dài hơn, rộng hơn. Hà Kim Thu nhẹ nhàng nhảy lên đứng trên thân kiếm, như đón gió ngự kiếm, bay thẳng lên trời. Quy nhất Đó là cửu kiếm quy nhất trong truyền thừa thanh ngọc tâm kiếm của Hồ Thị. Truyền thừa này có hai chiêu mạnh nhất, chiêu đầu tiên là quy nhất, tu hành giả có thể ngự kiếm cửa gió, ngày đi ngàn dặm. Chiêu thứ hai là ngọ thì ở cảnh giới bán thần, cần có 12 thanh thanh ngọc tâm kiếm, dịch thành một tấm lưới kiếm chân chính phá hủy tất cả mọi thứ trong vòng 800 mét xung quanh dễ như trở bàn tay. Trong truyền thừa của Hồ Thị, sở hữu chính thanh tâm kiếm tức là đã bước chân vào ngưỡng cửa của cảnh giới bán thần, tu luyện ra 12 thanh kiếm có nghĩa là chính thức trở thành bán thần. Tâm kiếm khó tu luyện, sau khi thăng lên cấp A mới có thể từ từ luyện chế thanh kiếm đầu tiên, ngay cả Lý Trường Thanh cũng chỉ mới tu ra được thanh tâm kiếm thứ ba. Vì quá khó nên đã lâu không có ai thấy được cửu kiếm quy nhất. Khỏi phải nhắc đến ngọ thì. Bây giờ Hà Kim Thu ngự kiếm cửa gió bay trên cánh rừng sắt thép, hắn nhẹ nhàng băng qua những tòa cao ốc đứng độc lập, trang nghiêm, như có phong thái của tiên nhân. Hắn bay thẳng lên trời xanh, bay xa 600 km mới chậm rãi đáp xuống mặt đất. Ngay khi rơi xuống đất, ông chủ Hà phun ra một nguồn máu, đầu ván mắt hoa gần như hôn mê bất tỉnh. Vốn dĩ hắn định chờ trở về đại lục phía đông rồi mới tiêm thuốc, xem ra bây giờ hắn không có cơ hội này. Không có thời gian nữa rồi. Hắn mỉm cười, lau vệt máu bên khóe miệng. ông chủ Hà ngã ngồi dưới đất, mở vali ra một cách cẩn thận, nhìn hai ống thuốc màu xám bên trong. hắn lấy một ống thuốc đâm vào ngực, tiêm toàn bộ chỗ thuốc vào trong cơ thể mình không chút do dự. chỉ trong nháy mắt, hắn cảm nhận được lục phủ ngũ tạng dần dần bị bỏng cháy, thứ thuốc màu xám ấy giống như dung nham tuần hoàn khắp các mạch máu trên người, các tế bào lần lượt phân tách, thình lình phá vỡ màng tế bào dung hợp lại với nhau những tế bào ung thư đột nhiên bột phát sức sống mãnh liệt chưa từng có giống như virus chúng không ngừng xâm chiếm các tế bào thường phân chia tế bào mới rồi dung hợp các tế bào tế bào ung thư hình thành do sự đột biến gen trên cơ thể thật ra trong cơ thể của mỗi người mỗi một giây mỗi một phút đều có khả năng sẽ gặp phải đột biến gen chẳng qua có người có thể điều trị đột biến gen có người không vì thế nhiều chiến sĩ gen khi về da đều chết vì ung thư sau khi con người mắc bệnh ung thư tế bào ung thư phát triển mạnh mẽ, chúng vắt kiệt vật chủ để nuôi dưỡng chính mình. Tế bào trong cơ thể là tế bào đơn nhân, mà tế bào ung thư là đa nhân dị hình, thế nên khi chúng sinh trương sẽ từ từ tích tụ lại thành khối u, không tương thích với tế bào bình thường. Bây giờ, tất cả các tế bào trong cơ thể Hà Kim Thu đều chậm rãi dung hợp thành tế bào hai nhân. Khi các tế bào trở nên khác với tế bào thường thì bất thường cũng thành bình thường. Nhưng vấn đề là điều này không giống với miêu tả của nhâm tiểu túc, Trước khi nhân tế bào của nhâm tiểu túc đều biến thành tế bào đơn nhân dị hình giống kim cương chứ không phải nhân kép bình thường như hiện tại. Hà Kim Thu quỳ dưới đất, cảm thấy đau đớn như có hàng nghìn hàng vạn con kiến đang cắn xé cơ thể mình, hắn dãy dụa xé áo mình ra, mắt mở trừng trừng nhìn vết tim màu xám trên ngực bắt đầu lan rộng ra xung quanh. Chẳng lẽ mình không tránh khỏi vận mệnh trở thành vật thí nghiệm màu xám ư? Trở thành một con quái vật như thế? Quả nhiên, đường thành thần hiện nay chỉ dành cho kỵ sĩ từng giọt mồ hôi rơi xuống bùn đất, ý chí của hắn dần mơ màng. Nếu là người bình thường thì đã ngất xỉu từ lâu rồi, nhưng Hà Kim Thu vẫn tỉnh táo. Điều kỳ lạ là ngoài sự đau đớn, cơ thể còn bắt đầu sản xuất ra lượng lớn endorphin giảm đau, cảm giác đau đớn xen lẫn thoái mái ấy vô cùng quái lạ. Ý chí tinh thần của hắn lan tràn như sắp sửa dung hợp với ý chí của thế giới, nhưng khi ý chí của thế giới bắt đầu tiếp xúc với hắn thì lại chủ động cự tuyệt. Giống như ý chí của thế giới cũng có lựa chọn của mình trong phút chốc hắn như quay trở lại khoảng thời gian mình đi lính cha ở trong phòng không nói chuyện mẹ đeo bông hoa lớn bằng lụa đỏ xếp thành lên ngực cho hắn để tiễn hắn đi nhập ngũ hà kim thu ngẩn ra cha mẹ ta không muốn đi người cha hiền như buộc tức khắc trợn mắt bây giờ ngươi nói không đi là không đi được à hà kim thu suy nghĩ hồi lâu rồi nói nếu ta đi thì có lẽ sẽ bị đồng đội phản bội có lẽ sẽ mắc ung thư hoặc là sẽ phải chết cha trừng hắn. Cái vớ vẫn gì thế, nhà lão hà này không có kẻ hèn nhát tham sống sợ chết. Nói rồi, cha vào phòng bếp lấy chày cán bột ra, luôn miệng nói phải đánh gãy chân hà kim thu. Mạch suy nghĩ thay đổi, hà kim thu dường như lại về đến con đê mình đi chống lũ cứu nạn, mình khiên bao tải đi theo trịnh viễn đông. Hà Kim Thu muốn khóc, hắn nhẹ giọng ướng hỏi. Đội trưởng, Trịnh Viễn Đông cũng khiên bao tải, không thèm quay đầu lại. Gì đấy? đừng kêu mệt đội hai của ta không có kẻ đào ngũ chịu đựng đi muốn chết thì chết trong cơn lũ ấy hà kim thu ngẩn người đội trưởng ngươi có hối hận vì đã tòng quân không trịnh viễn đông cười treo. hối hận chứ hối hận chết đi được nếu hồi đâu ta biết phải làm đội trưởng cho đám mắt con chẳng nên thân các ngươi thì ta đã chẳng lên xe của bộ vũ trang rồi hà kim thu vui vẻ hắn theo trịnh viễn đông bước đi trong đêm mưa bữa tất cả các chiến hữu cùng nhảy vào dòng nước xiết mọi người mặc áo ba lỗ màu đỏ, trên người toàn là những vết thương do bị cháy nắng, da bong tróc từng lớp từng lớp. Trong cơn lũ, đằng xa có người gào. Đội 2, đội 2, bên này. Bờ đê bên này vỡ rồi, mau lại đây cho ta. Trịnh Viễn Đông gân giọng lên hô. Đội 2 không sự chết thì theo ta. Đội trưởng, hết bao tải rồi, lấp chỗ khác hết cả rồi. Hà Kim Thu hô to. Con mẹ nó ngươi không biết dùng thân mình để lấp à, trịnh viễn đông hùng hổ mắng hà kim thu chợt nhận ra thì ra lúc này đội trường cũng nóng tính rất hay nói tục về sau đội trưởng thay đổi ngày ngày mặc áo tôn trung sơn trông cũng ra hình ra dạng lắm họ chặn lũ cả một ngày từ sáng sớm cho đến tối mịt đến khi có đơn vị mới đến thay họ tất cả chiến sĩ của đội hai kéo lê tấm thân mệt nhoài về dân chúng tự phát đến an ủi ở bên đường có người dúi trứng gà nóng hầm hập vào bàn tay bẩn thỉu lạnh lẽo rửa nát vì ngâm nước quá lâu của họ ông cụ trưởng thôn đứng bên cạnh nói liên thanh từng câu các chiến sĩ vất vả rồi hà kim thu định trả trứng gà lại cụ à bọn ta có kỷ luật đội trưởng trịnh ngăn hắn lại thôi cầm lấy ăn đi giờ nghĩ lại trước kia đội trưởng giỏi biến báo hơn mình nhiều cơ thể hà kim thu đau nhức ý thức của hắn như một người bàn quan tỉnh táo trong những năm tháng dĩ vãng ấy nhưng thân xác lại ở trong cuộc trải qua hết thảy trở lại căn lều màu xanh sẫm họ chưa cởi giày đã ngã lưng xuống phản luôn chốc lát sau xung quanh đã nổi lên tiếng ngáy o o hà kim thu không ngủ được đột nhiên hắn hỏi đội trưởng ngươi có hối hận đến đây không trịnh viễn đông suy nghĩ rồi nói đồ chó nhà ngươi chưa đủ mệt hay sao mà còn rảnh hơi suy nghĩ những thứ vớ vẩn này nếu không có việc gì làm thì đi ra ngoài chạy việc giả vũ trang 10 cây sổ rồi quay lại hỏi ta hà kim thu hắn nở nụ cười Cười rất tươi, thì ra những đau khổ hắn trải qua đều trở thành những hồi ức đẹp nhất. Nhưng hình ảnh ấy dần vỡ vụn, trước mặt chỉ còn lại bùng đất của đại lục phía tây. Hiện tại, cả người Hà Kim Thu biến thành màu xám, vị trí của răng nanh mọc hai chiếc răng kiếm, móng tay cũng dài thêm 2 cm, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Mệt mỏi, cực kỳ mệt, chưa bao giờ mệt như thế. Hắn nằm trên mặt đất, nhìn một chiếc khí cầu bay đến khoảng không trên đỉnh đầu, trên thân khí cầu máy có ký hiệu của Hắc Kỵ sĩ đoàn ngay sau đó có người cấp tốc leo xuống bằng dây thừng trói cổ tay hà kim thu lại bằng một loại dây kỳ lạ nào đó bỗng chốc hà kim thu cảm thấy mình mất hết sức lực loại dây mây này được lấy từ khu rừng tấm kỵ trước kia công tước phong bạo bị trói lại cũng chỉ có thể mặc cho người khác làm gì thì làm đương nhiên công tước phong bạo không liều chết đánh cuộc một làng rốt cuộc thứ này có tác dụng với bán thần hay không không một ai biết rõ có người buộc đai lưng an toàn cho hà kim thu rồi nhanh chóng kéo hắn lên khí cầu máy lão ngũ của hắc kỵ sĩ đoàn cười khẩu đứng nhìn hà kim thu nằm trên sàn nhà một cách trịch thượng ngươi cho rằng ngươi có thể chạy đi đâu hà kim thu không để ý đến đối phương hắn mơ màng thiếp đi mọi việc chờ hắn tỉnh ngủ rồi tính tiếp đếm ngược hai mươi tám hạm đội không quân hắc kỵ sĩ đoàn chịu trách nhiệm vận chuyển khánh trần bay nhanh vào bạch ngân thành rất nhiều khí cầu máy hạ cánh đèn dẫn hướng của cảng hàng không sáng chói như hành tinh giữa ngân hà lượng vòng xoay tròn vô số binh sĩ của bạch ngân thành tập kết chỉ huy khí cầu máy đáp xuống bổ sung nhiên liệu kiểm tra thân tàu hạm đội nằm trong phạm vi ảnh hưởng của đầu đạn hạt nhân tất cả khí cầu máy đều gặp trục trặc đủ kiểu nhưng mọi tổn thất đều chẳng là gì so với người đang bị nhốt trong thang máy giam cầm kia lão nhị đứng trong khí cầu máy tự mình giám sát chiến sĩ ghen vận chuyển thang máy cho đến khi đưa nó vào trong xe bọc thép đến khi tất cả các hắc kỵ sĩ còn lại đều tụ tập ở đây, hắn mới thở vào nhẹ nhõm. Đoàn xe dài ngoằng lao nhanh ra khỏi sân bay, xe cảnh sát mở đường, vô số máy bay trực thăng theo cùng, trông vô cùng rầm rộ. Lúc này phần lớn dân cư trong thành phố vẫn chưa ngủ. Vốn dĩ bọn họ thấy có hạm đội trở lại thành phố, sau đó thấy được đoàn xe long trọng như thế, không ai biết xảy ra chuyện gì. Ngày thường, 12 hắc kỵ sĩ mạnh ai nấy làm, rất ít khi tụ tập cùng nhau, ngày ngày tận tình hưởng lạc hiện nay có hai hắc kỵ sĩ ra ngoài làm nhiệm vụ, 10 người còn lại đều trở về. Người dân không đoán ra được rốt cuộc là chuyện quan trọng đến mức nào mới khiến hắc kỵ sĩ đoàn huy động nhân lực như vậy. Có người nhìn thấy xe thiết giáp được bảo vệ trong trung tâm đoàn xe, bèn suy đoán bọn họ đang áp tải thứ gì đó cực kỳ quan trọng sao. Nhưng vấn đề là dù áp giải quốc vương Roosevelt có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi. Đương nhiên, đây chỉ là một cách ví von. 40 phút sau, đoàn xe phi như bay đến trụ sở của hắc kỵ sĩ đoàn, công tước Bạch Ngân đã chờ ở đó từ lâu. Công tước Bạch Ngân mặc kiểu áo tôn trung sơn màu xám, hoặc trong thận trọng trầm ổn. Hắn đã 46 tuổi, là một trong số ít thành viên của hắc kỵ sĩ đoàn có thể sống hơn 40 tuổi, bởi vì hắn đột phá cảnh giới bán thần. Theo những kinh nghiệm trước kia, tuổi thọ của bán thần có thể tăng thêm khoảng 52 năm. Công tước Bạch Ngân hỏi một cách bình tĩnh. Thế nào rồi? Lão nhị cười nói. Đại ca, thành công rồi. Ta mang dốc cơ về rồi. Giữa đường ngũ công chúa muốn cướp hắn đi, may mà vụ nổ hạt nhân ở căn cứ quân sự khiến tốc độ của ngũ công chúa bị chậm lại. Công tước Bạch Ngân nghe thế thì cau mày. Ngũ công chúa là người xem mệnh, chắc chắn nàng có thể đoán được ngươi sẽ đến, vì sao lại còn có thể để cho ngươi thành công mang người đi. Vị công tước này nhạy bén bắt được trọng điểm, thậm chí sinh lòng hoài nghi. Lão nhị suy nghĩ, có lẽ bởi vì chúng ta đông hơn cung mau khi ấy đại ca nhanh trí bảo bọn ta dẫn theo toàn quân số lượng của hạm đội của bên ta gấp ba ngũ công chúa ta vẫn không yên tâm công tước bạch ngân nói đi mang thang máy giam cầm xuống căn cứ dưới lòng đất phung khí gây mê vào bên trong ta phải đích thân kiểm tra thân phận lão tam đâu lão tam bước xuống xe với dáng vẻ ốm yếu thều thào đại ca ta ở đâu lão nhị rất nhạy bén hắn thấp giọng hỏi đại ca có phải ngươi muốn để cho lão tam lấy được cơ thể này ta không đồng ý cơ thể của dốc cơ vô cùng quý giá không thể do một người quyết định quyền sở hữu được bốc thăm hoặc giơ tay biểu quyết trong thang máy giam cầm khánh trần nghe thấy thế thì cười vui vẻ sao lại chia của không đồng đều thế này có lẽ những người khác cảm thấy ký ức cơ thể bí mật của mình đã nằm trong tay họ rồi còn chưa ra đâu vào đâu mà đã bắt đầu phân chia chiến lợi phẩm Khánh Trần đã đập thang máy vài tiếng đồng hồ, mấy người lão nhị nghe tiếng ồn suốt quãng đường, bây giờ cũng hơi ù tai. Người bên ngoài cho rằng hắn đập mệt rồi, nhưng thật ra hắn lại lo mình đập mạnh quá, không nghe rõ những người kia nói gì. Hắn có lời khen dành cho thang máy giam cầm vì không cách âm. Công tước Bạch Ngân nhìn lão nhị, ánh mắt hết sức lạnh lùng. Mười năm trước vì Bạch Ngân thành, lão tam đấu với người xem mệnh, đến nay vẫn chưa lành bệnh, cho hắn cơ thể này là tất nhiên. Lão nhị nhíu mày đại ca không thể nói như vậy được công lao thì công lao nhưng cơ thể và ký ức của giấc cơ rất quan trọng chúng ta phải sàng lọc được tin tức hữu dụng hơn nữa còn phải dùng thân phận giấc cơ để ngụy trang lão tam không đủ năng lực mấy trăm năm đều không tiến bộ không thể cho hắn được hắn không gánh vác được trách nhiệm quan trọng như thế lão nhị tiếp tục nhỏ giọng đại ca ta biết kế hoạch của ngươi chúng ta có thể lấy được cơ thể của giấc cơ ở đại lục phía đông có khánh thị giúp đỡ ngươi có thể xây dựng vương quốc của mình, đúng không? Đến lúc đó, với tư cách người cầm quyền của tập đoàn Khánh Thị, công thần trợ giúp công tước Bạch Ngân thành lập quốc gia, đương nhiên hắn sẽ trở thành công tước số một dưới trước quốc vương Bạch Ngân. Công tước Bạch Ngân cao mày, hắn cảm thấy lão nhị quá nóng vội, không nên nói thế ngay trước mặt tất cả các anh em. Nhưng lão nhị nói đúng, kỳ thực hắn mưu đồ rất lớn, rất lâu dài. Khánh Trần quan trọng không chỉ vì con đường kỵ sĩ nữa mà còn bởi vì thân phận của hắn. Theo tình báo, ở đại lục phía Đông Khánh Trần nắm giữ tập đoàn Khánh Thị, đội quân ảnh tử, thành phố số 10, tổ chức Bạch Trú, tổ chức hội phụ huynh, tất cả đều là những sự trợ giúp mạnh mẽ. Dù trình độ khoa học công nghệ của đại lục phía Đông Lạc Hậu, thì chỉ riêng Khánh Thị cũng đã tương đương với thế lực của một vị công tước. Nếu bọn họ có thể dùng thân phận, ký ức của Khánh Trần tiếp nhận toàn bộ thế lực đó, với hắc kỵ sĩ đoàn mà nói quả thực là như hổ thêm cánh thậm chí giả tâm của công tước Bạch Ngân không chỉ có thế, ví dụ như thành lập vương quốc của mình ở đại lục phía đông. Hắn chịu đựng quá đủ cảnh cứ phải dưới cơ người khác, gia tộc Roosevelt có thể khống chế một quốc gia, vậy tại sao hắn không thể? Vì vậy Khánh Trần không thể chết, hơn nữa trong tương lai bôn họ còn phải cố ý diễn một vở kịch sao cho trong giống Khánh Trần đột phá Bạch Ngân thành sông ra ngoài, trở lại đại lục phía đông tiếp quản Khánh Thị, Bạch Trú, hội phụ huynh vì hắc kỵ sĩ đoàn. Như thế mới có thể tối đa hóa lợi ích trong thang máy khánh trần cũng đang suy nghĩ đầu tiên vương quốc rô sơ không bền vững hắc thủy thành phượng hoàng thành phong bạo thành đúng là thuộc hạ trung thành của hoàng tộc nhưng có lẽ công tước bạch ngân đã đánh nhau với hoàng tộc nhiều lần từ việc hắc kỵ sĩ đoàn trọng ly rượu độc là có thể thấy được bạch ngân thành và hoàng tộc bằng mặt nhưng không bằng lòng thứ hai đối phương quả thực muốn đoạt xác mình nhưng công tước bạch ngân không định đích thân làm việc đó mà sắp xếp người khác thử đáng tiếc nếu công tước bạch ngân tự dân mạng cho mình thì tốt công tước bạch ngân nhìn lão nhị nói một cách thành khẩn lão nhị ta cũng có cân nhắc của mình ngươi chỉ biết thân phận của dốc cơ quan trọng nhưng lại chưa nghĩ đến người đầu tiên dám thử chưa chắc đã có kết cục tốt hiện nay ngươi có thể xác định thân phận của tên dốc cơ này không ngũ công chúa nhúng tay lỡ như nàng đánh tráo dốc cơ thì sao nếu không vì sao ta không tự đoạt xác hắn lão nhị ngớ ra cũng có lý khoan Đại ca, ngươi nói sai rồi, người ngoài không thể mở thang máy giam cầm ra được. Thang máy giam cầm là thứ đáng tin cậy nhất, trước kia bán thần còn bị nhốt bên trong đến khi chết đói thì ngủ công chúa và giấc cơ mở nó ra bằng cách nào. Lão nhị tỏ vẻ khó chịu. Đại ca, ngươi không thể vứt bỏ thân phận công tước Bạch Ngân ngay lúc này được, hơn nửa đồ đệ ngươi đã đạt đến cấp A, có thể đoạt xác rồi dùng thuật hô hấp thăng lên bán thần bất cứ khi nào tùy thích. Dù sao ta không đồng ý đưa cơ thể ấy cho lão Tam, đồ đệ của ta bây giờ mới cấp C, mà ta năm nay đã 38 tuổi rồi, ta không có thời gian chờ hắn trưởng thành. Khuôn mặt của công tước Bạch Ngân thoáng hiện lên vẻ tức giận. Vậy các ngươi bốc thăm hoặc bỏ phiếu, ai thắng thì cơ thể của dốc cơ thuộc về người đó, như thế cho công bằng. Được. Lão nhị hăm hở gật đầu, như thể đã chiếm được cơ thể của Khánh Trần rồi vậy. Đám người này luôn mồm đại ca, nhị đệ, kết quả trong lòng ai cũng so đo từng ly từng tí khánh trần nghe xong thì vui lắm cứ như đang nghe kể chuyện ấy thú vị công tước ngân bạch đi đến chỗ thang máy hắn cười gằn nghe lén đủ rồi nhỉ nhưng cũng chẳng có ích gì đâu khiêng thang máy đi chiến sĩ ghen mang thang máy giam cầm xuống căn cứ dưới lòng đất bỏ vào trong một căn phòng kính đặc chế trong phòng kính còn có một ô cửa sổ hắc kỵ sĩ có thể nhìn thấy chiếc thang máy đứng yên ở bên trong ngay sau đó khí gây mê màu trắng tràn vào từ khe hở trên trần của căn phòng đóng kính chui vào trong buồng thang máy thông qua quạt thông gió. Khoảng 30 phút sau, lão cửu nói. Có lẽ hắn ngất đi rồi, dù là con voi thì giờ cũng ngủ say như chết. Lão nhị lắc đầu. Chờ một lát, giúp cơ của đại lục phía đông có rất nhiều lá bài tẩy, chúng ta phải dùng gấp đôi thời gian và gấp đôi khí gây mê. Lỡ như dùng khí gây mê quá lâu gây thương tổn cho hệ thần kinh ở đại não thì chết dở, ở trong này hắn có thể chạy đi đâu được, với cả còn có đại ta ở đây rồi. Lão cửu nói. Vậy cũng không được. Lão nhị rất cẩn thận, hắn nhìn thiết bị đoạt xác đặt bên cạnh, trong có phần kích động. Nào, mọi người giơ tay biểu quyết, người được bỏ phiếu nhiều nhất sẽ đoạt xác hắn. Hắc kỵ sĩ nhìn nhau, lão tam lên tiếng, giọng yếu ớt. Lão thập nhất và lão ngũ vẫn đang trên đường về, chẳng lẽ không chờ họ à? Ý cười trên mặt lão nhị nhạt bớt. Chờ cái gì mà chờ, bây giờ chúng ta phải mau chóng biết được bí mật của kỵ sĩ ở đại lục phía đông, biểu quyết luôn thế lực của lão ngũ rất lớn hắn không muốn chờ đợi một đối thủ cạnh tranh trở về lão nhị đã lên kế hoạch sẵn đầu tiên nhất quyết không thể bốc thăm bởi vì bốc thăm thì cơ hội cho mọi người là như nhau nhưng nếu bỏ phiếu thì lại khác lão tứ lão lục lão thập nhị đều đứng về phía hắn tỷ lệ hắn giành chiến thắng cũng cao hơn tiếp theo không thể chờ lão ngũ về bởi vì lão tam lão thất lão bác đứng về phía lão ngũ phải giải quyết dứt khoát đánh nhanh thắng nhanh thế nhưng thật ra trò biểu quyết này cũng giống ma sói bỏ phiếu bầu ra một người đoạt xác khánh trần giống như bỏ phiếu loại một người trong trò chơi ma sói không biết biểu cảm của họ sẽ như thế nào khi biết chân tướng lão nhị nói bây giờ bỏ phiếu đại ca không tham gia nên bắt đầu từ ta mỗi người chỉ có một cơ hội ai bầu cho ta thì giơ tay lên lão nhị vừa nói xong thì chính hắn cùng với lão tứ lão thập nhi giơ tay lão nhị nhìn lão lục đầy kinh ngạc Lão Lục, sao ngươi không bỏ phiếu cho ta? Lão Lục ngập ngừng. Ta muốn bầu cho mình. Lão Nhị Hùng hổ định xông lên đánh hắn, nhưng lại bị công tước Bạch Ngân lường một cái, đành yên lặng. Nhưng Lão Nhị cũng không quan tâm, dù sao hắn đã có ba phiếu rồi, chỉ cần Lão Ngũ không có mặt ở đây thì những người khác cũng chẳng làm được việc gì. Hắn ổn định cảm xúc rồi nói. Ai bầu cho Lão Tâm thì giơ tay. Kết quả lần này lại khiến Lão Nhị há hốc mồm, Lão Tam, Lão Lục, lão thất, lão bác, lão cửu, lão thập đều giơ tay bỏ phiếu cho lão tam. Hắn chợt quay đầu nhìn công tước Bạch Ngân, thảo nào đại ca lại bằng lòng để mình bỏ phiếu quyết định, thì ra đại ca nhân lúc mình rời khỏi Bạch Ngân thành đã quyết định xong hết thảy. Đối phương đoán trước được hắn sẽ chọn cách bỏ phiếu, sau đó lừa hắn một vố. Sự thật chứng minh, người của lão nhị, lão ngũ chung quy đều là người của đại ca. Đại ca rốt cuộc vẫn là đại ca của ngươi, không có bản lĩnh thì đâu thể ngồi yên ở vị trí công tước Bạch Ngân mấy trăm năm được. Lão nhị tâm phục khẩu phục, cười nói. Đại ca lợi hại. Hắn đã hiểu ra, bởi vì giúp cơ quá quan trọng nên đại ca không yên tâm để hắn đoạt sát đối phương, mà đại ca muốn dùng lão tam vốn dễ khống chế. Lão tam được xưng là kẻ liều mạng trong hắc kỵ sĩ, dám đánh dám xông pha, cả đời ủng hộ tống giang giống như lý quý trên lương sơn cho dù công tước bạch ngân đưa cho hắn một ly rượu độc thì hắn cũng sẽ uống hết không chút do dự công tước bạch ngân cũng sẽ cầm lòng không đặng mà suy nghĩ nếu lão nhị đoạt xác khánh trần ngộ nhỡ hắn đưa tin tức sai lầm cho mình thì sao điều này cực kỳ nguy hiểm hắn an ủi lão nhị yên tâm sau khi lấy được truyền thừa kỵ sĩ chính thống ta và ngươi sẽ được trường sinh nếu thành lập vương quốc ở đại lục phía đông có lẽ ta sẽ cho ngươi vị trí đệ nhất công tước có được những lời này của đại ca là đủ rồi lão nhị nhượng bộ đúng lúc này thời gian gây mê một tiếng đã kết thúc khí gây mê trong phòng kính bị quạt thông gió hút ra ngoài công tước bạch ngân lại gần thang máy giam cầm hắn cắt ngón tay viết dòng chữ trên dưới trên dưới trái phải trái phải baba -b -a, lên cửa thang máy tin một tiếng dòng chữ ấy hệt như mật mã mở cánh cửa thang máy thánh trần ngủ say ở bên trong hắn sụi lơ trên mặt đất giống như mất hết xương cốt lão tam mang hắn đến chỗ thiết bị đoạt xác giao hắn cho ngươi đấy công tước bạch ngân nói lão tam cực kỳ kích động cảm ơn đại ca khánh trần và lão tam đồng thời nằm trên hai chiếc giường lớn công tước bạch ngân đích thân dáng ống dẫn người máy nano cho họ khi hắn nhấn nút khởi động người máy nano màu bạc trong thiết bị lập tức được rót vào cơ thể hai người họ kết nối tế bào thần kinh 10%, 12%, 19%. 37%, 99%, 100%. Lão nhị hâm mộ ra mặt, công nghệ kết nối tế bào thần kinh đoạt xác mà hắc kỵ sĩ đoàn nắm giữ cực kỳ hoàn thiện, mấy trăm năm qua chưa từng thất bại lần nào, chẳng bao lâu sau lão Tam sẽ có được quyền thế tối cao ở đại lục phía đông cùng với một cơ thể có thể sống đến 251 tuổi. Nói không hâm mộ là giả, thậm chí hắn cảm thấy hơi đố kỵ. Công tước Bạch Ngân quan sát Khánh Trần cẩn thận, Hồng nhìn xem có sơ hở nào không bởi vì thuốc mê nên khánh trần không tỉnh lại ngay công tước bạch ngân yên lặng chờ đợi thời gian từ từ trôi qua đột nhiên khánh trần mở mắt còn cơ thể của lão tam đã trống không công tước bạch ngân đứng cạnh tay phải giữ cổ khánh trần hỏi một cách bình tĩnh tên thật của ngươi là gì khánh trần từ từ nhìn về phía công tước bạch ngân lý lực công tước bạch ngân ta và ngươi quen biết nhau như thế nào khánh trần trả lời ở vương thành trung ương ta không có tiền ăn cơm đại ca đã cho ta một chiếc sandwich ngươi hỏi ta hồi sức chưa ta nói ta rất khỏe ngươi bảo ta về sau đi theo ngươi ngươi có một miếng cơm cũng sẽ không làm ta bị đói chỉ có công tước bạch ngân và lão tam biết chuyện này thế nên khi khánh trần kể lại chuyện cũ công tước bạch ngân thở vào một hơi hắn miễn cười thả bàn tay bóp cổ khánh trần ra tam đệ khánh trần đại ca công tước bạch ngân tam đệ khánh trần đại ca hai người họ giống như anh em ruột lâu ngày không gặp nhau công tước bạch ngân nói lão tam tuy ta biết ngươi đã về nhưng kế tiếp còn cần xác minh cẩn thận để kiểm tra thân phận của ngươi ngươi coi như là đang làm thủ tục nói hết tất cả những gì ngươi biết ra là được ai có thể ngờ được trên đời này lại có một huyết thống không thể bị đoạt xác cơ chứ nhưng khánh trần thầm cảm thấy xót xa bởi vì ngay khi hắn cướp đoạt ký ức của lão Tam, hắn chợt nhận ra đối phương có lẽ là người duy nhất có thể xem như người tốt trong hắc kỵ sĩ đoàn. Lão Tam hơi đần, lại nóng tính, nhưng tính cách cũng không đến nỗi nào, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài bố thí cho người nghèo để trấn an tâm hồn. Người này không nhận đồ đệ, kiên trì đoạt xác những tội phạm bị phán tử hình. Tuy lão Tam yêu tiền, yêu đàn bà, yêu quyền lực, nhưng có mấy ai không thích những thứ đó mà điều đáng ngạc nhiên nhất là lão tam trung thành với công tước bạch ngân suốt mấy trăm năm thật ra nhiều lần công tước bạch ngân có ý định vứt bỏ hắn hắn cũng biết nhưng hắn vẫn một dạ khăng khăng với công tước bạch ngân thế gian hiếm ai được vậy một người trung thành như lão tam dưới suối vàng mà biết được chắc chắn sẽ rất cô đơn không sao ta sẽ nhanh chóng tiễn các anh em của ngươi xuống dưới đó gặp ngươi người một nhà phải đông đủ trước đó Sở Dĩ Khánh Trần quay trở lại thang máy một ngạt sau vụ nổ bom hạt nhân thực ra chính là để chuẩn bị cho thời điểm này, đoạt xác ngược lại thành viên của Hắc Kỵ sĩ. Đối với hắn, một tổ chức sử dụng thủ đoạn đoạt xác để duy trì mạng sống của mình thì không còn xứng đáng được gọi là kỵ sĩ. Nghĩ thôi cũng thấy đau lòng, truyền thừa Bắc Mỹ mà nhâm hòa để lại giờ đây lại biến thành dáng vẻ này. Lúc này, thân phận của Khánh Trần đã trở thành lão tam của đoàn Hắc Kỵ sĩ mặc dù hắn vẫn mang dáng vẻ của chính mình nhưng trong mắt tất cả các hắc kỵ sĩ hắn đã là lão tam một tay chạy việc đáng tin của công tước bạch ngân trong phòng thẩm vấn lão nhị ngồi đối diện với khánh trần hỏi 120 năm trước tên tội phạm mà ngươi đã đoạt xác tên gì khánh trần trả lời cao dương ngươi nợ ta bao nhiêu ta không nợ tiền ngươi khi ta vừa mới đi theo đại ca ngươi từng lừa ta hai lần trộm mất của ta hai trăm khánh trần phẫn nộ nói ta đã không muốn nhắc tới rồi ngươi còn không biết xấu hổ sao lão nhị gãi gãi đầu mẹ nó nhớ rõ như vậy ta còn tưởng ngươi quên rồi yên tâm ngày mai ta sẽ trả lại cho ngươi khánh trần không chút biểu cảm nói hàng trăm năm trước ngươi cũng từng nói như vậy luôn luôn là ngày mai ta sẽ trả cho ngươi thôi bỏ đi bỏ đi không thẩm vấn nữa vô vị lão nhị đứng lên mắng mỏ ngươi đúng là số hưởng phúc con mẹ nó ngoại hình đã đẹp trai lại có nhiều thế lực sau lưng nữa sao có thể ưu ái cho đồ lừa như ngươi vậy nhỉ lúc này lão nhị đã chấp nhận được sự thật này nhưng vẫn có chút không vui mà này tên nhóc này đã ngủ với bao nhiêu phụ nữ rồi đây là một câu hỏi mà họ luôn hỏi sau khi đoạt xác coi như là một thú vui tanh tưởi khánh trần lắc đầu chưa từng ngủ với ai lão nhị hít một ngụm khí lạnh cứng quá đi đúng lúc này công tước bạch ngân đi vào lão nhị nếu ngươi cảm thấy không cam tâm ta sẽ cho phép ngươi trực tiếp thẩm vấn bây giờ ngươi còn có câu hỏi nào không không còn câu hỏi nào nữa rồi chỉ có lão tam thôi lão nhị nói chỉ thấy hắn lộ ra vẻ trầm ngâm hiện giờ lão tam quả thực đã đoạt xác khánh trần chẳng phải cũng đồng nghĩa với việc có được những thế lực đằng sau khánh trần sao nghĩ đến đây hắn liếc nhìn khánh trần một cái cũng không biết đang âm mưu cái gì Thực ra, hắc kỵ sĩ cũng đâu nhất thiết phải luôn là 12 người. Lão Tứ có hai tên đồ đệ lợi hại, một người dùng để đoạt xác, người còn lại hoàn toàn có thể lần lượt bổ sung thêm, thêm chút máu tươi cho đoàn hắc kỵ sĩ. Đại ca trầm ổn, tam ca liều mạng, lão nhị nham hiểm, đây đều là những cái danh nổi tiếng của đoàn hắc kỵ sĩ. Những nếu Khánh Trần biết lão nhị đang mưu tính điều gì, có lẽ hắn sẽ phải biết ơn dữ lắm. Bây giờ hắn đã đoạt được ký ức của lão Tam, bên trong đó có rất nhiều bí mật, nếu hắn có thể đoạt xác thêm lão nhị nữa thì mấu chốt là ở chỗ phương pháp giết kỵ sĩ cấp a này thực sự quá đơn giản chỉ cần nằm xuống trang bị và chờ đối phương dân mạng lên là được thành thật mà nói thánh trần chưa bao giờ giết một cao thủ cấp a dễ dàng như vậy thôi thì tất cả hắc kỵ sĩ cùng đến đoạt xác hắn luôn đi chờ đã liệu hắn có thể giết công tước bạch ngân rồi sau đó trở thành công tước bạch ngân mới không nói chuyện chính đi công tước bạch ngân đưa mọi người đến phòng họp và nhìn thánh trần giải quyết từng vấn đề một đi, nào, hãy nói về lý do tại sao các kỵ sĩ của đại lục phương Đông sau khi xuất hiện ở cấm đoạn chi hải mà vẫn có thể thăng cấp vậy. Họ không có ma dược, vậy họ dựa vào cái gì? Thuật hô hấp. Khánh Trần nói. Kỵ sĩ Tần Xanh đã bất cẩn rơi xuống vách đá khi chiến đấu với những người khác. Kết quả là hắn đã tìm thấy một cuốn sách cổ trong hang, trong đó ghi lại một thuật hô hấp bí ẩn và một phương pháp về thực phẩm bổ sung bí ẩn, ngày nào cũng phải ăn nó đám hắc kỵ sĩ đưa mắt nhìn nhau tên tần xanh này đúng là chó ngáp phải rồi còn có thể may mắn như vậy sao thực sự ghen tị với tần xanh thành thật mà nói những lời này đều là những gì khánh trần bịa ra tần xanh nghe được chắc cũng có thể bò ra khỏi khu cấm kỵ số không không hai mất thực phẩm bổ sung lão cửu tò mò hỏi nó có giống ma dược của bọn ta không khánh trần gật đầu nhưng thứ này chỉ là nguyên liệu thức ăn bình thường sau khi ăn vào sẽ kéo dài tuổi thọ không bị chết yểu quá trình sẽ là một cân khổ qua sau đó đập nát thêm hai lạng khổ đinh trà sau đó uống thêm hoa cúc vàng sau mùa thu đám hắc kỵ sĩ ngơ ra con mẹ nó toàn những nguyên liệu khó nuốt người bình thường có ai lại coi khổ qua là một loại thức ăn thực ra thì khánh trần đã cố gắng nói nhẹ nhàng đi nhiều rồi nếu không vì độ tin cậy thậm chí hắn còn muốn khiến đám ngu ngốc này ngày nào cũng nuốt một cân phân xuống bụng nhưng những nguyên liệu khó nuốt đến thái quá như vậy lại thành ra rất hợp lý trong mắt công tước bạch ngân quả nhiên phải nếm trải được khổ đau mới có thể làm người vượt trội nếu muốn sống lâu hơn và trở nên mạnh mẽ hơn tất nhiên ngươi phải trả giá dặn dò nhà bếp ngày mai mọi người sẽ bắt đầu ăn món này không ai được phép trốn còn nữa những đồ đệ còn lại cũng phải bắt đầu ăn những thứ này thúc giục bọn chúng nhanh chóng hoàn thành sinh tử quan chúng cũng không còn nhỏ tuổi nữa, cũng phải nhanh chóng chuẩn bị cho chuyện đoạt xác. Lão nhị. Đại ca, ngươi không ăn sao? Công tước Bạch Ngân. Ta đã là bán thần rồi, ăn cái này có ích lợi gì sao? Lão nhị. Công tước Bạch Ngân. Tam đệ, tiếp tục nói. Vân thưa đại ca. Khánh Trần nói tiếp chỉ cần làm theo công thức này mỗi ngày thì không cần phải dùng ma dược nữa, sau đó duy trì thuật hô hấp để tiến hành hoàn thành thử thách sinh tử quan, mỗi lần hoàn thành được một mục sẽ được tăng lên một cấp. Ánh mắt công tước Bạch Ngân sáng ngời, khi nghe đến thuật hô hấp, hắn chỉ cảm thấy thế giới đều trở nên tốt đẹp hơn. Nào, ngươi dạy cho lão nhị thử sự kỳ diệu của thuật hô hấp này đi. Phương Đông quả nhiên thần kỳ, không ngờ lại có thể dùng thuật hô hấp mở ra tiềm năng của cơ thể. Khánh Trần đi tới, hắn nắm cổ tay lão nhị bắt mạch sau đó dùng vân khí của kỵ sĩ để điều khiển nhịp thở của lão nhị ngay lập tức đồng nhất với nhịp thở của hắn lão nhị ngạc nhiên này ta có thể cảm thấy được sau khi nhịp thở thay đổi chân khí kỵ sĩ của ta đã bắt đầu tăng lên nó thực sự hữu ích công tước bạch ngân mỉm cười rất tốt nhưng vấn đề là thứ khánh trần đã cho không phải là thuật hô hấp của kỵ sĩ mà là phần thứ hai của chuẩn đề pháp Phần thứ hai này rất kỳ diệu, nếu người bình thường chỉ tu hành riêng phần này, không có phần thứ nhất thì dùng phần thứ hai cũng vô dụng. Còn nếu dùng cho kỵ sĩ, mặc dù phần thứ hai có thể tăng thêm chân khí kỵ sĩ, nhưng dùng nó để hoàn thành thử thách sinh tử quan thì lại không có tác dụng gì. Mà hiện tại, lão nhị có thể cảm nhận sâu sắc chân khí kỵ sĩ phát triển mạnh mẽ, vậy chứng tỏ nó hữu dụng thật. Khánh Trần cảm khái, thực sự phải cảm ơn Đức Phật vì sự cống hiến quên mình của Ngài, chỉ riêng Đức Phật đã đóng góp bao nhiêu cho các kỵ sĩ nào. Lập miếu thờ cho ngài cũng không có gì gọi là quá đáng. Tất nhiên, Khánh Tần cũng muốn trực tiếp dùng vấn tâm để giết luôn một người. Hắn dám chắc chắn rằng trong đoàn hắc kỵ sĩ đảm bảo không ai qua được vấn tâm, cưỡng ép cảm nhận thuộc hô hấp của kỵ sĩ chắc chắn sẽ giết chết họ. Tiếc thay, vị công tước Bạch Ngân này không có ý định tự mình trải nghiệm, nếu không lúc đó Khánh Trần có thể giết một bán thần trước, sau đó giết một mạch từ phòng học này ra ngoài kia nhưng hắn có niềm tin sau này rồi sẽ có cơ hội công tước bạch ngân nhìn khánh trần chuyện thứ nhất đã xong bây giờ hãy nói đến chuyện thứ hai phía sau khánh trần rốt cuộc có bao nhiêu thế lực mà chúng ta có thể lợi dụng khánh trần nói chính là khánh thị bạch trú và hội phụ huynh mà chúng ta đã biết khánh trần nói tiếp à mà tên dốc cơ này đáng sợ hơn chúng ta vẫn nghĩ bây giờ hắn ta đang bí mật hỗ trợ một con cháu trong tập đoàn trần thị tên là trần vũ họ muốn đoạt quyền Ta nghĩ cơ hội thành công rất cao, chỉ cần chúng ta cùng nhau tiêu diệt được bán thần Trần Dư của Trần Thị, Trần Vũ nhất định có thể trở thành gia chủ thế hệ tiếp theo của Trần Thị. Đại ca, thế nào, chúng ta đến Đại lục phương Đông góp một tay chứ? Tính cách của lão Tam vốn liều lĩnh nên Khánh Trần cũng không giấu giấu giếm giếm làm gì, nếu có thể khiến đoàn hắc kỵ sĩ đến Đại lục phương Đông một chuyến, đợi bọn họ giết chết Trần Dư, sau đó hắn lại gọi thêm người đến giết bọn họ, rồi lấy đi cặp nhãn cầu của bán thần cho Cô Kura. Thế giới thực sự không nên tốt đẹp như thế. Khánh Trần vẫn còn có chút thòm thèm. Còn nữa, tình báo cũng có nhắc tới ba người Jindai Kura, Jindai Sora, Jindai Unsu, ba người này có quan hệ cá nhân rất tốt với Khánh Trần. Khánh Trần nói gì họ nghe nấy, đồng thời cũng là người đại diện của phái thanh niên của Jindai, trước đây đã thất bại trong cuộc tranh giành quyền lực và rời khỏi tập đoàn Jindai. Hiện Jindai đang hỗ trợ Hoàng gia Roosevelt, nhưng nếu chúng ta có thể giúp ba người họ lấy lại quyền lực, Jin Dai rồi cũng sẽ thuộc về chúng ta. Khánh Trần nói tiếp. Tin tức Joker cơ là sư phụ của đế vương Lý Thị mọi người cũng biết cả rồi đấy, phụ thân của đồ đệ lý khác của hắn chính là gia chủ hiện tại của Lý Thị. Các hắc kỵ sĩ đều ngẩn ra. Đầu tiên là Khánh Thị, sau đó là Trần Thị, rồi đến Jin và cuối cùng là Lý Thị. Dường như chỉ cần nắm giữ được Khánh Trần là có thể trực tiếp hạ gục bốn tập đoàn của Đại lục Phương Đông còn đánh nhau gì nữa, bay thẳng qua đó lập quốc luôn không phải hết việc sao. Còn Kashima lại là chuyện gì nữa, tại sao nó lại có vẻ lạc lõng như vậy? Tại sao lại không ăn khớp với những thế lực khác? Tại sao Kashima lại không liên thủ với Joker? Tiêu diệt luôn là xong. Các thành viên của đoàn hắc kỵ sĩ ngồi quanh chiếc bàn dài, cố gắng tiêu hóa thông tin mà họ vừa nhận được. Lão nhị khen ngợi. Phải nói Joker này tài năng thật, thảo nào ta chỉ có thể nhớ tới một mình hắn trong toàn đại lục phương đông nếu hắn trở thành bán thần trở thành thế hệ anh hùng ở đại lục phương đông kết cục của chúng ta đảm bảo chẳng được tốt đẹp lợi ích của việc đoạt xác giúp cơ thực sự nhiều hơn họ tưởng rất nhiều ngay cả công tước bạch ngân cuối cùng cũng không giữ được nét điềm tĩnh trên mặt tràn đầy nụ cười nhưng suy cho cùng hắn cũng giỏi giang hơn những người khác ta phân tích trần thị trước sẽ không thực tế nếu chúng ta từ thành phố bạch ngân vượt biển xa xôi một mình đến đó chỉ để giết một bán thần vì vậy phải tạm gác chuyện này lại về phía jindai thì dễ dàng hơn chỉ cần jindai ra nguyện ý hợp tác chúng ta giúp ba người họ trở về jindai cũng không có vấn đề gì đến lúc đó để ba người bọn họ giả vờ nịnh nọc hoàng gia trước đợi thời cơ chín mùi sẽ theo chúng ta đánh trả kashima thì hoàn toàn chống lại hoàng gia nếu có cơ hội tốt hơn hết là nên giết đến khi đế quốc bắt đầu chuyến viễn chinh đây chính là điềm báo trước để chúng ta mai phục. Đối với đoàn hát kỵ sĩ, hôm nay là một sự kiện hạnh phúc trong đời, lão nhị hiếm thấy kéo những kỵ sĩ khác cũng đi nhậu nhẹt ăn mừng. Sau khi các kỵ sĩ khác rời đi, Khánh Trần nhìn công tước Bạch Ngân. Đại ca, ngươi có muốn thử thuật hô hấp không? Công tước Bạch Ngân lắc đầu. Không cần, ta đã đạt được vị trí bán thần rồi, bây giờ dùng thuật hô hấp cũng không có ý nghĩa gì nữa. Để đến khi ta đoạt xác đồ đệ của mình rồi, ngươi hãy đích thân dạy ta khánh trần nhận thấy vị công tước này rất thận trọng bèn gật đầu bỏ qua chuyện này được rồi bây giờ lão nhị càng ngày càng kiêu ngạo đại ca ngươi còn có thể tiếp tục dung túng hắn sao ngươi chỉ cần ra lệnh ta sẽ lập tức đi chém hắn thân thể của tên dốc cơ này rất hữu dụng ta nghĩ giết lão nhị cũng chẳng thành vấn đề công tước bạch ngân cười vỗ vỗ bờ vai hắn không cần đâu tiếp theo đây còn có nhiều việc cần hắn phụ trách tam đệ ngươi bị bệnh mười mấy năm hiện tại có được thân thể này ngươi nên hưởng thụ cuộc sống trong vài ngày khánh trần đột nhiên nói đúng rồi đại ca còn những vật cấm kỵ của dốc cơ thì sao vật cấm kỵ có thể dịch dung này trên khuôn mặt hắn và cả cây súng bắn tỉa màu đen trong cơ thể hắn con rối giật dây trên cổ tay hắn hay là đưa cho ngươi hết đây đều là vật cấm kỵ thế giới bên ngoài đã biết muốn tránh cũng không tránh được khánh trần định lấy lùi làm tiếng công tước bạch ngân cười nói ta làm gì còn cơ hội sử dụng súng bắn tỉa nữa vật cấm kỵ có thể dịch dung cũng là nhãn mát của giấc cơ sau này ngươi sẽ phải giả làm hắn để tiếp tục nhận được sự tin tưởng từ các thế lực của đại lục phương đông cứ giữ lấy làm gì có chuyện đại ca lại đi cướp đồ của anh em bao giờ mấy năm nay ngươi vất vả rồi khánh trần cảm động đại ca trước tiên ngươi phải thay đổi diện mạo của mình giống như trước đây công tước bạch ngân nói Joker cơ bây giờ là một tù nhân không thể ra ngoài và đi lại tùy ý đừng để thế giới bên ngoài biết rằng chúng ta đã đoạt xác hắn khánh trần giả vờ giả việc điều chỉnh một hồi lâu thì rốt cuộc mới trở thành được dáng vẻ của lão tam hắn hỏi đại ca định làm thế nào để chiếm được lòng tin của đại lục phương đông nếu chỉ là một cuộc chiến nhỏ có thể bên kia sẽ thấy nghi ngờ phải không công tước bạch ngân cười giải thích ta đã sắp xếp cả rồi đến lúc đó ta sẽ dành cho ngươi một cơ hội để trốn thoát sau đó sáu người lão nhị lão tứ Lão Lục, lão Cửu, lão Thập Nhất và lão Thập Nhị sẽ bắt đầu một cuộc săn lùng khổng lồ để truy bắt ngươi, lúc đó ngươi cứ giả vờ chém giết với bọn ta và cuối cùng tìm cơ hội trốn thoát. Lúc đó, mọi người đánh chém nhau trong thật một chút, làm bị thương nhau vài lần cũng không sao, dù gì cũng đến lúc họ sắp đoạt xác đồ đệ rồi. Hai mắt Khánh Trần sáng lên, còn có chuyện tốt này nữa sao? Hiện tại hắn lại thấy hơi mong chờ màn kịch giết chóc ở thành phố Bạch Ngân này rồi dù sao cơ hội kẻ địch chủ động đem đầu dâng lên cũng không nhiều. Nhưng đúng lúc này, một phi thuyền cấp A trơ trọi bay đến, đáp xuống sân đổ trước trụ sở chính của đoàn hắc kỵ sĩ. Trên phi thuyền có viết số 5, vậy ra đây là phi thuyền của lão ngũ. Cửa phi thuyền mở ra, khóe mắt Khánh Trần khẽ co giật nhưng đã nhanh chóng trở lại bình thường. Chỉ thấy lão ngũ bước ra khỏi phi thuyền với một nụ cười tươi rói, còn chiến binh ghen đằng sau hắn thì đang kéo một người đã hoàn toàn biến thành đối tượng thí nghiệm là Hà Kim Thu, sải bước đi tới. Ông chủ Hà bị dây leo quấn quanh cổ tay và bàn tay, hắn vẫn đang hôn mê. Khánh Trần thầm thở dài trong lòng, vận mệnh của ông chủ Hà thật lắm thăng trầm, bọn họ khó khăn lắm mới lừa được thuốc, nhưng không ngờ lại khiến ông chủ Hà bị bắt mất. Hơn nữa, con đường trở thành thần của ông chủ Hà cũng bị đứt đoạn, cuối cùng trở thành vật thí nghiệm. Lão Ngũ đánh giá Khánh Trần trước tiên lão tam công tước bạch ngân gật đầu là lão tam mọi chuyện đều rất thuận lợi đoàn hắc kỵ sĩ của chúng ta sẽ mở ra một kỷ nguyên mới lão ngũ hào hứng khánh trần nhìn hà kim thu sau đó hỏi lão ngũ đây là hà kim thu ta đã nhìn thấy hắn trong ký ức của Joker cơ trước đây hắn đã phản bội Joker cơ sao lại bị ngươi bắt lại vậy lão ngũ cười nói hắn muốn thỏa thuận với chúng ta muốn trao đổi thuốc Thế là ta đã đưa nó cho hắn, nhưng hắn không biết rằng ta đã trộn người máy nano vào lọ thuốc, có thể tìm thấy vị trí của hắn. Tên này cũng khá ghê gớm, hắn đã giết một phần ba số người của chúng ta trong vương thành. Ta mang hắn về xem còn có giá trị hữu ích gì không. Công tước Bạch Ngân suy nghĩ một hồi rồi nói. Kéo hắn đến hầm giam để tra khảo, loại người này rất khó thu phục, cũng không có giá trị đoạt xác, nếu hỏi không ra thì cứ trực tiếp giết đi. Khánh Trần nói đại ca, giúp cơ có mối quan hệ cá nhân rất tốt với tên Hà Kim Thu này, tổ chức cửu châu dưới trướng của hắn, ta nghĩ chắc cũng có thể lợi dụng ít nhiều, ta có thể ra mặt thuyết phục hắn. Công tước Bạch Ngân lắc đầu. Không cần thiết, lỡ như hắn giả vờ như đã bị thuyết phục, nhưng lại nhận ra được kế hoạch của chúng ta rồi truyền tin ra bên ngoài, vậy chúng ta lại thành ra kiếm củi 3 năm thiêu một giờ. Bây giờ, điều quan trọng nhất là để ngươi tiếp quản các thế lực ở đại lục phương Đông, không thể dây dưa gây thêm nhiều phiền toái. Được rồi, ngươi trở về đi, còn người này, vài ngày sau ta sẽ tự mình xử lý. Khánh Trần vẫn bình tĩnh nói tạm biệt với công tước Bạch Ngân, quay trở lại xe của mình. Lái xe đi. Đoàn xe của lão Tam từ từ lái xe về phía khu vực giàu có cốt lõi của thành phố Bạch Ngân. Ngồi trong xe, Khánh Trần nhắm mắt và nhanh chóng suy tính, hắn không thể dương mắt đứng nhìn ông chủ Hà bị tra tấn đến chết. Thời gian để Khánh Trần cứu Hà Kim Thu không còn nhiều nữa. Đếm ngược 16 giờ. Trong hầm giam mờ mịt, Hà Kim Thu từ từ mở mắt. Hắn đã có một giấc mơ rất dài. Trong giấc mơ, hắn vẫn là một tân binh, vừa đến đại đội tân binh, lần đầu tiên chạy việc giả 5 km, hắn đã trực tiếp nôn thốc nôn tháo ngay trên đường chạy. Hắn còn mơ thấy lần đầu tiên hắn được tiểu đội trưởng dẫn đi tập bắn, tưởng cuối cùng cũng được chạm vào súng, nhưng kết quả tất cả tân binh đều phải đứng trong trường bắn bằng tư thế quân đội suốt 4 tiếng đồng hồ với cây súng không có đạn. Tiểu đội trưởng còn gọi một cách hoa mỹ là rèn luyện tính kiên nhẫn, là một người lính thì không được suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện chạm vào súng mà trước hết phải trao dồi ý chí của mình. Lúc đó, thực sự ai cũng muốn chết. Trong giấc mơ, Hà Kim Thu đã mơ thấy tất cả những điều mà hắn căm ghét nhất vào thời điểm đó. Nhưng chính những thứ đó giờ đây lại trở thành những ký ức ngọt ngào. Thực sự kỳ lạ. Lúc này hai tay hắn vẫn còn bị dây leo trói chặt, có người dùng móc sắt xuyên qua xương quai xanh của hắn, treo nửa người hắn trên không trung. Với trọng lượng toàn thân đè lên hai xương đòn, hắn cảm thấy cơn đau dữ dội và xuyên thấu tim gan, nhưng vẫn không cách nào so sánh được với nỗi đau của các tế bào không ngừng phân chia và hợp nhất. Nhưng điều kỳ lạ hơn nữa là vết thương ở xương quai xanh không hề chảy máu. Hắn lơ lửng giữa không trung, đầu gục xuống, nhìn thân ảnh xám xịt của mình, sau đó hắn ngẩng đầu nhe nanh, gầm lên nhìn lão ngủ đang ngồi trước mặt. Nhưng giọng nói đó không còn là tiếng người nữa, nó giống như một con thú hơn trong đôi mắt nâu của hà kim thu con ngươi đã trở thành con ngươi thẳng đứng của một con giả thú mọi thứ đều đang phát triển theo hướng xấu nhất ngồi trước mặt hắn lão ngủ buồn bực chán nản nói ta còn tưởng rằng ông chủ hà của cửu châu sau khi tiêm thuốc có thể mang đến cho ta những niềm vui bất ngờ khác thường nhưng hóa ra lại biến thành một con ma như quái thú này thật đáng tiếc hà kim thu tiếp tục trống lên như thể không hiểu những gì hắn nói như thể đã mất luôn trí nhớ của mình lão ngủ cười nói người đâu kiếm cho hắn một con chuột chết xem hắn có giống như những con quái vật da xám khác có thể ăn thịt đủ loại không. Một người lính cẩn thận tiếp cận với con chuột, rồi hắn đưa con chuột vào miệng Hà Kim Thu, nhưng ngay sau đó, hắn thấy chân của Hà Kim Thu đung đưa trong không khí, nhanh chóng tiếp cận người lính và kẹp đối phương vào giữa hai chân của mình. Lão Ngũ sững sờ trong giây lát, thấy tên quái vật da xám dùng hai chân kẹp lấy tên lính, cắn một phát vào cổ tên lính, cắn đứt một miếng thịt. Lão Ngũ chẳng hề quan tâm đến cái chết của người lính vỗ tay khen ngợi tuyệt vời tuyệt vời không ngờ dù bị dây leo quấn chặt mà ngươi vẫn có thể lực cường tráng như vậy còn biết lựa chọn đồ ăn thật thú vị nhưng cũng chỉ đến đó mà thôi lão ngũ bật dậy nếu đã trở thành quái thú thì cũng chẳng còn giá trị gì để lợi dụng nữa phí công ta chạy đến đây một chuyến nếu không phải để bắt được ngươi cũng không đến lượt lão tam đoạt xác được tên dốc cơ kia nghĩ đến điều này lão ngũ thấy vô cùng tức giận Hắn giơ roi lên và liên tục quật vào người Hà Kim Thu. Cây roi được làm bằng dây kim loại mềm, mỗi lần đánh xuống, nó sẽ để lại một vệt máu sâu trên cơ thể Hà Kim Thu. Nhưng trong máng máu đó chỉ lộ ra một chất lỏng trong suốt thay vì dòng máu màu đỏ. Lão Ngũ Quất thêm hàng chục nhát roi để trút giận, sau đó quay lưng bỏ đi. Tầm một tiếng, cánh cửa hầm giam được đóng lại. Hà Kim Thu bị treo lơ lửng trên không, cơ thể hơi lắc lư, trên khuôn mặt đang rũ xuống ấy đôi mắt vốn là con ngươi thẳng đứng giờ đã trở lại bình thường. Hắn vẫn là hắn, trước đây chỉ là hắn chẳng rảnh hơi để ý tới lão ngủ kia, để cho đối phương coi mình là giả thú không có trí tuệ, có vậy đối phương mới kinh thường hắn. Ông chủ hà vẫn là ông chủ hà, giờ phút này hắn vẫn không có ý định ngồi yên chờ chết, chỉ cần có chút ít cơ hội, hắn cũng muốn giết một mạch từ nơi này ra ngoài. Thế nhưng, tại sao hắn lại không bị biến thành quái vật, thậm chí hắn còn không có cảm giác thèm thịt vẫn giống như một con người bình thường. Dường như vào khoảnh khắc chung sống với tế bào ung thư, hắn đã bước vào một cảnh giới thần kỳ. Trong giấc mơ đó, hắn đã rất nguy hiểm. Dường như chỉ cần có người trong mộng nói với hắn từ bỏ đi, hối hận đi, hắn sẽ chìm vào con quái vật. Tuy nhiên, tiểu đội trưởng trong giấc mơ luôn có một cách đơn giản và thô sơ nhất, kéo hắn ra khỏi sự suy sụp. Không muốn chạy 5 km hay 10 km. Tiểu đội trưởng lập tức kéo hắn ra chạy dù muốn dừng cũng không thể dừng. Không muốn đứng tư thế quân sự. Đánh ngươi một trận trước đã rồi có gì nói sao? Không muốn gấp chăng? Thực hiện động tác ngồi sổng 100 lần trước, sau đó tiếp tục gấp chăng? Không muốn tập xà ngang? Vậy thì chạy 10 km. Hà Kim Thu cảm thấy mình như bị cuốn vào một vòng lặp trong giấc mơ của mình, vị tiểu đội trưởng già đó cứ cuốn lấy hắn như âm hồn bất tán, tuyệt đối không để hắn từ bỏ. Bất cứ khi nào hắn nói rằng hắn không muốn trở thành một người lính, đối phương sẽ huấn luyện hắn đến nôn mửa, để hắn không có thời gian nghĩ về những điều này nữa. 80% bóng đen tâm lý mà Hà Kim Thu phải chịu sau khi nhập ngũ đều nhờ vào trịnh viễn đông cả. Cuối cùng, vào buổi chiều khi Hà Kim Thu sắp tới lực lượng gìn giữ hòa bình, hắn thu dọn hành lý và chuẩn bị rời đi, nhưng trịnh viễn đông đột nhiên đến hỏi hắn. Bây giờ ngươi còn hối hận không? Hà Kim Thu đáp rằng không hối hận, cũng không dám hối hận nữa giấc mơ đến đó thì kết thúc nỗi đau và vẻ đẹp trong giấc mơ ấy đã giúp hắn giữ vững lý trí hay nói chính xác hơn tiểu đội trưởng đã giúp hắn giữ vững tâm lý chắc chắn rồi hà kim thu kiểm tra những điểm khác biệt trên cơ thể những chiếc móng tay dài và sắc nhọn những chiếc răng nanh trong miệng trong cơ thể vẫn còn âm thanh của nhịp tim đập nhưng nó rất yếu hắn không cảm nhận được sự tồn tại của thanh ngọc tâm kiếm nhưng hắn cảm nhận được sức mạnh siêu phàm trong cơ thể mình nếu hắn thoát khỏi sợi dây và thoát khỏi cái mốc trên xương quai xanh của mình có lẽ hắn sẽ mạnh hơn trước hắn thấy vết thương mà lão ngũ vừa quất lên người hắn đã nhanh chóng lành lại chỉ trong vài phút đây có phải là sức mạnh của tế bào ung thư không lúc này hà kim thu nhớ lại những gì lão ngũ đã nói trước đó đoạt xác dốc cơ nếu không phải lo rằng nơi đây có camera giám sát hắn thậm chí còn không kìm được mà muốn cười thành tiếng đoàn hát kỵ sĩ này mà đoạt xác được khánh trần đoàn hắc kỵ sĩ không hề biết rằng Khánh Trần sẽ không bao giờ bị đoạt xác nhưng năm đó Hà Kim Thu đã từng tham gia quá trình tìm kiếm và cứu hộ, làm sao có thể không biết đặc điểm này của Khánh Trần. Vì vậy, hắn chắc chắn rằng trong cơ thể Khánh Trần vẫn còn linh hồn của Khánh Trần, còn người được gọi là lão tam kia đã biến mất không dấu vết. Đây có lẽ là chuyện duy nhất đáng để hạnh phúc trong suốt hai ngày nay. Vì vậy, lão tam mà hắn gặp khi bị áp giải ra khỏi phi thuyền đã là Khánh Trần sau khi dịch dung sao. Đối phương nhìn thấy hắn nhất định sẽ tìm cách giải cứu hắn, mà ở đây còn có một bán thần và 11 người cấp A, không chỉ vậy, đây còn là căn cứ địa của hắc kỵ sĩ, có những người máy chiến tranh hung ác và vô số máy bay không người lái, máy bay trực thăng vũ trang, phi thuyền. Nếu muốn cứu người ở đây, e rằng phải đối mặt với cục diện thập tử nhất sinh. Không được, không thể đợi thánh trần đến cứu được, ta phải tự cứu mình. Không phải Hà Kim Thu kiêu ngạo và nghĩ rằng mình nhất định có thể thoát khỏi đây mà là Khánh Trần vì cứu hắn mà đã gặp nguy hiểm một lần, hắn không muốn nợ thêm một ân huệ nào nữa. Đã biến thành bộ dạng ma quỷ này rồi, vẫn không nên liên lụy người khác. Trong trụ sở chính của hắc kỵ sĩ phía trên hầm giam, công tước Bạch Ngân đang ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da mềm mại, trên tay lắc nhẹ ly rượu whisky màu hổ phách, đối diện với hắn là một người xem mệnh mặc áo tròn đen. Người xem mệnh nói, ly rượu độc đâu? Người sở hữu nó lâu như vậy, đã đến lúc nên trả lại rồi chứ. Công tước Bạch Ngân tò mò hỏi, "Ly rượu độc gì cơ?" Người xem mệnh cười nói, "Muốn nuốt lời." Công tước Bạch Ngân lắc đầu, "Không phải ta muốn bội ước, mà là các ngươi nuốt lời trước." Theo thỏa thuận, các ngươi phải đích thân giao dốc cơ vào tay ta, nhưng lại đột nhiên có biến, ngũ công chúa người xem mệnh hoàng thất của các ngươi thậm chí còn muốn đưa dốc cơ đi. Người xem mệnh cau mày, điều đáng kinh tởm trong chuyện này là quốc vương không nói rõ ràng rằng hắn muốn giết Viola vì vậy Uyla vẫn là một thành viên của hoàng thất của người xem mệnh Uyla ra tay cũng tương đương với việc hoàng gia ra tay người xem mệnh nghiêm nghị nói ly rượu độc này rất quan trọng vả lại dốc cơ cũng đã nằm trong tay ngươi rồi ta mong rằng ngươi có thể cân nhắc kỹ càng trước quyết định này đừng tự rước lấy tai họa cho mình công tước bạch ngân cười đe dọa ta không có ích lợi gì đâu ngươi có thể giết ta sau đó để cho bảy vị tổ tiên nhà ngươi nằm đó thêm hàng trăm năm Biết đâu được lại tự nhiên tỉnh lại đấy. Ly rượu độc này tuyệt đối không thể trả. Phải biết rằng một khi hoàng tộc Roosevelt lấy được ly rượu độc, họ có thể triệu hồi bảy con quái vật già bất cứ lúc nào để liều chết đánh một trận. Bảy bán thần người xem mệnh, ai có thể chịu đựng được điều này. Ngay cả khi những con quái vật già cổ này sống dậy, chúng cũng chỉ có thể đánh được một trận rồi lại chết đi. Nhưng thứ này giống như mối đe dọa hạt nhân, chỉ cần nó tồn tại kế hoạch thành lập một quốc gia ở đại lục phương đông của công tước Bạch Ngân sẽ không thể thực hiện được. Nhưng làm thế nào mà ly rượu độc này lại lọt vào tay công tước Bạch Ngân? Hơn 200 năm trước, thất công chúa của hoàng tộc đã đem lòng yêu công tước Bạch Ngân, công tước Bạch Ngân đối với thất công chúa chỉ là kiểu gặp dịp thì chơi, dẫn thất công chúa đi du ngoạn khắp nơi, khiến thất công chúa say lòng đến thần hồn điên đảo. Vương thất không đồng ý cuộc hôn nhân này, vì vậy công tước bạch ngân đã nói dối thất công chúa rằng chỉ cần nàng lấy trộm được ly rượu độc từ chỗ cha mình ngài ấy sẽ buộc phải đồng ý cuộc hôn nhân của họ sau đó thất công chúa đã thực sự đánh cắp ly rượu độc này cho hắn ta sau khi lấy được ly rượu độc công tước bạch ngân ngay lập tức trở mặt không quen biết còn thất công chúa vì chịu sự khiển trách từ nội bộ hoàng gia nên đã ấm ức treo cổ tự vẫn người xem mệnh chế dẻo đứng dậy xem ra công tước bạch ngân vẫn không có ý định giao ly rượu độc ra năm đó ngươi đã dùng thủ đoạn đê hèn để có được vật cấm kỵ này rồi tất giấu nó như một bảo bối vương thất biết tên thật của toàn bộ các ngươi đấy công tước bạch ngân uống cạn ly rượu whisky vậy thì hãy dùng tên thật của ta để giết ta đi để ta đem hết bí mật chôn vùi trong cơn tức giận của mình nhưng mà vương thất có biết ngày sinh của ta không nếu không biết thì chỉ có thể tạo cho ta chút rắc rối mà thôi vậy thì ta mỏi mắt mong chờ người xem mệnh cười nói. dốc cơ đó, bọn ta có thể giao cho ngươi, tất nhiên cũng có thể phá hủy. Bọn ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng đó chẳng qua chỉ là mơ tưởng hảo huyền. Công tước bạch ngân cao mày. Không ổn, hắn đột nhiên đứng dậy sải bước đi ra ngoài. Chuẩn bị phi thuyền, đi tìm lão tam. Hắn đã nhận ra vương thất muốn làm gì rồi, bên kia sẽ dùng toàn lực phục kích ở thành phố Bạch Ngân để tiêu diệt lão tam, tức là phá hủy cơ thể và trí nhớ của dốc cơ không được bí mật của dốc cơ vẫn chưa được đào lên bọn họ thậm chí còn chưa thành thạo thuật hô hấp lão tam không thể chết người xem mệnh đang nghe truyện trên tv audio cv chậm rãi đứng dậy bước ra khỏi trụ sở của đoàn hắc kỵ sĩ với một nụ cười mỉa mai bước lên phi thuyền của mình để rời khỏi thành phố bạch ngân sau khi khánh trần rời khỏi trụ sở chính của hắc kỵ sĩ hắn không về thẳng nhà mà ngồi trong đoàn xe để đoàn xe đi vòng quanh thành phố không ngừng nghỉ hắn làm vậy một mặt để ghi nhớ con đường đến thành phố Bạch Ngân, mặt khác, trong nhà lão Tam có hơn 70 người vợ và hơn 200 nữ nô lệ xinh đẹp, mặc dù khi Khánh Trần đối mặt với các nàng ấy cũng không đến nỗi bị lộ, nhưng bất ứng phó được cái nào thì cứ tránh càng tốt. Hắn ngồi trong xe, lục tìm ký ức của lão Tam, trong đó ẩn chứa rất nhiều bí mật. Ví dụ như lão nhị đã từng ngủ với vợ của lão Cửu. Ví dụ như công tước Bạch Ngân đã từng yêu cầu lão Tam bí mật giết những đồ đệ của lão nhị và lão Ngũ ví dụ như lão ngũ từng muốn giết lão tam thậm chí còn muốn giết công tước bạch ngân khi công tước bạch ngân muốn đoạt xác đồ đệ và sau cùng công tước bạch ngân đã được lão tam cứu thoát khánh trần kiểm tra những ký ức này một lượt chỉ cảm thấy đoàn hắc kỵ sĩ này rối như một nồi cám heo công tước bạch ngân có thủ đoạn sắt đá và sự tàn nhẫn lão nhị nham hiểm giỏi kiếm tài nguyên có thể thu phục các kỵ sĩ khác lão tam liều mạng lão tứ nghiện thế giới siêu đạo lão ngũ giống như kiêu hùng làm người trượng nghĩa rất được các kỵ sĩ khác yêu mến lão lục thì nhát thường xuyên ủ dột lão thất trong số những hắc kỵ sĩ này lão đại lão nhị lão ngũ về cơ bản là ba người cầm đầu còn những kỵ sĩ khác chỉ đi theo sau vì hắc kỵ sĩ từ thế hệ này sang thế hệ khác luôn đoạt xác đồ đệ của mình mỗi lần đoạt xác đồ đệ đều được gọi là một lần đổ kiếp đây là thời điểm tốt nhất để giết người chỉ có công thức Bạch Ngân ở mỗi thế hệ luôn ổn định làm bán thần Lão nhị đã từng nghi ngờ đại ca đã nắm được công thức ma dược bí mật nhưng không chịu chia sẻ cho mọi người. Vấn đề này, Khánh Trần cũng đã có được chứng thực trong trí nhớ của mình, đúng vậy, công thức Bạch Ngân có công thức chế tạo ma dược của riêng mình. Những thông tin như trên vẫn còn rất nhiều, nhưng Khánh Trần cảm thấy rằng nó không đủ để làm lung lay nền tảng của toàn bộ đoàn hắc kỵ sĩ. Chỉ có một thông tin duy nhất khiến Khánh Trần thích thú, lão tam biết tên thật của tất cả các hắc kỵ sĩ không phải chỉ mỗi tài quyết giả người xem mệnh mới cần biết tên thật con rối giật dây cũng cần phải biết ở lục địa roosevelt mọi người đều được người xem mệnh và tài quyết giả tạo ra một mật danh mới những người có thể sử dụng mật danh sẽ không bao giờ sử dụng tên thật của họ khiến con rối giật dây của khánh trần dù đã mọc ra sợi râu thứ bảy cũng không có chỗ thể hiện giờ đây khánh trần nhận thấy rằng thông tin này chính là thứ quý giá nhất của lão tam những người này đã sống với nhau suốt mấy trăm năm, đều phất lên từ những thứ nhỏ nhặt nhất, hồi đó mọi người đều gọi nhau là anh em, sao có thể không biết tên thật của nhau được. Có được tên thật, chuyện có thể làm càng nhiều hơn. Nhưng vào đúng lúc này, ở phía trước đột nhiên có một người máy chiến tranh rơi xuống, rơi đúng ngay mui xe của chiếc xe mà Khánh Trần đang ngồi. ầm một tiếng, phần đuôi xe dài của chiếc xe chống đạn bị dẫm lên, khiến chiếc xe bị nhấc khỏi mặt đất. Lại có thêm một vài tiếng động nữa, hơn một chục con người máy chiến tranh đồng loạt rơi xuống, phía xa hơn nữa thậm chí còn có một phi thuyền dân dụng lao qua khu rừng thép, hướng thẳng đến đoàn xe của Khánh Trần. Tiếng nổ vang rền vẫn không ngừng vang lên, người máy chiến tranh liên tục bắn phá mọi phương tiện trong đoàn bằng những khẩu đại bác xung kích. Trước đó Khánh Trần còn lo rằng những người bên cạnh Lão Tam đã nhận thấy điều gì đó kỳ lạ, bây giờ thì tốt rồi, bọn họ đều đã chết, nhưng vấn đề là, ai đang muốn giết hắn đây? Lão Nhị và Lão Ngũ là hai người có động cơ nhất, vì họ cũng muốn đoạt xác giúp cơ và làm suy yếu công tước Bạch Ngân. Hoàng gia cũng có động cơ, họ không muốn dương mắt nhìn thành phố Bạch Ngân trở nên mạnh hơn, có thể sau cuộc giao dịch họ sẽ giết giúp cơ, đây vốn là kế hoạch của họ. Không được, không thể cứ ở mãi trong xe và chờ chết, lát nữa phi thuyền dân dụng trên bầu trời sẽ phát động một cuộc tấn công liều chết và đâm trực diện vào chiếc xe, Khánh Trần chắc chắn sẽ chết. Lợi dụng khoảng trống giữa kho năng lượng của pháo xung Khánh Trần kéo mở cửa xe và nhảy ra ngoài đột nhiên Khánh Trần nói. Nhốt vào địa lao, đuổi hết binh sĩ canh gác đi, lát nữa lão tứ đưa một quả bom đến ta thừa cơ chạy đi. Ừm, phải bắt đầu từ địa lao. Công tước Bạch Ngân gật đầu. Khánh Trần trở lại tổng bộ, biến thành bộ dạng của giấc cơ, lão nhị và lão ngũ đích thân áp giải xuống dưới. Khánh Trần im lặng quan sát xung quanh, tìm kiếm tung tích của ông chủ hà. Đúng lúc này hắn chú ý tới một phòng giam hoàn toàn khép kín ở nơi sâu nhất của địa lao. Đằng kia nhốt ai thế? Lão ngũ cười nói. Là cái tên Hà Kim Thu bán đứng dốc cơ đấy, bây giờ hắn biến thành một con quái vật rồi. Vốn dĩ ta định huấn luyện hắn thành một con chó dắt theo bên mình, trông khá là uy phong. Nhưng ta nghĩ không được, hắn không còn lý trí nữa rồi. Nói xong, lão ngũ đẩy Khánh Trần vào một phòng giam. Nhớ kỹ này, khi nghe thấy tiếng nổ, cửa phòng giam của ngươi sẽ mở ra. Đến lúc đó ngươi chạy thật nhanh ra ngoài, Ngoài cửa có máy bay trực thăng Vũ Trang, ngươi cướp nó chạy trốn, bọn ta đợi 20 phút rồi sẽ đuổi theo." Khánh Trần vào phòng giam, đợi lão nhị và lão ngũ rời đi thì bắt đầu quan sát xung quanh. Càng nhìn sắc mặt hắn càng trở nên nghiêm túc, ở đây đâu đâu cũng có camera, một khi hắn có hành động gì khác thường là sẽ bị theo dõi, công tước Bạch Ngân kiểm soát hết thảy sẽ phát hiện ra ngay. Làm sao đây? Mình có thể đánh liều dùng vật tấm kỵ quyền lực mở khóa cửa phòng giam của Hà Kim Thu nhưng vấn đề là mở cửa rồi thì hai người họ cũng không thể xông ra ngoài trong tình huống toàn bộ hắc kỵ sĩ đoàn tập kết ngoài kia. Đúng lúc này, Khánh Trần bỗng nghe thấy tiếng gõ rất nhỏ, rất khẽ. Đó là âm thanh hai móng tay ngón trỏ đụng vào nhau, nếu không nhờ Long Ngư tăng thính lực của Khánh Trần lên thì hắn không thể nghe thấy âm thanh này, đến cả thiết bị thu nhận âm thanh trong địa lao cũng không thu hoạch được gì. Cạch, 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 cạch. Cạch. Mã mo khánh trần chợt nhớ đến cảnh tượng trong nhà trọ tư nhân ở núi lão quân thành viên côn luân cũng dùng mã mo truyền tin tức hắn lục tìm bản mã mo trong ký ức đối chiếu và ra câu đầu tiên khánh trần cứ mặc kệ ta khánh trần sửng sốt ông chủ hà đã biết thân phận của mình cũng nghe được cuộc đối thoại khi nãy hơn nữa đối phương không thật sự biến thành quái vật nhưng vì sao ông chủ hà lại bảo mặc kệ hắn câu thứ hai của hà kim thu là làm theo kế hoạch của họ ngươi dẫn họ đi ta có cách rời khỏi đây, đừng mạo hiểm vì ta. Khánh Trần quay lưng về phía camera, ngón tay gõ nhẹ lên cửa sắt. Ngươi rời đi kiểu gì? Nhưng ông chủ hà không hề đáp lại, dường như thính lực của đối phương không được cải thiện cho nên không nghe thấy mã mo của hắn. Khánh Trần hơi lo, hắn không đoán ra được ông chủ hà không muốn làm liên lụy đến hắn hay thật sự có cách trốn thoát. Rất có khả năng đối phương không muốn để hắn mạo hiểm nên mới đưa ra quyết định. Khánh Trần chưa kịp suy nghĩ thêm thì bên ngoài đã vang lên tiếng nổ ầm ầm, cạch, cửa phòng giam mở ra trước mặt hắn. Trong địa lao, tiếng nổ đã ngừng. Khánh Trần cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, trên hành lang ngoài cửa, bên trái là phòng giam của ông chủ Hà, bên phải là con đường đi ra ngoài. Hiện tại hắn đang tính toán mọi khả năng, khả năng lao ra ngoài và khả năng quay trở lại. Lúc này ông chủ Hà gõ câu thứ ba, trong địa lao u ám, tiếng gõ ấy rõ ràng và kiên định tin ta công tước bạch ngân cao mày nhìn camera giám sát sao lão tam vẫn chưa đi ta phải xuống xem sao công tước bạch ngân vừa dứt lời thì khánh trần bắt đầu di chuyển hắn đi ra ngoài rồi rẽ phải chạy như bay ra ngoài đại lao tổng bộ của hắc kỵ sĩ đoàn đột nhiên có tiếng nổ mạnh vang lên người qua đường đi ngang qua đó thấy khói đen cuồn cuộn tỏa ra từ bên trong thì sợ ngây người khánh trần chạy ra khỏi tổng bộ với cả người toàn máu là máu không ai ngăn nổi tất cả binh sĩ Bạch Ngân thành định cảng đường đều bị hắn giết không nương tay. Đúng như lão ngũ đã dặn, ngoài cửa có một chiếc máy bay trực thăng vũ trang. Sau khi thoát khỏi địa lao, Khánh Trần lao vút vào cabin trực thăng, gào lên với phi công. Cất cánh, bay về phía đông, bằng không ta giết ngươi. Người kia vội vàng gạt cần điều khiển, máy bay trực thăng tức tốc bay lên cao, nhanh chóng bay ra ngoài Bạch Ngân Thành. Cùng lúc đó, Lão Nhị, Lão Tứ, Lão Ngũ, Lão Lục, Lão Thất, Lão Bác, Lão Cửu, lão thập nhất đều hành động, họ nhao nhao chạy tới cảng hàng không, tìm kiếm khí cầu máy của mình. Công tước Bạch Ngân không đi, hắn và lão thập, lão thập nhị ở lại đóng giữ tổng bộ. Vở kịch đã đủ long trọng, không cần hắn ra tay. Công tước Bạch Ngân cứ suy nghĩ mãi về việc khi nãy, lão Tam dừng lại vài giây, hắn cảm thấy hình như có gì đó ngoài ý muốn xuất hiện trong chuyện này, nhưng lại không biết được điều bất ngờ ấy từ đâu ra. Ở phía bên kia, trước khi đến sân bay lão nhị nói nhỏ với thư ký của mình đưa thiết bị đoạt xác của ta lên khí cầu máy chưa thư ký trả lời đã lén chuyển lên rồi ngài yên tâm không có ai phát hiện lão nhị thở vào một hơi hắn gọi điện cho lão tứ lão bác nhỏ giọng dặn dò vài câu về kế hoạch sau cùng mới thở hắt ra tựa vào ghế ngồi mềm mại ở hàng phía sau khóe miệng hắn cong lên ở phía khác lão ngủ đã lên khí cầu máy hắn thúc giục binh lính trên tàu Mau, phải tìm được lão tam trước lão nhị. Lão nhị cho rằng ta không biết hắn gì cơ đấy, hừ, không thể để hắn thực hiện được. Trung tâm Vương thành. Công tước Phong Bạo đã ngồi trên ngai vàng, bắt đầu sử dụng quyền lực hoàng tử của mình quản lý vương quốc thay cha. Hắn chờ đợi vị trí này hơn 30 năm, mà sinh mệnh của hắn cũng chỉ còn lại hơn 20 năm, nhất định phải quý trọng. Đột nhiên một người xem mệnh vội vàng đi đến, đặt một tờ giấy trước mặt công tước Phong Bạo chỉ thị quốc vương tự tay viết khẩn cấp công tước phong bạo gật đầu đã xác nhận là sinh nhật của đời thứ nhất đúng không phải người xem mệnh gật khẽ năm xưa hắn đi theo công tước bạch ngân nhập ngũ sao có thể nghĩ đến mình sẽ có địa vị như ngày hôm nay tất cả thông tin hắn điền đều là thật khi ấy cũng không cho phép hắn điền thông tin giả người xem mệnh lại lấy một chiếc túi dáng kính ra năm đó ở thời của đệ nhất người này nghi ngờ một đứa con nào đó không phải con ruột, vì vậy mang một sợi tóc đi xét nghiệm ADN huyết thống, sau đó bị một người xem mệnh giữ lại. Công tước phong bạo ngạc nhiên, hắn cũng chỉ bắt đầu tiếp nhận công việc của tổ chức người xem mệnh mới đây, hắn phát hiện người xem mệnh còn kín đáo và biến thái hơn tưởng tượng. Những người có thể nhìn thấy mệnh số đã chôn vô số phục bút trong số phận. Quá kinh khủng, chỉ sợ vị kỵ sĩ thứ ba này còn không biết được mình chết như thế nào. Công tước phong bạo nói. Được, Ta biết rồi, ngươi chuyển lời cho phụ vương, có tên, ngày sinh, tóc hoặc máu thì trong vòng một ngày người này chắc chắn sẽ chết. Người xem mệnh rời đi. Công tước phong bạo bảo người hầu mang sáu loại ma dược đến, hắn dùng máu của mình vẽ ngôi sao sáu cánh trên bàn, sau đó đặt lần lượt sừng hưu đen, cánh bướm xanh, đất ở hắc diệp nguyên, lưỡi xuân ngưu, nước mắt vân hùng, một ly brandy ở sáu điểm của ngôi sao. Sau đó thả tóc của lão tam vào giữa sao sáu cánh. Công tước phong bạo rót sức mạnh của mình vào, thế nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra ma dược trong ngôi sao sáu cánh không bị sao cả sợi tóc giữa ngôi sao vẫn còn nguyên vẹn nguyền rủa thất bại một bán thần như mình mà lại thất bại trong việc nguyền rủa một kẻ cấp a không thể nào tuyệt đối không có khả năng ấy công tước phong bạo thử đi thử lại rất nhiều lần thậm chí thay đổi vài loại phép thuật hắc ám nhưng đều không thành công kỵ sĩ thứ ba này mạnh đến vậy ư chỉ cần chết đủ nhanh thì người phán quyết không thể nguyền rủa ngươi, đó là nguyên nhân tại sao lão Tam không có cách nào bị nguyền rủa. Chắc chắn lão Tam không ngờ được sợi tóc dùng để xét nghiệm ADN huyết thống của mình lại bị thất giữ, sự nham hiểm đến mức lo trước tính sau của người xem mệnh khiến mọi người cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với họ. Nhưng sợi tóc này không phát huy được công dụng của nó là điều người xem mệnh không đoán trước được. Cuộc đời quả đúng là luôn tràn đầy những bất ngờ. Hiện tại, Khánh Trần ngồi trên máy bay trực thăng vũ trang, bắt cóc phi công bay khỏi bạch ngân thành phi công không biết gì cả chỉ có thành viên hắc kỵ sĩ cùng với những thân tín nhất của lão nhị lão ngũ biết kế hoạch cho nên bây giờ phi công thật sự rất sợ hãi đại ca ngươi muốn đi đâu phi công run rẩy hỏi khánh trần nói ra khỏi thành phố 50 km thì thả ta xuống hả phi công nghệt ra nào có ai chạy trốn lại chỉ chạy 50 km thế chăng phải là sẽ bị đuổi kịp ngay à à nhiên liệu còn đủ cho chúng ta bay 400 km cơ, hay là chúng ta bay thêm một lát? Khánh Trần dở khóc dở cười. Người bên này ai cũng dí dỏm thế à? Mau lên, thả ta xuống đi. Rồi hắn nhắm mắt tự hỏi. Bây giờ không phải là chuyện ngụy trang nữa. Hắn nghĩ, rốt cuộc ông chủ Hà định trốn thoát bằng cách nào? Cho đến giờ khắc này, hắn vẫn không thể xác định liệu đối phương có chắc chắn chạy trốn được thật không nữa. Trong địa lao, Đối phương nói, tin ta, một cách kiên định, nhưng trong vài giây Khánh Trần suy tính hơn 10 cách trốn thoát, kết quả đều thất bại. Hắn không nghĩ ra được tại sao Hà Kim Thu tự tin như vậy, cho nên khả năng cao là đối phương thật ra không muốn liên lụy đến mình. Nhưng trong vài giây đồng hồ khi ở Địa Lao, Khánh Trần đã suy nghĩ rõ ràng rồi, dù đối phương có chắc chắn hay không thì mình chỉ cần dẫn chủ lực của hắc kỵ sĩ đoàn đến đây, khả năng đối phương trốn chạy thành công nhất định sẽ cao hơn thay vì cùng nhau sống vai xông ra khỏi địa lao đối mặt với bán thần, chi bằng mình dẫn dụ nhiều người đến cánh rừng này hơn, tạo một cơ hội hoàn hảo cho đối phương. Không phải, Khánh Trần thậm chí phải buộc công tước Ngân Bạch đuổi theo mình thì Hà Kim Thu mới có cơ hội sống sót. Khi hắn nhìn thấy lão ngũ kéo Hà Kim Thu như kéo một con chó, lửa giận bùng lên, bốc cháy hừng hực trong lòng hắn. Nếu Hà Kim Thu không bị đồng đội phản bội sau đó mắc bệnh ung thư thì làm sao hắc kỵ sĩ bắt được hắn? Khánh Trần nhớ lại lần đầu tiên mình gặp ông chủ Hà, đối phương mặc âu phục màu xám, đi giày da đen bóng, tay cầm quyền trượng đen cực kỳ tinh xảo. Phong thái của ông chủ Hà không nên bị tổn hại bởi một đám hắc kỵ sĩ. Sau khi xuống dưới, Khánh Trần vẫn đang tự hỏi, không vội chạy trốn. Phi công trung lẫy bẫy, hỏi hắn. Đại ca, ta thấy ngươi không giống như đang lẫn trốn, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Khánh Trần nhếch miệng cười. Thanh lý môn hộ nói xong hắn giết luôn phi công. Bây giờ không giết thì ngày sau đối phương sẽ lái trực thăng vũ trang đến đại lục phía đông giết nhiều binh sĩ liên bang. Đếm ngược 6 giờ. Lúc này, quân đội của Bạch Ngân Thành xuất phát với khung cảnh rầm rộ. Từng chiếc khí cầu máy bay trên bầu trời thành phố, bóng của chúng nối tiếp nhau in trên mặt đất, giống như mây đen ùng ùng kéo đến. Hắc kỵ sĩ đoàn treo thưởng truy nã kèm với ảnh của Joker, chỉ cần ai có thể cung cấp manh mối về Joker thì sẽ được thưởng 10 triệu không phải bắt được Khánh Trần thì thưởng 10 triệu, mà khi nhìn thấy hắn trên đường, miễn là ngươi chứng minh được hắn thật sự từng xuất hiện ở đó thì ngươi sẽ có ngay 10 triệu. Bây giờ tất cả mọi người đều biết, hắc kỵ sĩ đoàn bắt được dốc cơ của đại lục phía đông, sau đó dốc cơ nhân lúc hỗn loạn khi có kẻ ác ôn tập kích thì chạy trốn. Lão nhị đứng trong khí cầu máy của mình, vuốt ve thiết bị đoạt xác. Bảo bối, hôm nay nhờ cả vào ngươi. Hắn đã lên kế hoạch xong xuôi. Chỉ cần hắn bắt được cơ thể của cơ là có thể đi khỏi đại lục phía Tây ngay lập tức, phòng ngừa bị đại ca ám hại. Một khi hắn ổn định thánh thị ở đại lục phía Đông, rồi thăng lên bán thần bằng truyền thừa kỵ sĩ chính thống, ai là anh cả của hắc kỵ sĩ đoàn còn chưa biết được đâu. Sau đó hắn lại nghĩ cách sản xuất hàng loạt kỵ sĩ, đến lúc đó người xem mệnh là cái thá gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hoàng tộc Roosevelt không thể đánh thức mấy vị tổ tiên của họ. Lão nhị hỏi. Máy bay trực thăng của lão Tam bay đến đâu rồi? Thưa sếp, hắn hạ cánh ở ngoài thành 50 km, đã chui vào trong rừng. Một sĩ quan nói. Đơn vị trinh sát của chúng ta đã đến chỗ trực thăng, hắn đã giết phi công. Lão nhị sờ cầm. Chân thật thế nhỉ? Cả quãng đường hắn giết không ít người rồi, đại ca bảo hắn giết là hắn giết thật. Hắn chỉ huy. Cử khí cầu máy vòng đến đằng trước chặn đường, đừng để lão Tam chạy mất. Theo kế hoạch, lão tam phải chạy một mạch chạy bạc mạng sau đó hắc kỵ sĩ đoàn liều mạng truy đuổi diễn một vở kịch xuất sắc nhưng cuối cùng vẫn phải thả lão tam đi mà bây giờ lão nhị dứt khoát lợi dụng tính cơ động của khí cầu máy bao vây mọi con đường khánh trần có khả năng chạy trốn trước như thế thì khánh trần dù chấp cánh cũng khó thoát ngay sau đó hơn 40 chiếc khí cầu máy bỗng tăng tốc thoát ly hạm đội bay đi phong tỏa con đường trốn thoát khánh trần chạy như điên trong rừng nơi này không có đường núi những gốc đại thụ cao ngất ngưỡng mọc trên sườn núi hắn cảm thấy như mình đang tham gia trò chơi sẵn chết nhưng chỉ có mình hắn là con mồi mà thợ sẵn lên đến hơn 10.000 người nhưng mặt khác chỉ có hắn là thợ săn thật sự còn lại đều là con mồi dê bò thành đàn mảnh hổ độc hành vào lúc này hàng chục khí cầu máy lao nhanh trên bầu trời lướt qua tán cây cao vút chắc hẳn đối phương đã dùng thiết bị tìm kiếm sự sống để thăm dò phương vị của mình và chặn đường mình trước rồi ngay sau đó có khí cầu máy hạ thấp độ cao, thả vô số người máy chiến tranh ra. Những người máy chiến tranh đó băng qua rừng bằng động cơ đẩy, lao về phía Khánh Trần một cách chuẩn xác, nhưng chúng không bắn pháo mạch xung mà bắn ra những tấm lưới lưới hợp kim. 12 người máy chiến tranh đồng thời bắn lưới hợp kim từ hướng 1 giờ đến hướng 12 giờ, gần như bao phủ mọi góc độ, chỉ cần tấm lưới này chụp trúng thì Khánh Trần khó lòng tránh thoát. Lão nhị thấy được cảnh này thông qua màn hình trên khí cầu máy, hắn mắt miệng cười đến tận mang tai. Nhưng Khánh Trần điên cùng tính toán tất cả các kẻ hở, cuối cùng cố gắng chui ra được từ khoảng hẹp giữa hai tấm lưới. Ơ! Ờ, lão nhị sửng sốt. Sao tự dưng lão tam thông minh thế? Lẽ nào đoạt sát Khánh Trần còn có thể cướp lấy trí tuệ chiến đấu của hắn nữa ư? Khánh Trần tiếp tục chạy đi xa, hắn cần thời gian. Hắn cần phải đợi đến tối. Lão nhị lớn tiếng. Con mẹ nó, đừng để hắn chạy. Chúng ta tăng tốc lên, ta phải đích thân bắt hắn. Ngay khi lão nhị liều mạng muốn bọc đánh Khánh Trần, một cái bóng đen thui lao băng băng trong rừng, nó chạy còn nhanh hơn Khánh Trần. Dường như Khánh Trần đoán trước được lão nhị sẽ bọc đánh phía trước, vì thế hắn cố ý giảm tốc độ, để cái bóng cầm vật cấm kỵ cắt bóng đi trước. Khi lão nhị cho rằng đội quân nghìn người của mình sắp sửa bao vây giấc cơ, Khánh Trần lại cảm thấy hắn và bóng của mình bao vây hơn một nghìn người này. Khánh Trần ngẩng đầu, xuyên qua tán cây nhìn lên không trung, mặt trời lặn dần về tây, vầng trăng nhô lên cao tốt lắm bắt đầu thôi giờ tuất đất trời u ám vạn vật ảm đạm mờ mờ ảo ảo từng chiếc khí cầu máy đáp xuống đất tiểu đoàn chiến sĩ ghen xếp hàng tiếng vào rừng đi đến chỗ khánh trần một bóng đen hiện lên vành một tiếng bóng đen đâm vào đội ngũ chiến sĩ ghen như đoàn tàu lao ra khỏi đường hầm cơ thể kỵ sĩ của khánh trần có thể tạo ra cái bóng cấp a áp đảo hoàn toàn về tốc độ đâm cho bảy tám chiến sĩ ghen bay lên trời xương cốt đứt gãy âm thanh răng rắc vang lên, bóng đen xuyên qua đám đông như u linh quỷ quái. Một đơn vị tạo nên từ 500 chiến sĩ ghen cấp C mà cái bóng lại ra vào như chỗ không người. Với tình hình hiện tại, các chiến sĩ ghen không có cách nào nổ súng, một khi bắn lệch sẽ ngộ thương đồng đội. Viên chỉ huy lớn giọng nói trong kênh liên lạc. Bắt lấy nó, liều chết bắt lấy nó, đừng sợ bị thương. Thế là các chiến sĩ ghen bùng nổ, bọn họ nối nhau lao về phía cái bóng, có người chặn đường nó, có người cưỡi cổ nó lại có người lôi kéo cánh tay của nó bởi vì quân địch quá đông nên cái bóng không cựa quậy được chỉ huy thở phào nhẹ nhõm nhưng hắn còn chưa quyết định phải xử trí cái bóng thế nào thì bỗng nhiên nhìn thấy sau lưng chiến sĩ ghen có hơn trăm bóng đen lúc nhúc đứng dậy chỉ huy cảm thấy lạnh gáy hắn chưa kịp phản ứng thì những cái bóng này đã hùng dũng phi ngay đến chỗ chiến sĩ ghen tình cảnh trở nên vô cùng kỳ dị các chiến sĩ ghen không biết cái bóng này từ đâu ra vì sao lại đông như vậy? Những chiến sĩ ghen bắt được bóng đen nọ chưa kịp vui sướng thì đã bị bóng của mình tấn công. Bóng của Khánh Trần thuận thế thoát khỏi cảnh nguy hiểm, âm thanh răng rắc lại vang lên trong khu rừng u ám. Trước đây, có người lấy được các bóng cũng chỉ là có thêm một chiến sĩ ghen cùng cấp bậc giúp đỡ, muốn lấy một địch 100 là điều bất khả thi. Nhưng bây giờ, với sự phụ trợ của ngoài tam giới, có bao nhiêu kẻ địch thì có bấy nhiêu cái bóng phương pháp này trở thành thủ đoạn hay nhất để khánh trần phá trận và giết địch kẻ địch còn chẳng nhìn thấy mặt hắn đã chết rồi giống như đại vũ lấy được vải liệm từng vật cấm kỵ rơi vào tay khánh trần chúng và siêu phàm giả giúp đỡ ảnh hưởng lẫn nhau và đều sinh ra những cách sử dụng khó có thể phá giải viên chỉ huy dùng kênh liên lạc báo cáo chuyện này lên cấp trên thưa sếp không biết từ đâu ra rất nhiều bóng đen hiện đang đánh nhau với tiểu đoàn của chúng ta lão nhị nheo mắt hử tình hình chiến đấu thế nào? Các ngươi là đội ngũ tinh nhuệ dưới trướng ta, đừng để ta mất mặt. Chỉ huy nói, chúng ta bị giết chỉ còn 39 người. Khoan, các ngươi bị người ta đánh đến mức chỉ còn lại 39 người. Lão nhị gào lên, các ngươi làm ăn kiểu quái gì thế? Nhưng trong kênh liên lạc không có ai trả lời hắn. Chỉ trong vòng 20 phút ngắn ngủi, tiểu đoàn chiến sĩ ghen bị tiêu diệt. Lão nhị bỗng cảm thấy sợ hãi, hắn thậm chí còn không biết đó là thứ gì trong thế giới của hắn chỉ còn lại sự yên lặng của kênh liên lạc không biết mới là đáng sợ nhất quan trọng hơn hết là tiểu đoàn chiến sĩ ghen này vốn là đơn vị tinh nhuệ nhất của hắn ngay cả tiểu đoàn này còn không sống sót qua nửa tiếng thì còn làm ăn gì nữa hình như có gì đó là lạ lão nhị vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ lão tam vẫn còn ở trong vòng vây vẫn chưa chạy đến đó vậy đó là ai vì sao lại ra tay với ta mau rút một nửa người máy chiến tranh về bảo vệ ta. Các sĩ quan bên cạnh hắn nhìn nhau, rồi nhỏ giọng nói. Liệu có phải là bẫy của lão Tam không? Lão nhị gãi đầu. Một mình lão Tam gài bẫy 500 chiến sĩ ghen, ngươi đang nói linh tinh gì thế, hắn làm gì có năng lực ấy? Sĩ quan nói kẻ Đúng là lão Tam không có, nhưng dốc cơ làm được. Lão nhị sửng sốt, hắn vẫn cứ nghĩ lão Tam là lão Tam như trước theo thói quen, đâu ngờ lão Tam đã khác xưa rồi không đúng không đúng lão nhị lẩm bẩm cho dù bây giờ lão tam rất lợi hại nhưng với hắn thì đây là một vở diễn hắn giết nhiều người như thế làm gì lão tam có vấn đề đưa điện thoại cho ta ta phải gọi cho đại ca sĩ quan giữ chặt lấy hắn ngài định nói thế nào với công tước bạch ngân nói là ngài bí mật dẫn theo tiểu đoàn chiến sĩ ghen đến à thế thì ý đồ của ngài bại lộ mất lão nhị không phản bác được đúng là ngậm bồ hòn làm ngọt có khổ không nói nên lời bây giờ nếu để đại ca biết hắn dẫn tiểu đoàn chiến sĩ ghen đến chắc chắn đại ca sẽ đoán ra được hắn muốn đoạt xác lão tam sợ là đến lúc đó đại ca muốn giết hắn ấy chứ con mẹ nó chuyện đã đến nước này rồi đâm lao phải theo lao xông lên với ta mặc kệ bóng đen với chả bóng trắng phải bắt bằng được lão tam lão nhị nói mau chóng liên hệ lão tứ và lão bác nói cho bọn họ biết nếu thành công thì ta dẫn bọn họ đi cùng bảo bọn họ lập tức đến tập hợp. Nói xong lão nhị dân đầu lao vào trong rừng, thế nhưng, một bóng đen đuổi theo bọn họ. Có người nhận ra sự khác thường, nhưng khi bọn họ quay đầu lại quan sát rừng cây, dù mang theo thiết bị nhìn đêm thì cũng không phát hiện ra tung tích của bóng đen. Thời gian từ từ trôi qua, bóng đen càng ngày càng đến gần bọn họ hơn, đột nhiên lão nhị quay lại, nhe răng cười nói. Con mẹ nó, cuối cùng cũng tìm được ngươi, ta đang đợi ngươi đây. Đúng lúc này, Hai chiếc khí cầu máy trên bầu trời bay xuống thấp hơn, ngoài ra còn có mấy chục người máy chiến tranh bao vây bóng đen. Đèn pha sáng rực từ bên trên rọi xuống, chiếu rõ cái bóng kia. Bắt lấy nó cho ta, ta phải nhìn xem nó là thứ quái quỷ gì. Mặt mũi lão nhị trông hết sức dữ tận. Ta nuôi ít nhất 20 siêu phàm giả bên người, chẳng lẽ còn không giết được ngươi. Nhưng vấn đề là cái bóng không sợ chết. Bóng đen không những không lùi lại mà còn tiến lên lập tức đi đến trước mặt một sĩ quan bằng sức lực mạnh mẽ của mình tên sĩ quan kia nổ súng nhưng cái bóng bỗng đến sau lưng hắn hệt như u hồn lão nhị sửng sốt sao tốc độ của cái bóng này lại nhanh thế phải biết rằng trong mọi hệ thống tu hành kỵ sĩ sở hữu tốc độ và sức mạnh đỉnh cao đứng đầu tất cả các cấp bậc hơn nữa vừa thăng cấp đã có thể trở thành kẻ mạnh nhất hắn là kỵ sĩ cấp a thế nhưng tốc độ của cái bóng này còn nhanh hơn cả hắn đột nhiên Bóng của Khanh Trần nhắm ngay sau lưng sĩ quan mà cắt xoẹt xoẹt vài nhát. Ngay sau đó, hai cái bóng đen xì giống hệt nhau đồng thời nhô lên từ đằng sau sĩ quan kia. Không chỉ có vậy, bên ngoài vòng vây bao quanh cái bóng, một bóng đen khác chậm rãi lại gần. Lão nhị cảm thấy lạnh gáy, tại sao lại có nhiều quái vật như thế? Trên thực tế, đây cũng là điều Khánh Trần mới lĩnh ngộ được về các bóng, mỗi người không chỉ có một cái bóng. Nếu phải giải thích bằng khoa học khoa học tức là trong một môi trường có bao nhiêu nguồn sáng thì người đứng trong nguồn sáng ấy sẽ có bấy nhiêu cái bóng. Ví dụ như nguyên lý đèn phẫu thuật không hắt bóng, có nghĩa là dùng nhiều nguồn sáng để làm mờ tất cả cái bóng. Trước kia khi Khánh Trần tìm hiểu về các bóng cũng đã phát hiện, người tạo ra nó là tướng quân Tây Bắc ở kỷ nguyên thứ hai hứa hiển sở, nhưng theo những gì ghi lại trong lịch sử, bóng của hứa hiển sở có thể có được thực lực gấp đôi chủ nhân. Nói cách khác, nếu hứa hiển sở cấp b thì cái bóng hắn chế tạo ra bằng dị năng của mình sẽ sở hữu sức mạnh và tốc độ của cấp a nhưng các bóng rõ ràng không lợi hại được như năng lực của hứa hiển sở rồi khánh trần nghĩ có phải là phương pháp sử dụng có vấn đề không quan niệm của hầu hết mọi người về bóng là khi ngươi đứng dưới ánh mặt trời sau lưng chỉ có một cái bóng nhưng có lần khánh trần đi trên phố giữa đêm khuya đèn đường phía trước chiếu xuống hắn có đến ba bốn cái bóng đậm nhạt khác nhau khi ấy Khánh Trần hiểu ra, vấn đề nằm ở đâu. Nhưng bóng tuy nhiều nhưng cũng chỉ có thể cắt tối đa hai cánh bóng, điều này khớp năng lực của hứa hiển sở. Đương nhiên, hai cái bóng cũng cực kỳ đáng sợ rồi. Trước đó Khánh Trần đã dùng hai chiếc đèn pin khẩn cấp trên trực thăng để tạo ra hai cái bóng rồi phân tán trong rừng, bây giờ đã đến đông đủ. Hiện tại, hai chiếc khí cầu máy lơ lửng trên đỉnh đầu mọi người cũng soi đèn pha, chế tạo cho mỗi người hai cái bóng một khi bọn họ phải đối mặt với hai cái bóng của mình thì dù là siêu phàm giả hay tu hành giả cũng không sống sống dường như lão nhị đã phát hiện ra điều gì đó hắn lẩm bẩm thế này thì đánh kiểu gì mau 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 bảo khí cầu máy tắt đèn pha đi tiếc là đã muộn ở một hướng khác khánh trần đã bắt đầu tấn công xung điện từ mạnh mẽ trong cơ thể hắn cắt đứt mọi thông tin liên lạc hắn cùng với hai cái bóng của mình đã bao vây mấy trăm người Sao vẫn chưa tắt đèn pha trên khí cầu máy hả? Lão nhị gào lên giữa rừng cây. Mỗi một thành viên trong hắc kỵ sĩ đoàn đều đã sống mấy trăm năm, trong hàng trăm năm ấy họ đã trải qua vô số chiến dịch có lớn có nhỏ, số lần phải đối mặt với những vụ ám sát, đối mặt với vật cấm kỵ, với siêu phàm giả nhiều đến mức người bình thường không tài nào tưởng tượng nổi. Thế nên lão nhị có được trực giác và trí tuệ chiến đấu mạnh mẽ, giống như một tay súng thiện xạ, chỉ cần có thiên phú, bắn 10.000 phát súng là có thể luyện được cảm giác với súng. Hắn bắt giữ được động tác của bóng đen, thấy được đối phương ở sau lưng sĩ quan cắt hai lần, thế là hiểu ngay đó là vật cấm kỵ, hơn nữa cần có đồng thời hai nguồn sáng mạnh mới có thể chế tạo ra hai cái bóng. Tức khắc hắn bảo cấp dưới tắt đèn pha trên khí cầu máy đi, tuy làm thế sẽ khiến họ rơi vào bóng tối, nhưng cũng tốt hơn là đối mặt với hai cái bóng cùng cấp bậc. Thế nhưng thông tín viên lớn tiếng hô. Thông tin liên lạc bị cắt đứt. Không liên hệ được với khí cầu máy. Lão nhị thầm kinh hãi. Hắn nhìn xung quanh, vẻ mặt hết sức hung tợn. "Lão Tam, là ngươi à?" Trong rừng không có tiếng người nói chuyện, nhưng hắn biết kia là tuyệt chiêu xung điện từ trứ danh của Joker, trước kia đối phương đã dùng chiêu này bắn hạ một chiếc khí cầu máy của tập đoàn Jindai ở trên không trung. Bây giờ lão Tam đoạt xác Joker đương nhiên cũng có năng lực này. Nghĩ đến đây, sắc mặt của lão nhị bỗng dịu đi. "Lão Tam à, tuy đại ca bảo ngươi giả vờ sao cho giống thật nhưng ngươi giết hơi bị nhiều người" đại ca tức giận lắm, bảo ta đến đón ngươi về. Ngươi nhìn ngươi xem, bình thường ta bảo ngươi đọc nhiều sách vào, đừng lỗ mãn nữa. giờ thì hay rồi, gây ra họa rồi đúng không? mau ra đây, nhị ca đưa ngươi về bạch ngân thành, kế hoạch của chúng ta tạm thời dừng lại. hắn muốn lừa lão tam vốn không thông minh này đi ra, nhưng vừa mới nói xong thì hắn đã thấy hai cái bóng bên ngoài vòng vây lại xông lên chém giết, giống như không nghe lọc tai. lão nhị chỉ nghe thấy tiếng kéo cắt xoèn xoẹt. con mẹ nó đại ca muốn giết ta lão nhị nổi giận nói là phải giả vờ đều là giả dối đại ca muốn giết ta không có lẽ lão tam này có vấn đề bây giờ lão nhị đã nhận ra sự khác thường phong cách chiến đấu của hai cái bóng trong rừng tuy cực kỳ hung hãn nhưng không hề giống lão tam lão tam chỉ biết đánh đấm lỗ mãn không có kỹ xảo không thể nào đạt đến trình độ lẻn vào đám đông từng chiêu trí mạng tuy họ nắm giữ công nghệ đoạt xác vượt xa thời đại nhưng vấn đề là mọi người cướp đoạt ký ức của người khác, thế nên ai nấy đều biết rõ phải mất rất nhiều thời gian để biến ký ức thành năng lực của mình. Có lẽ 3, 4 năm, hoặc là 10 năm. Tại sao lão Tam lại thích ứng cơ thể của dốc cơ nhanh như vậy, lại còn sử dụng thành thạo kỹ xảo của đối phương? Hơn nữa, khí cầu máy trên bầu trời cũng phát hiện vấn đề, binh sĩ bên trong không có cách nào dùng vũ khí sát thương diện rộng, chỉ có thể điều khiển súng máy nhằm vào bóng đen mà bắn, nhưng từng viên đạn lớn bằng bàn tay bắn trúng những cái bóng kia mà chúng vẫn chẳng hề hấn gì chỉ bị đẩy lùi một bước rồi lại tiếp tục xông lên con mẹ nó không phải là giấc cơ đoạt xác lão tam đấy chứ tổng kết lại lão tam mạnh thật nhưng không thể mạnh như vậy được lúc này bóng đen trong rừng càng ngày càng nhiều hơn nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha lão nhị bỗng hô lên với khu rừng giấc cơ là ngươi à nhưng vẫn không có ai đáp lại Bóng đen đông nghiệp đang chém giết, nhưng một khi chúng giết chết chủ nhân của mình thì sẽ biến thành một luồng khói đen rồi tiêu tan ngay lập tức. Thế nên mới đầu trong rừng còn rất đông người, nhưng càng về sau lại càng ít đi nhanh chóng, cho đến khi cả cánh rừng không một bóng người, thậm chí có vẻ trống vắng. Lão nhị phát hiện ra, thứ quỷ quái không biết là lão tam hay dốc cơ này hình như cố ý tha cho mình, tất cả mọi người đều đã chết, chỉ có mình hắn còn sống. Khoan đã, con rối giật dây. Tên này định dùng con rối giật dây với mình nếu không tại sao lại chỉ tha cho một mình mình lão nhị vội ngẩng đầu lên ra hiệu cho khí cầu máy ý bảo họ hạ xuống thả thang dây xuống đón mình thoát khỏi đây tuy hắn cảm thấy mình rất lợi hại nhưng cũng không có dũng khí đơn thương độc mã đối mặt với dốc cơ của đại lục phía đông thế nhưng đúng lúc này một quả tên lửa tự hành từ phía xa lao nhanh về phía này để lại vệt khói dài trên tàn cây cao cao vành một tiếng đâm vào khí cầu máy của lão nhị lão nhị kinh ngạc hắn nhìn ra xa vừa hay thấy được khí cầu máy của lão ngũ đang bay đến đây chết tiệt lão nhị nổi giận lão ngũ định thừa nước đục thả câu à hay là lão ngũ và đại ca hợp tác toan giết mình tối hôm nay đúng là loạn thế cho nên lão nhị đã hoàn toàn không nhận rõ chân tướng sự việc rốt cuộc là thế nào khi cầu máy trên đỉnh đầu từ từ rơi xuống lão nhị biết nếu còn trì hoãn thì hắn sẽ chết phải chạy thôi hắn chạy vào trong rừng hai bóng đen ngăn cản đường đi của hắn hai mắt lão nhị sáng lên hắn xông về phía cái bóng của khánh trần ở bên trái sơ hở ở chỗ ngươi chỉ trong nháy mắt lão nhị và bóng đen đã giao thủ cái bóng ra tay tấn công lão nhị ra chiêu sau nhưng lại nhanh chân hơn đạp bay nó trước suýt nữa bị ngươi lừa cái bóng này chỉ có cấp b trên thực tế tuy các bóng có thể cắt hai cái bóng khi có hai nguồn sáng nhưng chắc chắn độ mạnh yếu của nguồn sáng không đồng đều cho nên một cái bóng là cấp a như bản thể cái còn lại là cấp B. Vì vậy hai cái bóng này là một cặp chính phụ. Trước đó lão nhị bị bóng chính hù dọa nên không có thời gian phân biệt kỹ càng, hiện tại hắn phải chạy trốn, nguy cơ lúc sống còn ép hắn phải bình tĩnh, cuối cùng cũng phát hiện tốc độ và sức mạnh của hai cái bóng không giống nhau. Bị hắn tìm ra sơ hở rồi. Trong rừng cây, Khánh Trần khẽ ơ một tiếng, hắn xem thường lão nhị rồi, có thể sống lâu lại ngồi vững vị trí thứ hai trong Hắc Kỵ sĩ đoàn quả thực cũng có chút năng lực đấy nhưng cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi bây giờ lão ngủ ngồi trong khí cầu máy của mình cười ha ha chắc chắn lão nhị đang khóc thiết bị đoạt xác của hắn đều ở trong chiếc khí cầu máy đó để xem hắn còn đoạt xác kiểu gì được bay nhanh lên nhanh chúng ta đánh xong rồi đi sĩ quan bên cạnh có vẻ lo lắng nhưng ngài vừa bắn hạ một chiếc khí cầu máy cấp a lỡ như công tước trách tội lão ngủ xua tay và nói với vẻ dửng dưng sợ gì chứ đại ca cũng ngứa mắt lão nhị lâu rồi hơn nữa ta làm thế là để cứu lão tam sao đại ca lại trách ta được đến lúc đó tính toán tổn thất thì ta bồi thường một chiếc khí cầu máy cho hắn là được lão ngũ lăn lộn giang hồ hay hành động lỗ mãn hắn biết lão nhị chuẩn bị đoạt xác lão tam nên đến phá đám hoàn toàn không định đối đầu trực diện nhưng hắn không biết một quả tên lửa của mình đã làm xáo trộn an bài hạm đội của lão nhị hại lão nhị thê thảm lão ngũ nói Đi, bay trở lại 50 km, chúng ta giả vờ đuổi theo lão Tam từ chỗ đó. Đúng rồi, những người khác đến đâu rồi? Họ đã bắt đầu lùng tìm trên mặt đất, lão Tứ, lão Lục, lão Thất đều dẫn theo một đội ngũ. Lão Nhị lẻ lo chạy trong rừng, thỉnh thoảng hắn ngoái đầu lại, thấy hai cái bóng đen mơ hồ cứ bám theo hắn mãi, nhưng lại không ra tay ngay. Lão Nhị gào lên. Dốc cơ. Lão Tam. Rốt cuộc ngươi là ai? Không ai trả lời hắn, tay thợ săn ăn nấp trong rừng dường như không có hứng thú nói chuyện với con mồi. Hai bóng đen liên tục điều chỉnh phương hướng truy kích, như là muốn đuổi hắn đến nơi nào đó. Cảm giác nguy hiểm nảy lên trong lòng hắn, tại sao đối phương lại phải đuổi hắn đi? Có phải có thứ gì đó đang chờ mình phía trước không? Không được, không thể đi theo sự dẫn dắt của đối phương. Tức khắc, lão nhị đang phi nước đại bỗng nhiên mình xuống dưới với tư thế rất kỳ lạ, cơ thể quay ngoắt 180 độ, đang chạy như điên thì dừng lại đột ngột, rồi chợt bùng nổ. Từng múi cơ trên người hắn bột phát sức mạnh không gì sánh được. Hắn lao thẳng đến chỗ cái bóng cấp B, phải phá cục. Không thể bị đuổi theo nữa. Chắc chắn lão Tam đang chờ hắn ở phía trước. Nếu bị bóng đen đuổi đến đó thật thì hắn nhất định sẽ phải chết. Vì thế hắn phải chạy ngược về. Nghĩ ta là trẻ lên ba à? Lúc ta đang liều mạng chém giết trên chiến trường ngươi còn chưa sinh ra đâu. Dám chơi mưu kế với ta, ngươi cũng xứng chắc lão nhị gầm lên và xông đến trước mặt cái bóng cấp B. Trong khoảnh khắc, lão nhị dùng kỹ thuật đấu vật tinh vi, tay trái của hắn nắm khớp khuỷu tay của cái bóng, tay phải giữ chặt eo nó, đùi phải đè lên lưng bóng đen. Đi! Lão nhị chỉ nhẹ nhàng xoay phần eo, toàn thân hắn như trục tâm và đòn bẩy, cứ thế nhổ cái bóng cấp B lên khỏi mặt đất và ném ra xa hơn 10 mét, nện mạnh lên thân cây. Động tác vô cùng lưu loát, liền mạch, phải luyện ngàn vạn lần mới làm được như thế. Sư kia hắc kỵ sĩ đoàn ổn định không phải là nhờ vào những thủ đoạn và âm mưu dơ bẩn, họ chiến đấu lập công trong những cuộc chiến bình định vào thời kỳ vương quốc Râu Sơ còn chìm trong hỗn loạn. Năm đó trên chiến trường, quân địch mới nghe tên 12 kỵ sĩ đã sợ mất mật. Đã lâu lão nhị không đích thân chiến đấu với ai. Bất chợt khi hắn sử dụng kỹ xảo chiến đấu mình từng rèn luyện vô số lần, hắn như trở lại chiến trường ngày xưa. Khi ấy mọi người tu rượu ừng ực, ăn thịt thì ngấu nghiến, các anh em gặp phải nguy hiểm thì sống vai nhau bị bao vây thì lưng kề lưng ngoan cường chiến đấu phá tan vòng vây. Lúc kêu chiến sinh tử quan, mọi người cùng nhau ngồi trên đỉnh núi El Capitan, ngắm mặt trời khuất dần sau núi, cao giọng hát vang. Tiếng hát ấy như có thể bay xa nghìn dặm, vượt qua biển, qua núi. Nhưng mặt mũi họ trở nên dữ tợn, hung ác như thế này từ bao giờ. Anh em khi nào bắt đầu nghi kỵ, hãm hại lẫn nhau. Hình như từ khi họ trở thành công tước, hầu tước có những người có thể cùng chung hoạn nạn, lại chẳng thể cùng hưởng phú quý vinh hoa. Dường như họ là những người như thế. Lão nhị chạy chục mạng, nếu có thể sống sót đi khỏi đây thì hắn nhất định phải uống với đại ca vài chén, tâm sự chuyện năm xưa. Nhưng hắn không có cơ hội. Hắn vừa mới chạy được vài bước thì có bóng người lao ra từ sau thân cây, dốc cơ. Trong nháy mắt lão nhị cảm thấy khuỷu tay mình bị bắt được, đối phương bỗng vặn eo, hắn mất thăng bằng, bay ra ngoài, đâm vào thân cây như để đáp lại câu lúc ta đang liều mạng chém giết trên chiến trường ngươi còn chưa sinh ra đối phương dùng kỹ xảo đấu vật mình đắc ý nhất để đánh bại mình hơn nữa mình lại chẳng có năng lực đánh trả lão nhị nên mạnh lên cây trong khoảnh khắc ấy khánh trần rót vân khí kỵ sĩ của mình vào cơ thể hắn thế nên bây giờ nước mắt lão nhị tuôn ra ào ào hai mắt đau buốt không tài nào mở ra được Chắc, thân cây bị lão nhị đâm trúng nước toạc từ bên trong rồi từ từ ngã xuống vừa rồi vân khí kỵ sĩ của khánh trần được rót vào trong người lão nhị đã bắn lên đại thụ phía sau theo cú va chạm khiến sợi thực vật bên trong dập nát thành mùng gỗ lão nhị cố chịu đựng cơn đau lồng cồn bò dậy ngươi là dốc cơ lão tam không âm hiểm như ngươi rốt cuộc hắn đã xác định được người trước mặt là dốc cơ không thể là lão tam được khánh trần mỉm cười không lên tiếng lão nhị tiếp tục nói ta rất tò mò bọn ta đoạt xác chưa bao giờ xuất hiện vấn đề gì vì sao ngươi có thể giết được lão tam khánh trần vẫn không nói gì lão nhị nhắm mắt để mặt nước mắt chảy xuống hắn cảm nhận được sự đè nén kỳ lạ trong sự im lặng ấy hắn sa vào cảm xúc phẫn nộ nói cho ta biết để ta được chết rõ ràng ngươi cũng xứng à giọng của khánh trần vọng lại từ trong rừng cây thể diện của kỵ sĩ bị các ngươi hủy hoại cả rồi lão nhị ngẩng đầu nghiêng tai dò tìm phương hướng của khánh trần kỵ sĩ ở đại lục phía đông các ngươi có truyền thừa chính thống, bọn ta không có, chỉ vậy thôi. Ngươi nghĩ bọn ta không muốn đi đường ngay à, bọn ta cũng muốn chứ. Ngươi không ở trong chăn sao biết chăn có rận, các ngươi thử đặt mình vào vị trí của bọn ta đi, chưa biết chừng các ngươi cũng sẽ lựa chọn như vậy thôi. Khánh Trần gật đầu. Những gì ngươi nói ta cũng từng suy nghĩ rồi, không thể phủ nhận là chưa đến bước ấy thì không ai biết rốt cuộc sẽ ra sao. Nhưng việc sử dụng ma dược thì ta hiểu được, còn đoạt xác đồ đệ mình thì không khánh trần nhớ đến lý thúc đồng và nói kỵ sĩ là truyền thừa sư phụ dạy dỗ đồ đệ sư phụ là chỗ dựa của đồ đệ khi đồ đệ gặp phải nguy hiểm sư phụ đứng ra nói có ta ở đây hữu dụng hơn bất cứ điều gì các đồ đệ của ngươi tin tưởng ngươi kỳ vọng có được tương lai tốt đẹp nhưng lại không biết ngay từ đầu sư phụ mình cũng chỉ chú ý thể xác của mình thật là xấu xí lão nhị im lặng hồi lâu nhưng tuổi thọ của bọn ta quá ngắn nếu bọn ta cũng có thể sống đến 251 tuổi như ngươi. Vậy đến khi 251 tuổi các ngươi sẽ đoạt xác đồ đệ mình. Khánh Trần lắc đầu. Đơn giản là đoạt xác ít đi vài đồ đệ mà thôi, không có gì khác nhau cả. Nhưng Khánh Trần vừa nói xong thì lão nhị thình lình giơ tay lên, một con kiến khoan màu vàng kim bỗng bay ra từ tay áo của hắn, lao nhanh như chớp về phía đối phương. Con kiến khoan ấy chưa bay đến trước mặt Khánh Trần đã phun nọc độc từ phần đuôi thế nhưng nọc độc không rơi lên người hắn mà rơi trúng bóng đen. Lão nhị vẫn luôn nói chuyện với Khánh Trần là để nhắm mắt tìm kiếm phương hướng của hắn, nhưng vấn đề là Khánh Trần có được ký ức của lão Tam, hắn biết lão nhị còn cất dấu vật cấm kỵ tên là kiến khoan trong tay áo. Ở trước mặt Khánh Trần, hắc kỵ sĩ đoàn gần như không có bất kỳ bí mật gì. Kiến khoan bị bóng đen nắm chặt trong tay không thể nhúc nhích, Khánh Trần nhẹ nhàng nhảy đến trước mặt lão nhị. Yên tâm, ngươi chưa chết được đâu, ta sẽ để các anh em của ngươi đi theo ngươi, bao gồm công tước Bạch Ngân. Nhánh kỵ sĩ các ngươi không xứng được ở lại trên đời. Dứt lời, lão nhị phát hiện có một sợi tơ lạnh buốt cuốn lên cổ tay mình. Ngay sau đó, hắn đánh mất quyền khống chế cơ thể. Trong bóng tối, Khánh Trần chậm rãi mở mắt ra. Hắn vẫn đang ở căn cứ huấn luyện Uyên Xui Flying, còn bên ngoài thì truyền đến những tiếng kinh hô la hét, tiếng gào khóc, tạo nên một mớ hỗn độn. Những người du hành đi vào khu cấm kỵ cùng với tập đoàn quân thành phố Hắc Thủy lúc này đã bị những mảnh thú của khu cấm kỵ ăn thịt, chỉ còn trơ trọi bộ xương. Vì thời gian tử vong quá ngắn, xương cốt vẫn còn dính ít máu thịt, đủ khiến một số học viên nhìn thấy phải nôn ngoẹ cả tiếng đồng hồ. Bên ngoài vang lên tiếng khóc, thậm chí còn có người gọi cảnh sát. Nhưng tất cả những chuyện này dường như không liên quan gì đến Khánh Trần đang trong phòng Việc đầu tiên hắn làm là gọi điện cho ông chủ trịnh Ông chủ trịnh, ông chủ hà xảy ra chuyện rồi hắn biết nếu trên đời này có một người sẵn sàng giúp đỡ hà kim thu vô điều kiện thì người đó chỉ có thể là trịnh viễn đông trong điện thoại giọng nói trịnh viễn đông đầy nặng nề ngươi cần ta làm gì khánh trần suy nghĩ một lúc trước tiên chúng ta phải tìm được hắn lúc này ông chủ hà hẳn là đã trở về nhưng không hiểu lý do vì sao đối phương lại không chủ động liên lạc với khánh trần và trịnh viễn đông trong chuyện này nhất định có vấn đề nếu Hà Kim Thu thực sự chắc chắn có thể trốn thoát được, đáng lý ra hắn phải ngay lập tức liên lạc với Khánh Trần, kể cho hắn nghe kế hoạch mới phải. Hai chiếc xe cảnh sát lần lượt lái vào căn cứ huấn luyện, kể cả Khánh Trần đang ở bên trong cũng phải ghi chép lời khai. Tuy nhiên, cảnh sát châu Âu dường như đã quá quen với sự tử vong của người du hành, họ bỏ đi sau khi viết vài dòng ghi chép nguyệt ngoạt. Ngày hôm sau, vì vụ việc tử vong này mà rất nhiều học viên đã chọn cách tạm ngừng việc học của họ và rời khỏi cơ sở huấn luyện. Căn cứ huấn luyện vốn luôn náo nhiệt bây giờ đột nhiên trở nên im ắng, chỉ còn lại 7 người. Alice lái chiếc xe bán tải của mình, đưa từng học viên đến sân bay quốc tế Cao Chevel. Khi quay lại, nhìn khu căn cứ huấn luyện vắng vẻ, nàng thấy hơi lạc lõng. Bước vào lớp, nàng nhìn thấy Khánh Trần vẫn đang lặng lẽ gấp bao dù, Alice có chút tò mò. Tiger, tại sao ngươi không rời đi? Khánh Trần mỉm cười. Ta vẫn chưa học được kỹ năng Winsui Flying mà, tất nhiên chưa thể rời đi alice sững sờ một lúc thật ra ngươi cũng là người du hành đúng không là người rất xuất sắc hay gì đó khánh trần không trả lời đúng rồi để ta giới thiệu một khách hàng mới cho ngươi hắn tên là trương kiệm rất giàu có và hắn sẽ học cùng ta trước đó chuyện nhị thập cửu tham gia cứu hắn đã được lý đồng vân kể lại qua sự xác nhận của người khổng lồ nhị thập cửu quả thực không có vấn đề gì khánh trần quyết định đưa nhị thập cửu vào ngạch quân dự bị kỵ sĩ và đi theo hắn học tập ngoài ra sự việc xảy ra với đoàn hắc kỵ sĩ cũng đã cảnh tỉnh hắn có thể ở thế hệ của hắn sẽ không có chuyện kỵ sĩ bước trên một con đường lạc lối nhưng tương lai thì sao nhiều kỵ sĩ như vậy liệu có xuất hiện một kỵ sĩ nào đó cũng lạc lối trong sức mạnh quyền lực và tiền bạc như hắc kỵ sĩ không với đoàn hắc kỵ sĩ như hiện tại chắc chắn không một ai có thể qua được vấn tâm nhưng nếu là lúc ban đầu khi họ đang ở thời điểm sụp sôi nhiệt huyết và tràn đầy chân thành liệu họ có qua được không khánh trần tin nhất định sẽ có một hai người gì đó có thể qua được vấn tâm vấn tâm chỉ là một khoảnh khắc nhưng con người rồi sẽ sa đọa có biết bao nhiêu người mang trong mình sự chân thành và lý tưởng cao cả nhưng cuối cùng lại làm ra những chuyện đi ngược lại với lý tưởng của mình quá nhiều vì vậy trong tương lai các kỵ sĩ cũng nên có cơ chế xét duyệt nội bộ và khả năng cảm ứng tâm linh của người khổng lồ có vẻ là một cách hay suốt cả một ngày khánh trần luôn nghiêm túc học cách nhảy dù với so reo và lần đầu tiên đi trực thăng vào căn cứ, dưới sự đồng hành của Sorel, lần đầu tiên hắn thực hiện động tác nhảy dù. Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, Sorel thậm chí chưa từng gặp qua một học viên nào ngoan ngoãn như vậy. Đến tối, Trịnh Viễn Đông gọi điện đến. Ta không tìm thấy được hắn, tất cả thành viên của Cửu Châu đều không liên lạc được với hắn, chỉ nói rằng sau cuộc tấn công vào trụ sở chính của Vương quốc và chờ đối phương đã một mình ở lại New York và chưa bao giờ thấy xuất hiện nữa hắn cũng không trở về kình đảo để tu hành, cũng không có bất kỳ hồ sơ tiêu thụ nào, có lẽ hắn đã kích hoạt thông tin nhận dạng dự phòng của mình và cả ngôi nhà an toàn của cửu châu ở New York. Khánh Trần hỏi, mấy người ngu thành, cử nhiễm của cửu châu có thông tin về ngôi nhà an toàn không? Việc thành lập ngôi nhà an toàn chắc hẳn không phải do Hà Kim Thu tự mình xây dựng, chúng ta hãy lần theo manh mối này để tìm kiếm. Trịnh Viễn Đông Ta cũng đang có ý này, ngày mai ta sẽ bay đến New York để kiểm tra tất cả ngôi nhà an toàn của Cửu Châu. Ta chờ tin của ngươi. Trong một biệt thự ở ngoại ô New York, Hà Kim Thu mở tủ lạnh và lấy ra một miếng thịt bò vừa mới được trả đông, hắn nhìn chầm chầm vào miếng thịt bò một lúc lâu, thậm chí còn muốn tìm cảm giác khi là đối tượng thí nghiệm, nhưng sau khi nhìn một hồi lâu hắn vẫn không thấy có cảm giác khao khát máu thịt. Hắn thử cắn một miếng, ngay lập tức cảm thấy miếng thịt bò sống quá khó nuốt, thế là phải nhổ vào thùng rác quái lạ rốt cuộc bây giờ hắn có được coi là một đối tượng thí nghiệm không lúc này trên cổ tay hà kim thu mới trở về đã không còn dây leo quấn quanh hành động vẫn như bình thường vết roi trên người hắn cũng đã tan đi không nhìn ra được là đã từng bị thương nếu không có bất ngờ gì xảy ra hắn sẽ có tuổi thọ vĩnh viễn như tất cả các đối tượng thí nghiệm khác vì tế bào ung thư sẽ không già để chết vậy chẳng phải đã thành người sói sao hà kim thu cười nhạo bản thân nhưng dù là người sói nó cũng sẽ già đi và chết vào một ngày nào đó còn ta mạnh hơn hắn nhiều nói xong hắn quay người đi vào phòng ngủ mở tủ quần áo và lựa chọn một chiếc áo sơ mi trắng và một bộ đồ xám cho mình kết quả thay sang bộ nào cũng cảm thấy nó không hợp với màu da của mình cảm thấy bất lực hắn chỉ có thể lấy ra một chiếc áo khoác màu đen trông khá thoải mái để làm cho mình trông bình thường hơn lúc này hà kim thu đã không còn dáng vẻ suy sụp nữa trong hắn bình tĩnh như một chiến sĩ sẵn sàng quyết tử, hắn biết mình phải lựa chọn gì và sẽ phải đối mặt với điều gì nên mọi thứ đều nhẹ nhõm hẳn. Hắn đội một chiếc mũ lưỡi trai và cố gắng che đi làn da xám xịt của mình. Hắn lại lấy bấm móng tay, cắt mép đao thành một cái lỗ nhỏ, lúc này mới miễn cưỡng cắt được một cái móng tay của hắn. Sau đó, hắn dứt khoát sử dụng chiếc kéo lớn cắt tỉa cành, và sau nhiều nỗ lực, hắn đã cắt những chiếc móng dài ngoằng ngắn lại, rồi dùng dũa để mài chúng cho thật nhẵn dường như chỉ bằng cách này, hắn mới có thể nhặt lại được chút tôn nghiêm con người của mình. Ông chủ Hà vẫn luôn là ông chủ Hà lịch sự đó. Hắn lại viết một mẫu giấy nhớ rồi để trên bàn, quay lưng bước ra cửa. Khi ra khỏi cửa, hắn đụng phải một người hàng xóm, bác gái đó nhìn thấy làn da ở má và cổ của hắn xám xịt, liền sợ hãi lùi lại. Hà Kim Thu ngẩn ra, hắn mỉm cười và nói một câu xin lỗi. Sau đó, chính cây thanh ngọc tâm kiếm được hợp nhất lại, hắn cưỡi thanh kiếm bay đi trong gió, ngao du khắp đại dương. Hắn nghĩ nếu đã đưa ra quyết định rồi, thì nên tranh thủ đi gặp vài người, thăm thú vài nơi. Nửa giờ sau, Trịnh Viễn Đông trong bộ đồ tôn trung sơn tìm đến trước cửa của ngôi nhà an toàn, hắn hơi sững sờ, cánh cửa ngôi biệt thự này còn không hề khóa, như cố ý để cửa cho hắn vậy. Trực giác mách bảo hắn rằng ngôi nhà an toàn này là nơi Hà Kim Thu từng sống, chính là nơi này. Trịnh Viễn Đông đẩy cửa bước vào, nhưng chợt thấy trước mặt hắn là một dòng chữ viết tay đừng tìm ta đối phương đã biết trước rằng thánh trần sẽ nói cho hắn biết sự việc cũng biết trước là hắn sẽ tới đây tìm mình nhưng rồi vẫn đi trước một bước trịnh viễn đông có chút lo lắng hắn biết quá rõ hà kim thu đối phương chắc chắn đã gặp phải vấn đề gì đó mà hắn không thể giúp đỡ hoặc có thể sẽ khiến hắn rơi vào tình thế nguy hiểm nên mới đưa ra quyết định như vậy dứt khoát không muốn người khác xen vào hà kim thu không thích người khác mang nợ mình cũng không thích mang nợ người khác trịnh viễn đông gọi điện cho khánh trần ta nghĩ chắc hắn không đủ tự tin để giải quyết chuyện này ngươi có giải pháp nào không khánh trần trả lời cứ cố gắng tiếp tục tìm hắn đã ông chủ trịnh nếu sau khi xuyên không sẽ chết ở một nơi nào đó trong thế giới trong ngươi nghĩ hắn sẽ đi đâu ngoài ra ta sẽ giúp hắn lôi kéo quân chủ lực của thành phố bạch ngân cũng sẽ kéo chân công tước bạch ngân ta sẽ cố gắng hết sức hà kim thu cưỡi kiếm nước đi trong gió phiêu diêu trên chín tầng mây. Vào ngày thứ tư lướt qua biển rộng, hắn quan sát cá voi nổi trên mặt biển ở Thái Bình Dương, phun ra cục nước cao hơn 20 mét từ lưng chúng. Hắn còn quan sát bầy cá voi sát thủ hoành hành nơi biển rộng, bắn rùa biển ra khỏi mặt nước bằng vây đuôi của chúng. Hắn còn nhìn thấy một con rùa biển to lớn nổi trên mặt biển, con rùa biển to bằng một ngôi nhà, và chắc hẳn đã trùng hợp xảy ra chuyện có một siêu phàm giả lợi hại chết bên cạnh nó. Thế giới này cũng có cấm đoạn chi hải sao? Hà Kim Thu ngã vào lưng con rùa biển, cùng nó chậm rãi phiêu lưu suốt một ngày. Con rùa cũng không tức giận, chỉ chậm rãi trôi đi, mặc cho hắn nằm ngửa trên lưng của mình, giữa thế giới cô độc của biển cả, một người một rùa dựa vào nhau phiêu dạt. Vào ngày thứ năm khi hắn trở về nước, hắn tình cờ nhìn thấy một đàn chim nhạn đang di cư, chim nhạn từ từ bay đến bên cạnh hắn, để hắn làm con chim đầu đàn xé gió, cho hắn quá gian một đoạn gió trời. Hồi nhỏ ai cũng từng học chim nhạn, lúc thì xếp thành chữ nhân, lúc thì xếp thành chữ nhất trong sách giáo khoa. Hà Kim Thu bật cười, không ngờ rằng có một ngày hắn cũng trở thành một bộ phận trong chữ nhân này, lại còn trở thành một con chim nhạn đầu đàn. Những con chim nhạn này rất ngoan, dù hắn có đưa tay ra vuốt ve chúng cũng không né tránh. Thế là hắn lại dùng thêm một ngày chỉ để tiễn đưa đàn chim nhạn này một đoạn hành trình. Có một khoảnh khắc nào đó, hắn chợt cảm thấy cuộc đời hắn từng sống trước đây đúng là uổng phí, hóa ra trên đời có biết bao điều thú vị, cảnh đẹp đến vậy. Vậy mà hắn chỉ luôn tính toán từng ngày làm thế nào để Cửu Châu đứng lên chống lại các thế lực ở nước ngoài, làm thế nào để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn và không bao giờ bị phản bội nữa. Bỏ lỡ tất cả những điều này. Núi tiếc. Vào ngày thứ sáu trở về, Hà Kim Thu quay trở về nơi mình được sinh ra, Vũ Hán, hắn cúi đầu đi mua một tô mì khô nóng và một suất đậu cô ve, bưng chén giấy vừa đi vừa ăn. Hắn ngắm nhìn vịnh vương gia ở Hán Dương nơi mình đã từng sống, chỉ cảm thấy nơi đây thay đổi quá nhiều, khác hoàn toàn so với hơn 10 năm trước. Dần dần, trên đường bắt đầu có người chỉ chỉ rõ rõ về phía hắn, dường như đã nhìn thấy sự khác thường của hắn. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi trực tiếp cưỡi kiếm trời đi, rất nhiều người đã chụp ảnh hắn bay lên bầu trời. Khi đến mộ của cha mẹ mình, Hà Kim Thu nghiêm túc gập đầu vài lần. Hắn đến thế giới trong suốt hơn 10 năm, sau khi trở về, cha mẹ đều đã an giấc ngàn thu nơi suối vàng, là chú của hắn đứng ra tổ chức tang lễ. Sau khi thành lập Cửu Châu, hắn đã bí mật chuyển cha mẹ của mình đi để tránh người khác báo thù lúc này hà kim thu mới cảm thấy hắn đúng là một đứa con bất hiếu lúc trước khi rời khỏi nhà hắn cảm thấy cực kỳ chán ghét ngôi nhà này không muốn ở lại dù chỉ một phút sau khi nhập ngũ để không phải về nhà hắn đã tham gia cuộc tuyển chọn của tiểu đoàn trinh sát sau đó vì vẫn không muốn về nhà hắn lại đầu quân vào lực lượng gìn giữ hòa bình bây giờ nghĩ lại hắn thực sự quá ích kỷ hắn ngồi trước ngôi mộ kể lại với cha mẹ tất cả những gì hắn đã trải qua sau khi nhập ngũ bằng một giọng nói rất đổi nhẹ nhàng, bất kể họ có nghe thấy hay không. Kể mãi kể mãi, Hà Kim Thu đã ngủ thiếp đi trước mỗi lúc nào không hay, lần này hắn thậm chí còn không nằm mơ, ngủ một giấc rất nhẹ nhàng. Trong gần 20 năm nay, chưa bao giờ nhẹ nhàng đến vậy. Ánh trăng soi sáng vào thân ảnh của hắn, giống như một tấm chăn bông, lại giống như một người mẹ lặng lẽ đến phòng của con trước đêm con mình đi xa, nhẹ nhàng vuốt ve. Ông chủ Hà cũng không sợ ma. Nếu trong nghĩa trang này thực sự có ma, đổi lại phải là chúng sợ hắn mới đúng. Vào ngày thứ bảy trở về, hắn cưỡi kiếm bay đến thị trấn Sa Mạo ở Hán Nam, nhẹ nhàng hạ cánh trên bờ đê. Hồi đó họ đã chống chọi với cơn lũ ngay tại đây, nhưng lúc đó chưa có kè bê tông, khắp nơi đều là phù sa. Nước mưa quá lạnh, nên có lúc khi hắn sách bao tải bước qua, chân đạp lên bùn đất lại cảm giác bùn cũng thật ấm áp. Hà Kim Thu cũng không biết tại sao hắn lại đến đây để làm trạm dừng chân cuối cùng. Chỉ cảm thấy đây là khoảng thời gian khó khăn và vất vả nhất trong cuộc đời của hắn, thứ mà hắn đã mơ đi mơ lại nhiều lần. Hà Kim Thu nhập ngũ trước khi học xong trung học phổ thông. Thật nhiều năm về sau, khi nghe các thành viên của Cửu Châu nói về việc bao nhiêu năm xa cách, họ vẫn ước mơ được trở lại trường trung học để học và thi vào đại học. Hoài niệm khoảng thời gian vừa khó khăn vừa tuyệt vời đó. Hà Kim Thu sẽ nghĩ rằng khoảng thời gian đó của hắn thực ra là ở trên bờ kè này, chỉ khác là lúc đó có hàng chục nghìn đồng đội bên cạnh, còn bây giờ chỉ lẻ loi một mình hắn. Nhưng khi đêm xuống, bỗng vang lên tiếng bước chân đằng sau hắn. Hà Kim Thu cười nói. Không phải đã nói ngươi đừng đến tìm ta sao? Trịnh Viễn Đông cũng ngồi ở trên bờ kè. Từ khi nào lại tới lượt một tân binh như ngươi ra lệnh cho tiểu đội trưởng hả? Ngươi bảo ta đừng tìm là ta sẽ không tìm sao? Hà Kim Thu vui vẻ. Cũng có lý. Nói đi, định làm thế nào? Trịnh Viễn Đông hỏi. Bây giờ ta còn đang bị người ta treo trên trần nhà bằng cái móc xuyên qua xương quai xanh đây, còn có thể làm được gì chứ? Hà Kim Thu hỏi ngược lại. Trịnh Viễn Đông nói. Đừng lề mề, nói kế hoạch của ngươi đi. Tất nhiên phải giết hết tất cả những kẻ đã tính toán ta mới được rồi. Hà Kim Thu hơi nheo mắt. Chúng nghĩ rằng nhốt ta ở đó thì ta sẽ không nhúc nhích gì được, nhưng chúng đã đánh giá quá thấp tính cách của ta. Có kế hoạch là tốt rồi. Trịnh Viễn Đông gật đầu. Khánh Trần nói hắn đã dẫn tất cả 9 người trong đoàn hắc kỵ sĩ đi rồi, bây giờ công tước Bạch Ngân vẫn đang trấn giữ ở thành phố, còn hai người còn lại là kỵ sĩ thứ 10 và 12. Công tước Bạch Ngân là một bán thần, e rằng ngươi không đánh lại được hắn. Không đánh một trận sao biết được là không thể đánh bại hắn. Hà Kim Thu bình tĩnh nói, ngươi cũng thấy rồi đấy, bây giờ ta đã biến thành bộ dạng ma quỷ này rồi, tất nhiên, có được ắt có mất, ta đã trả giá, ắt hẳn sẽ có thu hoạch. Hà Kim Thu nói tiếp. Thực ra ta thấy khá ngạc nhiên đấy, không ngờ Khánh Trần lại giúp đỡ ta nhiều như vậy. Lần đầu tiên gặp hắn, ta cứ tưởng hắn cũng là người giống như ta, ích kỷ và thận trọng. Nhưng khi chúng ta trải qua nạn thử triều ở thành phố số 10, ta mới phát hiện ra rằng cuộc sống của bọn ta hoàn toàn trái ngược nhau, ban đầu ta là một người mang theo nhiệt huyết sôi sục nhưng lại bị người ta tạt cho một gáo nước lạnh, còn hắn lại là từng chút một được người khác đánh thức nhiệt huyết trong tim. Hà Kim Thu xúc động nói. Thực sự ngưỡng mộ hắn, đúng rồi, hãy giúp ta nói lời cảm ơn với hắn. Ừ. Trịnh Viễn Đông gật đầu. Ta sẽ nghĩ cách để qua được đó, nhưng thứ như mật thực chi môn thực sự không quá đảm bảo, ta không dám chắc mình phải thử bao nhiêu lần mới thành công không sao đâu hà kim thu cười nói ta biết mình phải làm gì bây giờ ngươi cần ta làm gì trịnh viễn đông liếc nhìn đồng hồ đếm ngược trên tay sắp phải xuyên không rồi hà kim thu giơ hai tay lên dùng con dao đen của ngươi chặt đứt hai cánh tay của ta sau khi ta đến thế giới trong ta có thể bắt đầu một màn đại khai sát giới ở thế giới trong hai cánh tay của hắn bị dây leo quấn chặt Sức lực và năng lực toàn thân đều không có cách nào sử dụng được. Cách để thoát khỏi sợi dây leo này cũng rất đơn giản, chẳng qua là đám hắc kỵ sĩ không cho rằng Hà Kim Thu lại có dũng khí này. Nhưng hắn thực sự có. Đếm ngược 168, 00, 00. Thế giới lại được bao trùm bởi ánh sáng. Lão nhị ở trong rừng cảm thấy hắn như vừa mới lấy lại quyền kiểm soát thân thể trong chốc lát. Nhưng chỉ một lúc sau. Sợi tơ lạnh lẽo quấn quanh tay hắn chợt biến mất sau đó lại cuốn lấy tay hắn trở lại. Hắn hối hận không thôi, như thể cơ hội thoát thân duy nhất cứ vậy mà bị hắn bỏ lỡ. Trên thực tế, cơ chế xuyên không có ảnh hưởng đến con rối giật dây. Ở khoảnh khắc Khánh Trần quay trở lại, tất cả vật cấm kỵ đều sẽ trở lại cùng với hắn. Vì vậy, tại thời điểm đó, con rối giật dây sẽ rời khỏi cổ tay của con rối, phải đợi đến khi hắn xuyên không thì nó mới được vắt ngang lại. Khoảnh khắc này là một thiếu sót, nếu con rối mà hắn điều khiển đủ mạnh thì hắn có thể phát hiện chính xác khoảnh khắc này và sau đó khỏi khỏi sự kiểm soát may mà lão nhị không đủ mạnh khánh trần điều khiển lão nhị đi vào rừng cây bóng chính và bóng phụ đang xen nhau đi về phía trước hắn không có ý định bỏ chạy hắn muốn tự mình kéo quân chủ lực của thành phố bạch ngân vào khu rừng này hắn cần tích lũy đủ sức mạnh để đối mặt với công tước bạch ngân khánh trần đi trong rừng bình tĩnh nói với lão nhị ta vừa biết chuyện đã xảy ra với ông chủ hà Ta thấy vô cùng tức giận, chẳng mấy khi ta tức giận đến thế này. Tối nay sẽ để cả nhà ngươi cùng rời khỏi thế giới này một cách gọn gàng. Nhưng đừng lo, đôi mắt của ngươi sẽ thay ngươi tiếp tục cuộc sống ở nhân sinh này. Chỉ sau 10 phút tìm kiếm, bóng chính đã phát hiện dấu vết của đống lửa ở phía trước. Lão tứ đang dẫn theo một trung đoàn quân và đóng quân tại chỗ, vị hắc kỵ sĩ này hoàn toàn không có ý định tham gia truy đuổi lão tam. Suy cho cùng đây vốn chỉ là một vở kịch, đâu cần diễn quá nghiêm túc làm gì hắn biết nhị ca muốn đoạt xác lão tam hắn cũng biết khả năng thành công của nhị ca rất cao dù sao nhị ca mang theo bao nhiêu người như vậy còn lão tam thì chỉ có một mình nhưng loại chuyện này sẽ trực tiếp đắc tội với đại ca xong xuôi mọi chuyện hẳn đại ca sẽ truy đuổi tới cùng hắn có một nhóm người chứng minh rằng hắn không tham gia tốt biết mấy mười hai anh em này ngoài lão tam ra cộng lại chắc phải có tới hơn mười nghìn tâm tư lão tứ đang quay chiếc chân cừu nướng của mình bên đống lửa trại chiếc đùi cừu đã sắp ăn được rồi nhưng đúng lúc này bên ngoài nơi đóng quân vang lên giọng nói của một trinh sát ai ta giọng nói của lão nhị lạnh lùng vang lên chỉ thấy có hai bóng người chậm rãi bước ra khỏi rừng cây lão tứ nhìn thấy người tới là ai ngay lập tức cả kinh hắn luống cuống đứng lên nhị ca tam ca lão tứ cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm nếu nhị ca đã tìm được tam ca thì tại sao không dẫn đến phi thuyền để đoạt xác mà chạy đến chỗ hắn làm gì lão nhị lạnh lùng nói tại sao ngươi lại đóng cọc ở đây lão tứ ngập ngừng một hồi lâu ta đói nhị ca sao ngươi lại ở đây lão nhị lạnh lùng nói lão ngũ vừa nãy đã phá hủy phi thuyền của ta lão tứ lập tức hiểu ra hóa ra thiết bị đoạt xác của nhị ca đã bị phá hủy rồi lão ngũ hành động tuyệt lắm lão nhị ngồi bên đống lửa nói với lão tứ qua đây ngồi đi lần này ta muốn ngươi giúp ta diệt trừ lão ngủ ta đã bàn bạc với lão tam rồi quyết định dùng hắn làm mồi nhữ đúng rồi những anh em khác đâu ngươi có gặp họ không lão tứ vừa nhích qua đó ngồi vừa nói ban nãy ta có thấy lão lục hắn nói hắn sẽ đi diễn một lát tối ghé qua ăn chân cừu nướng lão tứ vừa mới ngồi xuống liền cảm thấy có một sợi tơ lạnh lẽo quấn quanh cổ tay cơ thể cũng mất khả năng tự chủ ngay sau đó hắn nhìn thấy Khánh Trần tự mình quay chân cừu nướng, bình tĩnh nói. Chân cừu nướng vừa chín đều rồi, ngon đấy. Lão Tứ trong lòng thầm mắng chửi phát không biết mấy lần, thầm nghĩ hóa ra nhị ca bị lão Tam khống chế, không đúng, đây không phải là lão Tam, con mẹ nó đây là dốc cơ. Khánh Trần ngồi trong doanh trại bị bao vây bởi kẻ thù, dùng con dao nhỏ cắt một miếng thịt cừu rồi cho vào miệng, nhai từ từ. Lão nhị và lão tứ im lặng quan sát, chỉ cảm thấy đối phương quá bình tĩnh, giống như tất cả binh lính ở đây đều là của hắn hồi đó khi ở trên chiến trường họ có giữ được sự bình tĩnh như thế không chỉ e là không lão tứ đã chiến đấu suốt hàng chục năm có đôi lúc khi bị kẻ thù bao vây bắp chân của hắn còn rung lên bần bật nhưng tên dốc cơ này lại giống như một người không liên quan hoàn toàn không thèm để ý tới họ lúc này khánh trần vừa ăn thịt cừu vừa nói thực ra thì ta không phát hiện được đâu hoàn toàn dựa vào thái độ của các ngươi đối với đồ đệ của mình khi đó ta mới đến thế giới trong lại không có sư phụ ta không biết phải làm thế nào để đối mặt với thế giới này hắn đã dạy ta tu hành dạy ta biết những đạo lý trong cuộc đời này hắn đi hỏi người du hành thời gian những người cha ở thế giới biểu thường làm gì cho con trai của mình sau đó thì mua nhà mua xe cho ta không đúng chuyện này dường như đã hãm hại ta khoản tiền nợ đến bây giờ vẫn chưa trả hết nữa nếu ta không trở thành gia chủ khánh thị nói không chừng một ngày nào đó ta lại bị đám người xã hội đen thất tính lừa nhỉ chờ đã khánh trần đột nhiên nghĩ đến một vấn đề thực ra sư phụ lúc đó đã biết thân phận của hắn rồi sau đó tất cả các khoản vay nợ của sư phụ đều là vay từ ngân hàng khánh thị cả dù hắn không trả khoản tiền đó cũng không sao cả ông già trên núi ngân hạnh nếu nhìn thấy lý thúc đồng mượn hoa dân phật phỏng chừng sẽ rất khó chịu nhỉ khánh trần nói tiếp sư phụ ta thực ra đối xử với ta rất tốt vì vậy bây giờ ta lại nghĩ nếu lúc đó hắn đối xử tốt với ta tất cả chỉ vì một ngày nào đó có thể đoạt xác ta thì thật đáng sợ. Nghĩ đến đây, ta cảm thấy tất cả các ngươi đều đáng chết. Nói đến đây, giọng nói sảng khoái của lão Lục vang lên từ trong rừng cây. "Tứ ca, ngươi có biết ta vừa thấy cái gì không? Ta nhìn thấy lão Ngũ phá hủy phi thuyền của nhị ca rồi, nhị ca." Lão nhị quay đầu lại, vẻ mặt hững hờ nhìn lão Lục. "Cút qua đây cho ta." Lão Lục bộ dạng phục tùng cục mắt đi qua đó, đám binh lính đằng sau hắn lúng túng không biết phải làm gì. Lão nhị cười lạnh nói: "Phi thuyền của ta bị bắn rơi, ngươi thấy buồn cười lắm sao?" "Không hề, không hề." Lão Lục vội vàng giải thích: "Ta nói vậy chỉ là muốn hóng chuyện chút thôi, lát nữa ta sẽ giúp ngươi phá hủy luôn phi thuyền của lão ngũ." Hắn thấy không che giấu được, bèn lôi chuyện khác ra nói để chuyển hướng sự chú ý, chỉ thấy lão Lục hạ giọng nói rằng: "Các ngươi có biết không?" trong số chúng ta có nội gián. Trong tích tắc, Khánh Trần, Lão Nhị, Lão Tứ cùng lúc nhìn sang. Lão Lục đang nghe truyện trên TV audio CV sửng sốt. Các ngươi nhìn ta làm gì, ta cũng đâu phải nội gián. Ý của ta là, Lão Tam vừa đoạt xác giúp cơ, kết quả người xem mệnh đã biết ngay lập tức, chắc chắn có người mật báo cho vương thất. Nói tới đây, cơ thể của Lão Lục cũng mất kiểm soát. Hắn ngồi đó, thậm chí còn không thể di chuyển con người, sau đó nhìn dáng vẻ ngồi thẳng lưng của lão nhị và lão tứ, rồi lại nhìn Khánh Trần ngồi ăn thịt cừu như không có chuyện gì, dần dần cũng nhận ra được chuyện gì đã xảy ra, con mẹ nó không ngờ tất cả những người vừa ngồi bên đống lửa đều là ma. Cũng chính lúc này, bên ngoài trại đóng quân ồn ào tiếng hét thảm thiết của đám binh lính, từng chiếc bóng lần lượt đứng lên, từng binh lính lần lượt ngã xuống. Hàng chục đống lửa ngùn ngụt trong trại, đám binh lính chạy tới chạy lui đánh giết với chiếc bóng, tiếng súng, tiếng la hét tiếng kêu trên đang xen lẫn nhau. Chỉ có một mình Khánh Trần vẫn điềm tĩnh ăn đùi cừu nướng, như thể cuộc sống hối hả và nhộn nhịp của thế giới không liên quan gì đến hắn. Nhưng tất cả đều bắt đầu từ hắn mà ra. Khánh Trần bình tĩnh nói. Gom đủ số anh em các ngươi, ta sẽ dẫn các ngươi cùng đi giết công tước Bạch Ngân, nếu ta đi một mình thì đúng là hơi đáng sợ thật. Được rồi, ăn no rồi, làm việc thôi. Nói xong, hắn mang theo ba con rối đi vào bóng tối phía khu rừng, bỏ lại tiếng ồn ào sau lưng. Khánh Trần giống như đang thu thập bảy viên ngọc rồng, đi thu thập bảy con rối của mình trong chiến trường này, sau khi thu thập xong tất cả, hắn có thể quay trở lại thành phố Bạch Ngân để cứu ông chủ Hà. Ký ức của lão Tam giống như kẻ hở ở bờ sông, khi kẻ hở được mở ra, nước lũ lập tức tràn xuống và nhanh chóng nhấn chìm đoàn Hắc Kỵ sĩ. Cảm ơn lão Tam. Nửa đêm. Công tước Bạch Ngân vẫn đang ngồi trong trụ sở chính của đoàn Hắc Kỵ sĩ, cúi đầu suy nghĩ điều gì đó không biết tại sao hắn luôn cảm thấy dường như có vấn đề gì đó sau khi lão tam đoạt xác dốc cơ nhưng hắn không thể chắc chắn vấn đề rốt cuộc là gì có phải vì mọi chuyện quá trơn tru không đúng là mọi chuyện đã quá suôn sẻ mọi thứ đều có thể trôi qua một cách bình an mà không có bất kỳ rủi ro nào bắt được dốc cơ mang dốc cơ trở về đoạt xác dốc cơ thậm chí cả quá trình còn không có một chút sóng gió sau đó đoàn hắc kỵ sĩ có được truyền thừa của đại lục phương đông thậm chí có thể đến đại lục phương đông để tiếp quản mọi thứ mà dốc cơ có quá dễ dàng mọi thứ không nên dễ dàng đến vậy thế nhưng mỗi một chi tiết trong quá trình này đâu tồn tại vấn đề gì lão tam đích thực đã vượt qua kiểm chứng và thuật hô hấp cũng thực sự có thể làm tăng chân khí kỵ sĩ cho đến khi công tước bạch ngân nhớ ra trong camera giám sát lão tam đã bấm dừng lại vài giây chỉ vài giây đó nó đã khắc sâu vào tâm trí hắn như một cái gai mà không thể nào rút ra được tại sao lão tam lại dừng lại ngay lúc đó rồi cúi đầu suy nghĩ lão tam không có lý do gì phải bấm dừng lại trong vài giây đó cả công tước bạch ngân là một người có tâm tư cẩn thận nếu không thì hắn đã không thể điều khiển đoàn hắc kỵ sĩ lâu như vậy cho nên hắn tin tưởng nhận thức được có vấn đề ở đây hắn đứng dậy và định đi vào hầm giam để tự mình xem có lẽ khi đứng ở vị trí mà lão tam đã đứng ở đó và tua lại hắn sẽ phát hiện ra được gì đó nhưng mà đúng lúc này lão thập nhị vội bước vào tay cầm điện thoại, thấp giọng nói. Đại ca, là công tước phong bạo, điện thoại từ vương thất. Lúc này công tước phong bạo vừa mới trở thành vương thất, mọi người vẫn chưa quá quen với thân phận mới của hắn. Công tước Bạch Ngân nhận điện thoại. Chúc mừng ngươi sắp kế thừa hoàng vị, nhân tiện, ta cũng chúc ngươi trước, có thể giết chết em trai và em gái của mình một cách suôn sẻ. Công tước phong bạo ở bên kia điện thoại lạnh lùng nói. Hiện tại ta không có thời gian nghe ngươi nói sằng nói bậy. Ta biết ngươi có ý kiến với vương thất bọn ta, giao dịch trước đây cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng mỗi chữ ta nói bây giờ đều rất quan trọng, ta hy vọng chúng ta có thể dẹp bỏ thành kiến qua một bên trước. Công tước Bạch Ngân ngồi thẳng người, hắn đột nhiên nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Râu Sơ veo cũng không phải là gia tộc khoan dung gì, bọn họ đột nhiên làm như vậy, hẳn là đã xảy ra chuyện rất quan trọng. Công tước Phong Bạo nói tiếp, Lão Tam của các ngươi đã chết rồi, chính xác là chết vào 8 giờ trước. Chỗ ta có tên thật, ngày sinh của hắn, thậm chí cả sợi tóc thế hệ đầu tiên của hắn, nhưng ma thuật đen của ta lại không có tác dụng. Đồng tử công tước Bạch Ngân đột nhiên co rút, hắn biết rất rõ điều này có nghĩa là gì, nó có nghĩa là lão tam đoạt xác thất bại rồi. Dốc cơ vẫn là dốc cơ. Giọng nói hắn trở nên nặng nề, hắn thăm dò. Sao nào, vương thất ám sát bất thành, giờ lại muốn ly gián bọn ta sao? Công tước phong bạo cũng không nhiều lời, ta đã yêu cầu người xem mệnh theo dõi sát sao từng thành viên của đoàn hắc kỵ sĩ, quốc vương bệ hạ cũng nhắm vào ngươi, bọn họ nhìn thấy số mệnh của các ngươi và các ngươi sắp diệt vong. Các ngươi nhìn thấy được gì? Công tước Bạch Ngân hơi suy sụp nói. Quốc vương bệ hạ đã nhìn thấy được gì? Sao ta biết được các ngươi đang âm thầm âm mưu cái gì? Công tước phong bạo nói. Người xem mệnh nhìn thấy kỵ sĩ thứ hai bị điều khiển như một con rối, các anh em của ngươi sẽ lần lượt chết hết còn ngươi cũng sẽ chết dưới thanh trường kiếm màu đỏ máu hắc kỵ sĩ à kỵ sĩ của đại lục phương đông sắp đến thanh lý môn hộ rồi đấy nói xong công tước phong bạo cúp điện thoại công tước bạch ngân cao mày phân đoạn số mệnh là từng cảnh tượng là tình tiết trận chiến vô cùng chi tiết nhưng công tước phong bội không chịu kể chi tiết hắn bắt đầu nhanh chóng phân tích đối phương thực hiện cuộc gọi này là bởi vì đối phương thực sự nhìn thấy cái kết bi thảm của đoàn hắc kỵ sĩ trong phân đoạn số phận đối phương muốn hắn đề cao cảnh giác biết được sự tồn tại của dốc cơ rồi để mình và dốc cơ đánh giết lẫn nhau tốt nhất là hai bên đều tổn hại đối với vương thất râu sơ hắn và dốc cơ cùng chết mới là điều họ mong muốn nhưng vấn đề là không cần biết người xem mệnh nhìn thấy những gì chỉ cần dốc cơ vẫn là dốc cơ thì sẽ có đầy rẫy những mối đe dọa đối với đoàn hắc kỵ sĩ vì các kỵ sĩ khác không hề biết điều này nhanh lên thông báo cho tất cả kỵ sĩ khác biết lão tam là giả đó là dốc cơ công tước bạch ngân vội bước ra cửa lớn tiếng dặn dò chuẩn bị phi thuyền cho ta ta phải tới pháo đài không quân các pháo đài trên không luôn nằm trên không phận của các thành phố chúng là biểu tượng cho sức mạnh của một thành phố một khi chúng được di chuyển đồng nghĩa với việc sẽ có chiến tranh sau khi ra ngoài công tước bạch ngân luôn cảm thấy mình đã sơ sót một điều gì đó thật kỳ lạ Joker cơ chẳng qua chỉ là một kỵ sĩ cấp a dù có sức mạnh đến đâu hắn chắc chắn sẽ không chịu nổi một đòn khi đối mặt với tốc độ tuyệt đối của mình ngay cả khi đối phương điều khiển tất cả anh em của hắn bằng những con rối, bản thân hắn vẫn có thể dễ dàng đè bẹp chúng. Kỵ sĩ khi đặt đến cảnh giới bán thần, đã không còn có chuyện số lượng có thể tùy ý giết chết họ nữa. Giống như khi Li Binghi Hy của Kashima và Lý Thúc Đồng chiến đấu, bất kể hắn tách ra bao nhiêu phân thân, Lý Thúc Đồng đều có thể đánh bại từng người một với tốc độ tuyệt đối. Vậy nên, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Tại sao Joker có thể trở thành mối đe dọa đối với toàn bộ đoàn hắc kỵ sĩ? lẽ nào Lý Thúc Đồng cũng đến đây sao? Lúc này, chiếc phi thuyền vẫn luôn lơ lửng chờ lệnh trên đỉnh đầu đã hạ cánh, lúc công tước Bạch Ngân bước vào chiếc phi thuyền, hắn đột nhiên quay lại và nói. Thập nhị, ngươi vào hầm giam và giết tên Hà Kim Thu đó cho ta, giữ mạng hắn lại rất dễ gây ra thêm phiền phức. Giết hắn rồi ngươi hãy ngồi phi thuyền đến gặp mặt ta. Phải nói công tước Bạch Ngân thật sự có tâm tư tinh tế, đến lúc này rồi hắn vẫn có thể nghĩ đến việc tiêu trừ tất cả các nguy hiểm tiềm ẩn phi thuyền cất cánh lão thập nhị nhanh chóng dẫn người đi vào hầm giam hắn đi trong hầm giam mờ mịt nhìn phòng giam biệt lập ở cuối hành lang không hiểu sao trong lòng hắn lại dâng lên một cơn ớn lạnh lão thập nhị dừng lại một chút rồi nói với người lính bên cạnh vào mở cửa mở cửa rồi xử bắn hắn ngay tại chỗ người lính bước tới một tên đi trước mở cửa hai tên còn lại giơ sẵn súng của mình và chờ sẵn ở phía sau sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào nhưng vào lúc cánh cổng hợp kim được nhấc lên ba thanh kiếm tinh xảo từ trong phòng giam đột nhiên bay ra chỉ bằng một cái búng tay ba tên lính đã bị xuyên thủng đầu và chết ngay tại chỗ lão thập nhị biến sắc hắn nhìn thấy chiếc móc sắt móc xương đòn của hà kim thu trong phòng giam không biết nó đã bị cắt bởi một vũ khí sắc bén từ bao giờ dây leo rơi trên mặt đất còn hà kim thu trước mặt hắn vẻ mặt vô cảm đứng nguyên tại chỗ cả hai bàn tay đều bị cắt khỏi cổ tay đôi bàn tay cũng biến mất lão thập nhị thầm kêu than trong lòng chết rồi cảnh tượng kinh hoàng này khiến hắn bất giác run lên hóa ra thực sự có kẻ mạnh mẽ đến mức tự chặt tay mình để thoát khỏi rắc rối một người nhẫn tâm tàn nhẫn với chính mình như vậy phải có dũng khí đến thế nào đây sao là người mà hắn có thể chống lại được hà kim thu chỉ lặng lẽ đứng đó nhưng lại giống như một con ác quỷ vừa chui ra từ địa ngục nóng chảy với một luồng sát khí khắp người chính thanh tâm kiếm lượng lờ quanh hắn ta giống như các hành tinh tự xoay quanh mặt trời hơn nữa chính thanh tâm kiếm này cũng đã khác trước, chúng thực sự phát ra ánh sáng màu bạc chói lọi. Lão thập nhị không biết gì về truyền thừa Hà Thị, nên vẫn không biết điều này có ý nghĩa gì. Mà sự trở lại lần này của Hà Kim Thu đã giúp hắn làm được những gì hắn muốn làm, cuộc đời này không còn gì phải hối tiếc nữa. Trong hầm giam, lão nhị nhìn thanh thế của Hà Kim Thu, trong lòng có vô vàng nỗi sợ hãi. Nhưng vấn đề là, tên Hà Kim Thu này cũng là cấp A, tại sao hắn lại phải sợ? lão thập nhị cũng không biết tại sao chỉ biết là hắn đang rất sợ hắn chậm rãi lùi về phía sau người bắt ngươi là lão ngủ ta chỉ đến để thả ngươi ra thôi hay ngươi có muốn ta giúp ngươi băng bó vết thương không hà kim thu nâng mắt nhìn im lặng nhìn vết thương trên tay rồi bật cười dù sao ta giết người cũng không dùng đến tay cuộc đời có rất nhiều thứ cần phải lựa chọn trương mộng thiên đã từ bỏ đôi mắt máy móc của mình dấn thân vào một con đường sống khác xa hơn trên con đường đó hắn ngã xuống rồi lại đứng dậy chỉ mong có một ngày được giống như sư phụ lý thúc đồng của hắn dùng vân khí thổi bay hết cả những gì không hài lòng trong cuộc sống này khánh chuẩn từ bỏ cuộc sống có hạn của mình chỉ để đổi lại một đoạn tình cảm và cả đồ đệ của hắn nữa những lựa chọn trong cuộc sống sẽ luôn khiến con người ta có chút thương cảm giống như khi ngươi đang đứng ở ngã ba đường cuối cùng ngươi chọn trái hoặc phải mà chẳng hề nhìn lại và từ đó phải nói lời tạm biệt với một cuộc sống khác còn bây giờ Hà Kim Thu đã từ bỏ hai tay của mình, hắn đã quay trở lại, và hắn đang đứng trong hầm giam này, là vì cái gì đây? Hình như là vì Khánh Trần, người đã hai lần gặp nguy hiểm vì để cứu hắn. Không, thực tế thì hắn chỉ vì chính mình mà thôi. Vì chính bản thân đã từng nhiệt huyết sôi trào trên bờ đê trăm dặm đó. Ở nơi đó, hắn đã từng dẫm lên bùn đất, đi qua màn mưa xối xả. Hơn 10 năm trôi qua, khi ngoảnh đầu nhìn lại, chuyện xưa vẫn gần ngay trước mắt, hắn còn ngỡ rằng mình đã quên nhưng hắn không hề đường đi khó đường đi rất khó lối rẽ quanh đâu đó bây giờ hà kim thu cười lớn đi về phía trước hoàn toàn không giống như người vừa bị chặt đứt hai cánh tay lão thập nhị lùi lại một bước hắn lại tiến lên một bước hắn bình tĩnh hỏi công tước bạch ngân ở đâu lão thập nhị vô cùng kinh ngạc cuối cùng hắn cũng biết tại sao hắn lại thấy sợ hãi ngay khi đối phương mở miệng đã muốn tìm bán thần công tước bạch ngân chứng tỏ đối phương đã sẵn sàng khiêu chiến bán thần vậy là đối phương thực ra cũng là một bán thần sao rốt cuộc lão ngũ đã bắt một người thế nào về vậy lão thập nhị thấy hà kim thu cứ từng bước đi tới vội lùi lại nói đại ca của ta đã tới pháo đài không trung rồi hắn sẽ sử dụng pháo đài không trung để đuổi giết giúp cơ ta có thể dẫn ngươi lên đó nếu không có ta xác minh thân phận pháo đài không trung sẽ không cho phép ngươi đặt chân lên bông tàu đâu không cần Ông chủ hà hời hợt nói. Vừa dứt lời, một thanh thanh ngọc tâm kiếm đã xuyên qua ấn đường của lão thập nhị, nhanh như một ánh sao băng. Lão thập nhị thậm chí còn không có cơ hội phản ứng lại. Tốc độ tuyệt đối này, hắn cũng chỉ từng nhìn thấy ở trên người đại ca. Bịch một tiếng, lão thập nhị từ từ ngã xuống đất, nơi ấn đường bắt đầu chảy ra một dòng máu. Hà Kim Thu sải bước qua xác của lão thập nhị mà chẳng thèm cúi đầu nhìn hắn một cái. Xác người ta sẽ giữ ở đây, đôi mắt xin nhờ ngươi giữ tạm, lát nữa Khánh Trần sẽ đến lấy. Thanh Ngọc tâm kiếm vốn đã sáng chói giờ đây tỏa sáng rực rỡ trong hầm giam, lúc tuần tra lui tới, nó biển chuyển trông giống như một con rồng uống lượng. Sau đó, trong hầm giam, Hà Kim Thu bước đi càng ngày càng nhanh, dần dần lao đi như bay. Chính Thanh Ngọc tâm kiếm trước mặt hắn quy về một mối, ầm một tiếng, đánh bật cánh cửa của hầm giam. Chỉ thấy thanh tâm kiếm vừa hợp nhất đó sau khi bật mở cánh cửa đã nhanh chóng bay trở về, còn Hà Kim Thu dùng sức nhảy một cái rồi bay lên không trung, thanh tâm kiếm đó giống như mọc thêm đôi mắt, lượng vòng quay về, xuất hiện ngay dưới chân hắn đúng lúc cơ thể Hà Kim Thu trụy xuống. Hà Kim Thu đứng thẳng người trên thanh kiếm và lướt đi trong gió, bay theo chiều gió đuổi theo hướng chiếc pháo đài không trung bạch ngân. Hắn càng bay càng nhanh, pháo đài không quân chưa bao giờ có lợi về tốc độ, cho nên so tốc độ bay của nó với tốc độ cưỡi gió của Hà Kim Thu, giống như là một con rùa bay chậm trên bầu trời. Lúc này, công tước bạch ngân vừa lên pháo đài không quân không bao lâu chỉ vừa mới ngồi vào ghế chỉ huy một sĩ quan tham mưu tác chiến phụ trách mô hình ba chiều đột nhiên có chút sững sờ thưa ngài phía sau có người đang đuổi theo chúng ta công tước bạch ngân đang cúi đầu nhìn báo cáo trận chiến từ tiền tuyến gửi đến là phi thuyền của lão thập nhị sao không phải sĩ quan tham mưu tác chiến sai người mở camera giám sát có độ nét cao ở đằng sau pháo đài không quân đồng thời bắn một cơ số pháo sáng lên bầu trời Bảy quá pháo sáng bay lên bầu trời, rồi chậm chậm rơi xuống. Ánh sáng màu đỏ tím kéo dài, chiếu sáng cả một bầu trời đêm. Công tước Bạch Ngân ngẩng đầu nhìn lên, khóe mắt khẽ co giật. Hà Kim Thu Công tước Bạch Ngân rốt cuộc cũng biết vấn đề nằm ở đâu, tên tù nhân tưởng như không còn đường sống này không ngờ lại tìm được lối thoát từ cánh cổng tử thần. Hắn đã yêu cầu lão thập nhị đi giết Hà Kim Thu, nhưng bây giờ Hà Kim Thu vẫn còn sống, e rằng lão thập nhị đã chết rồi. Hạ hạm đội máy bay không người lái ra, tấn công liên tục. Công tước Bạch Ngân vẽ mặt bình tĩnh nói. Máy bay không người lái nhanh chóng áp sát hắn, dùng hình thức đánh bom liều chết, không cần giữ lại nữa. Ngoài ra, tận dụng thời gian để điều chỉnh quỹ đạo của pháo chủ lực. Trong tích tắc, 72 khẩu pháo chủ lực dưới đáy pháo đài không quân nhanh chóng trượt sang một bên theo lực kéo của quỹ đạo, khi vào đúng vị trí, cường đại xung kích có thể hoàn thành một trận bao phủ hỏa lực tùy ý và hỏa lực sẽ bao phủ tới mọi ngóc ngách. Trước đây, ánh sáng trắng vượt qua khoảng cách 600 km tấn công pháo đài quân lâm cũng đã sử dụng phương pháp này. Trong chiến tranh hiện đại, 600 km cũng không tính là một khoảng cách xa, nhưng nó được sinh ra đặc biệt để bắn hạ pháo đài không quân. Đồng thời, xung quanh cả tòa pháo đài không quân có hàng nghìn mảnh thiết giáp bảo vệ trải rộng ra như vẫy cá, bên trong đó được xếp thành một tổ ong hình lục giác được sắp xếp chỉnh tề, trong tổ ong là những máy bay không người lái đang ở chế độ chờ. Trong pháo đài không quân, hàng chục chiến sĩ đeo lên chiếc kính tiếp nhận tế bào thần kinh. Tiếp nhận 10%. Tiếp nhận 30%. Tiếp nhận 100%. Vù một tiếng, vô số máy bay không người lái đều được kích hoạt. Đám binh lính điều khiển những chiếc máy bay không người lái dày đặc bay ra khỏi tổ ong, bầu trời bây giờ đáng sợ như ngập ngụa giữa mây đen. Công tước Bạch Ngân lặng lẽ nhìn mô hình. Ngay khoảnh khắc Hà Kim Thu xuất hiện, Hắn đã biết biến số lớn nhất xuất hiện trong lời tiên tri của người xem mệnh rất có khả năng chính là Hà Kim Thu. Hắn đã rất thận trọng rồi, ngay khi nhìn thấy Hà Kim Thu, hắn đã thả ngay một chiếc máy bay không người lái đủ sức đánh tan một phi đội máy bay. Dùng cơ số máy bay không người lái để tấn công một người duy nhất như thế này, ngay cả những người lính trong pháo đài không quân cũng chưa từng thấy phương thức chiến đấu này bao giờ. Lãng phí, quá lãng phí. Đây không còn là một cuộc tấn công bảo hòa nữa, đây là một cuộc tấn công chó điên bằng bất kể giá nào, chỉ để giết một người. Nhưng sĩ quan tham mưu tác chiến nhìn mô hình ba chiều, đột nhiên phát hiện. Tốc độ của hắn không hề giảm đi chút nào. Hắn còn đang tăng tốc. Vậy là, đối phương dù có đối mặt với cả pháo đài không quân cũng không hề có chút ý nghĩ muốn rút lui. Là điên, hay là đã nắm chắc? Không ai có thể chắc chắn. Công tước Bạch Ngân giữ tận nói. Bắt đầu tấn công lúc này pháo đài không trung bạch ngân thậm chí còn chưa bay ra khỏi thành phố nhiều cư dân nghe thấy âm thanh của pháo đài không quân di chuyển bèn dựa vào cửa sổ và kinh ngạc quan sát lẽ nào lại có một cuộc chiến mới xảy ra sao nhưng những gì họ thấy không phải là một cuộc chiến tranh mà là dưới ánh sáng của pháo sáng một người đang cưỡi kiếm bay trên bầu trời một mình thực hiện những đợt tấn công vào một pháo đài không quân khổng lồ trong đêm tối đèn tín hiệu trên máy bay không người lái được điểm xuyết bởi các ngôi sao chúng tạo thành các nhóm cấu trúc tinh vân quay tròn như giải ngân hà nhấn chìm về phía hà kim thu giống như sóng thần sắp nhấn chìm một con thuyền cô đơn con thuyền lẻ loi đó trông cô độc đến lạ thường cư dân của thành phố há hốc mồm quan sát họ không thể hiểu nổi làm thế nào mà có người lại muốn một tay làm rung chuyển pháo đài không quân sừng sững như ngọn núi thế kia họ thậm chí còn tự hỏi tại sao pháo đài không quân vững chắc như núi đó lại chú trọng một người đến vậy hà kim thu nhìn vào ánh sao trên bầu trời như thể hắn đã tìm lại được cảm giác khi hắn đối mặt với lũ lụt bầy máy bay không người lái giống như một cơn lũ đang dâng cao còn hắn đang đứng trong dòng lũ mặc một chiếc áo di lê màu đỏ hắn nghe thấy tiếng còi của tiểu đội trưởng và tiếng hò hét của đồng đội ngay bên tai dường như hắn còn nghe thấy tiếng ai đó hét lên phía tây vỡ đê rồi đội hai đâu rồi hà kim thu đột nhiên bật cười một nụ cười đặc biệt vui vẻ khoảnh khắc tiếp theo lại có thêm 10 luồng ánh sáng khác bay ra từ lồng ngực hắn. Đó không phải là tâm kiếm mà hắn đã dày công mài giũa để đánh bóng, mà là 10 đốt ngón tay của hắn. Đây không phải là tâm kiếm, mà là thanh kiếm bằng xương. Sau khi Hà Kim Thu chung sống với căn bệnh ung thư, con đường nhân sinh mà hắn lần lượt đi qua trong những giấc mơ ngẩn ngơ đó không phải là vô ích, những giấc mơ đó đã kích thích ý chí tinh thần của hắn lần lượt dung hòa với ý chí của thế giới. Mặc dù ý chí của thế giới đã từ chối hắn, nhưng ý chí của tinh thần vẫn còn đó. Hắn đã là một bán thần, nhưng lại không có kiếm để sử dụng. Nếu đã không có kiếm thì cứ dùng 10 đốt ngón tay của mình thôi. Vào lúc này, bầy máy bay không người lái vô biên đã tiến vào phạm vi 800 mét. Giờ ngọ đã đến. Chợt thấy tâm kiếm dưới chân hắn cũng tách ra làm hai, cùng 10 thanh quốc kiếm bay lên giữa bầu trời đêm. 12 thanh kiếm bay với tốc độ càng ngày càng nhanh. Pháo sáng trên bầu trời dần dần mờ đi, nhưng 12 thanh kiếm bay này đã vẽ nên ánh sao rực rỡ trên bầu trời. Luồng không khí cuồn cuộn bốc lên, những chiếc máy bay không người lái biến thành ngọn lửa và rơi xuống. Giờ ngọ vừa đến, trong vòng phạm vi 800 mét, mọi thứ đều bị phá hủy. Binh lính trên pháo đài không quân đều dần dần rơi vào chấn động, chỉ trong 10 giây ngắn ngủi, những máy bay không người lái trong vô cùng khí thế kia không còn sót lại một cái nào. Đây còn là người sao? Hà Kim Thu đứng trên thanh kiếm, ngóng nhìn những dãy núi xa xa phía chân trời. Kết thúc rồi sao? Chưa đâu. Giữa bầu trời đêm, hắn dường như nghe thấy tiếng tiểu đội trưởng trống lên. Đội hai không sợ chết, đi theo ta. Hà Kim Thu quay người lại, nhưng lúc này không có đồng đội nào bên cạnh hắn, chỉ có trời xanh hiu quạng. Nhưng không quan trọng, tổng cộng 12 thanh kiếm chính là chiến hữu của hắn. Ngay sau đó, 12 thanh kiếm bay trở lại bên cạnh Hà Kim Thu, hắn bất ngờ tấn công vào pháo đài không quân một lần nữa. Trước đó, lão nhị nói rằng nếu không có hắn, Hà Kim Thu sẽ không thể bước vào pháo đài trên không. Hà Kim Thu trả lời, không cần. Bởi vì không cần ai khác, một mình hắn cũng có thể giết một đường rồi tự do đi vào đó. Chỉ thấy cả người Hà Kim Thu biến thành một ngôi sao băng, uống lượn trên bầu trời với tốc độ chóng mặt. Chính vì tốc độ của hắn quá nhanh, ngay cả súng điện từ trên pháo đài trên không cũng không xác định được để nhắm vào hắn công tước bạch ngân lạnh lùng nói đổi sang pháo hỏa lực chủ để lấp đầy màn công kích bao phủ pháo hỏa lực chủ thường là nhằm vào mặt đất bởi vì khi không có chiến tranh tổng lực khả năng đe dọa của nó chủ yếu là nhằm vào mặt đất nhưng công tước bạch ngân thận trọng đã ra lệnh điều chỉnh trước bọn chúng đã đạt đến quỹ đạo dự định cái giá đánh đổi của phương thức chiến đấu này rất cao sau một lần bắn pháo đài không quân sẽ bị dịch chuyển do lò phản ứng hạt nhân quá tải không thể cung cấp năng lượng cho các động cơ phản lực xung quanh tốc độ bay giảm đi rất nhiều nhưng bây giờ công tước bạch ngân không quan tâm tới chuyện này nữa hắn chỉ cần đối phó với một người duy nhất chỉ cần giết người này mọi chuyện sẽ ổn thỏa thế nhưng khi các binh sĩ vận hành pháo hỏa lực chủ để chuẩn bị khai hỏa họ phát hiện trên mô hình ba chiều đã không còn bóng dáng của hà kim thu nữa biến mất rồi sao không hắn bay thẳng đến phía trên pháo đài bạch ngân một sĩ quan tham mưu tác chiến nói lớn đám binh sĩ choáng váng phải làm sao đây? Pháo đài không quân không hề vận chuyển hỏa lực có thể tấn công bầu trời. Đây không phải là một lỗi thiết kế. Mà là độ cao mà pháo đài không quân đạt đến gần như không có phương tiện bay nào có thể với tới được, thậm chí nó có thể bay ở độ cao 15.000 mét và tấn công xuống mặt đất bất cứ lúc nào. Ở độ cao này, ngay cả một dị năng giả hệ lực trường cũng không thể bay lên. Trong phòng chỉ huy, tất cả mọi người đều nhìn bóng người trên mô hình ba chiều, Hà Kim Thu đang đứng trên kiếm, phiêu dạt trên những tầng mây. Chờ đã, tại sao hắn không cử động? Hình như hắn đang ngẩn người. Hà Kim Thu trên chín tầng mây đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trên đầu. Hắn nhìn thấy giải ngân hà rộng lớn bị treo ngược trong bóng tối, nhìn thấy những ngôi sao trên bầu trời trong tầm tay. Đồ sộ, hùng vĩ. Im lặng. Không ai có thể nghĩ rằng trong chiến trường bi thảm này, một kiếm tiên cô độc lại đột nhiên nhìn chầm chầm vào vẻ lộng lẫy của các vì sao mà trở nên thất thần. Trên thực tế, sớm nhất là hai tháng trước hắn đã có thể cưỡi kiếm bay đi du ngoạn, nhưng hắn chưa bao giờ đến bầu trời để nhìn thấy khung cảnh thấm vào ruột gan này. Cho đến bây giờ, hắn mới biết mình đã bỏ lỡ điều gì trong đời. Thật là đẹp. Hà Kim Thu cảm thán, một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt hắn. Không bi thương, không bi lụy. Hắn chỉ cảm thán thế giới này thật rộng lớn, còn cuộc sống thì lại thật láo cá. Lúc này, tóc đen trên đầu hắn đã biến thành tóc trắng, trong nháy mắt biến thành bạc trắng cả đầu. Hà Kim thu cười, thở dài cảm khái. Hoa rồi sẽ nở, chỉ có con người mãi mãi không thể quay trở lại thuở thiếu niên. Trong cuộc đời này, suốt một con đường đầy gập ghềnh trắc trở, hắn đã từng đối diện, từng bỏ lỡ, từng khóc, từng cười, từng khắc chế, cũng từng càng rỡ. Nhưng ngoảnh đầu nhìn lại, hóa ra hắn đã đi nhiều con đường sai lầm đến vậy. Trên con đường ấy, sáng có cọp dữ, tối có đường xà, nghiến răng hút máu, giết người như tê. Nhưng không sao đâu. Không sao. Chợt Hà Kim Thu đột nhiên ngã xuống, hắn điều khiển 12 thanh kiếm bay lượn lờ xung quanh mình, thanh kiếm bay càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức không phân biệt được đâu là kiếm đâu là người nữa. Sau khi trở thành bán thần, tâm kiếm trở nên sáng chói lạ thường. Cư dân thành phố Bạch Ngân chỉ cảm thấy dường như có một thiên thạch từ trên trời rơi xuống, vẽ nên một luồng sáng thẳng tắp, xuyên qua những đám mây với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, lao thẳng tới pháo đài trên không những đám mây dường như đã bị thủng một lỗ trút xuống bên dưới những mây mù luồng ánh sáng chói lọi đó cứ rơi rơi thẳng tắp bén nhọn không gì địch nổi tầm à một tiếng ánh sáng nổ tung trên bông của pháo đài không quân một giây sau ánh sáng độc nhất vô nhị trên thế giới này xuyên qua pháo đài bạch ngân và sau đó lại xuyên từ dưới lên vô số mảnh vỡ màu đen của pháo đài rải rác khắp không trung và đập mạnh xuống mặt đất cỗ máy chiến tranh khổng lồ đó đã thực sự bị hà kim thu xuyên thủng như thế đấy ngay sau đó từ cái lỗ bị xuyên thủng bùng lên một ngọn lửa cháy dữ dội trước đây chưa từng có và sau này cũng không bao giờ có nữa kể từ khi pháo đài trên không xuất hiện trong lịch sử loài người nó chưa từng trải qua một trận công kích như thế này sau khi tất cả siêu phàm giả trở thành bán thần mọi người phải dựa theo tình hình giao đấu với các bán thần khác để đánh giá sức mạnh thực sự của mình đang ở mức độ nào và xác định mình đang ở vị trí nào trong chuỗi thức ăn. Nhưng kể từ khi trở thành bán thần Hà Kim Thu vẫn chưa từng giao đấu với bất cứ một bán thần nào, hắn đã chọn một đối thủ đáng sợ hơn. Đường về, khó quá. 2 giờ sáng. Từ lúc xuyên không cho đến bây giờ chỉ mới trôi qua 2 tiếng đồng hồ, nhưng đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Trong rừng, Khánh Trần đang dẫn lão nhị, lão tứ, lão lục, lão thất, lão bác đi tìm lão ngũ, lão cửu và lão thập nhất. Sáu người hét lớn trong đêm khuya tĩnh lặng. "Lão Ngũ, lão Cửu, lão Thập Nhất, các ngươi ở đâu?" Giọng nói vang lên giữa khu rừng vắng vẻ nghe cực kỳ quỷ dị. Thế nhưng trước khi Khánh Trần kịp tìm ra người thì hắn đã thấy một chiếc phi thuyền không thèm diễn nữa, trong lúc đó nó cố quay trở lại thành phố Bạch Ngân. Khánh Trần nhìn chiếc phi thuyền lơ lửng lướt qua đầu mình, cảm thấy nội dung cốt truyện dường như đã vượt quá dự tính của hắn. Hắn nhanh chóng leo lên ngọn cây và quan sát phía xa xa đám người lão nhị ngồi trên mặt đất dưới sự điều khiển của hắn cũng tìm thấy một cái cây lớn rồi nhìn về hướng thành phố bạch ngân lão nhị trong lòng đã bắt đầu chỉ động rồi con mẹ nó đã dùng con rối giật dây để khống chế bọn này rồi vậy mà còn làm mấy chuyện mất nhân tính này nữa ăn dưa một mình đi còn phải kéo theo bọn này cùng làm gì thế nhưng ngay lập tức lão nhị đã ngừng chuyện mắng mỏ trong đầu các hắc kỵ sĩ khác cũng có chung một suy nghĩ chấn động khi trèo lên tán cây Họ vừa hay nhìn thấy cảnh tượng ông chủ Hà đang trường hồng quán nhật. Sao băng rơi? Luồng ánh sáng trắng thẳng tắp đó chiếu xuống bên dưới với một khoảng cách 80 km, xuyên qua pháo đài không quân Bạch Ngân. Luồng ánh sáng trắng thẳng tắp đó đặc biệt đến mức Khánh Trần chưa từng nhìn thấy bao giờ, nhưng hắn biết đó chắc chắn là Hà Kim Thu. Đối phương chắc chắn đã giết một đường để tẩu thoát, hơn nữa còn giết đến tận pháo đài trên không. Trong quá khứ, pháo đài không quân chính là khắc tinh của bán thần. Một khi bán thần bị pháo hỏa lực chủ của pháo đài khóa chặt trên mặt đất, đòn tấn công bảo hòa tức thì đủ để bao phủ bán kính 5 km, trong vòng 5 km này, dù có cả trăm bán thần cũng đều sẽ chết hết. Vì vậy, tất cả bán thần đều cố gắng tránh đối đầu trực diện với pháo đài trên không. Lý Thúc Đồng cũng không ngoại lệ. Trần Dư cũng không ngoại lệ. Không ai có thể tạo ra một ngoại lệ. Nhưng bây giờ Hà Kim Thu đã tạo ra một bước đột phá chỉ sau một đêm và viết lại huyền thoại về pháo đài không quân bất khả chiến bại. Chờ đã, Khánh Trần đột nhiên suy nghĩ một vấn đề. Nếu ông chủ Hà chỉ đang cố gắng chém giết để tìm một lối thoát, thì đối phương đâu nhất thiết phải chiến đấu với pháo đài trên không. Còn pháo đài không quân đã rời khỏi trung tâm thành phố, thì mục tiêu bay đến phải là hướng của hắn chứ. Ngay lập tức Khánh Trần đã hiểu được nguyên nhân chuyện này. Hắn công tước Bạch Ngân đã biết sự thật vì vậy mới không ngần ngại sử dụng pháo đài không quân để bay đến giết hắn mà sau khi ông chủ hà rời khỏi hầm giam việc đầu tiên hắn làm là giúp khánh trần ngăn chặn pháo đài phòng không khổng lồ này đối phương thực sự đã làm được điều đó khánh trần nhất thời cảm thấy kích động nhưng ngay sau đó lại trở nên lo lắng hắn biết rất rõ rằng ngay cả khi ông chủ hà có đột phá hắn cũng không thể một mình chống lại cả thành phố ngay cả khi pháo đài trên không thất thủ cũng vẫn có hàng trăm chiếc phi thuyền khác đang quay trở lại khi khả năng con người kém đi một người không thể trở thành kẻ thù của cả thế giới khánh trần không phải đang coi thường ông chủ hà mà là phân tích tình hình bằng một thái độ khách quan sau đó đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất cho bản thân trên chiến trường là thiên binh vạn mã một mình chống chọi với cả thành phố lại không có đồng đội hỗ trợ chỉ có hai người là khánh trần và ông chủ hà nếu hắn đi khi ông chủ hà kiệt sức họ chết là cái chắc nên bản thân hắn nhất định phải ra chiến trường sao đây là sự lựa chọn mà khánh trần phải thực hiện có đáng không vốn dĩ hắn muốn đi cứu ông chủ hà kết quả cả hai người đều phải bỏ mạng ở đó có vẻ chẳng thỏa đáng chút nào lý do tại sao ông chủ hà không để khánh trần giải cứu hắn chính là vì hắn lo lắng sẽ có kết quả này nhưng nếu cuộc sống chỉ biết xem xét nó có đáng không thì lúc đó đã thua rồi khánh trần mỉm cười hắn quay đầu lại và nói với lão nhị đang trên tán cây bên cạnh ta biết trong lòng ngươi hẳn đang nghĩ, tên tiểu tử nhà ngươi còn muốn thể hiện cái gì, đổi lại là ngươi chỉ có thể sống đến 40 tuổi như bọn ta, ngươi cũng sẽ lựa chọn đoạt xác người khác. Ta không bác bỏ điều này, bởi vì ta chưa bao giờ phải đối mặt với khó khăn như vậy, nên dù ta có nói hàng ngàn hàng vạn lời cũng không thuyết phục được ai. Phải rồi, ai mà chẳng sợ chết. Nhưng bây giờ ta sẽ cho các ngươi thấy, kỵ sĩ của đại lục phương đông rốt cuộc khác các ngươi ở điểm nào. Để các ngươi tận mắt chứng kiến, Thế nào gọi là một khoảnh khắc rực rỡ của cuộc đời có giá trị bằng 100 năm? Dù có hàng nghìn người, ta cũng đi. Ngay sau đó, Khánh Trần dẫn theo lão nhị và những người khác nhảy khỏi tán cây, liều mạng đi về phía chiến trường. Hắn không ngại ngần gì nữa, trên con đường trên mặt đất, tất cả những kẻ thù chạm trán với hắn đều bị hắn giết một cách gọn gàng. Dưới sự khống chế của Khánh Trần, đám lão nhị không ngừng thôi phát thu dịp đao. Toàn bộ đội hình giống như một chiếc máy ủi đã đổ đầy dầu đi Egen. Ầm ầm tiếng về thành phố Bạch Ngân. Khánh Trần và năm con rối giật dây cấp A và một ảnh tử cấp A, vật cấm kỵ con rối giật dây này được sử dụng trong tay hắn thực sự được vận dụng đến cảnh giới cao nhất. Con rối giật dây cũng cực kỳ hưng phấn, ký chủ trước đây của nó chưa từng khống chế nhiều cao thủ cấp A như thế này bao giờ. Cũng chưa bao giờ có một cuộc chiến sung sức như vậy. So với Khánh Trần, ký chủ trước đây chỉ là thứ rác rưởi. Giờ phút này, đám người lão nhị, lão tứ Lão ngũ bắt đầu thầm mắng chửi lung tung, đại ca, ngươi có biết bên đó có bao nhiêu người không, con mẹ nó là toàn bộ quân đội của thành phố Bạch Ngân đấy, bây giờ pháo đài không quân đã bị xuyên thủng, không chỉ các phi thuyền sắp sửa bay tới, cả quân đội trên bộ cũng sẽ được tập hợp nhanh chóng. Phát những 200.000 người. Đại ca, dù ngươi có điên cũng đừng lôi bọn ta chết chùm mà. Lão lục trong lòng muốn gào thét, đại quân người xem mệnh tập hợp khẩn cấp đã tới rồi đến lúc đó chiến trường sẽ không chỉ có một mình quân đội của thành phố Bạch Ngân nữa, đừng dẫn bọn ta trở về nộp mạng được không? Còn nữa đại ca, ngươi có muốn dùng thủ đoạn dùng chân khí kỵ sĩ để thôi phát thu diệp đao cũng được thôi, ngươi nhặt lá trên mặt đất cũng được mà. Đây là rừng mà, trên mặt đất đâu đâu cũng có lá, ngươi cứ việc nhặt đi, đừng nhổ hết tóc của bọn ta được không hả? Ngay khi Khánh Trần đưa những con rối phản công thành phố Bạch Ngân, hắn cảm thấy rằng sáu kỵ sĩ cùng nhau thôi phát thu diệp đao là phương tiện thu hoạch hiệu quả nhất. Nhưng việc cúi gặp người để nhặt lá sẽ làm giảm hiệu quả đi lại rất nhiều, xét tính thẩm mỹ cũng không đẹp lắm. Trong lúc nhiệt huyết sôi trào thế này, cả đoàn người cứ cúi xuống như bà già nhặt ve chai có còn ra thể thống gì không? Hơn nữa trên đầu hắc kỵ sĩ không phải đã sẵn có một kho đạn dược rồi sao? Trên đầu của mỗi người có khoảng 100.000 sợi tóc, còn 100.000 chiếc lá thì biết phải nhặt đến bao giờ mới đủ. Vì vậy, chỉ mới chết được 40 cây số, đầu của mỗi hắc kỵ sĩ đã bị hói một mảng, máu đâm máu chích trong đặc biệt đau đớn. Nếu giết thêm một lúc nữa, trên đầu chắc chắn không còn nổi một cọng tóc. Nhưng mà, dần dần. Họ cùng Khánh Trần chiến đấu suốt chặng đường để đi qua đó, nhìn cậu thiếu niên càng ngày càng tiến gần đến chiến trường trực diện, họ sâu sắc cảm nhận được rằng cậu thiếu niên này không hề có ý định quay đầu. Trên thực tế, sự chú ý của toàn thế giới bây giờ đang đổ dồn vào Hà Kim Thu, cho dù Khánh Trần quay đầu bỏ chạy, đảm bảo sẽ không có ai chú ý đến hắn. Nhưng Khánh Trần thực sự không có ý định quay đầu. Giống như trên núi Lão Quân, hắn dùng chân trần dẫm lên vết máu trong suốt quãng đường rừng núi, liều lĩnh đập tảng đá khổng lồ trên tay vào chiếc xe thương vụ đang chuẩn bị lái đi. Lúc đó hắn có thể liều mạng vì hai thành viên côn luân đã chết, và bây giờ hắn cũng có thể làm được như vậy. Trong tích tắc, khánh trần dẫn theo những con rối lao ra khỏi khu rừng và tiếp tục tăng tốc và một khoảnh khắc nào đó lão nhị bỗng cảm thấy như được trở lại chiến trường hàng trăm năm trước họ cũng cùng đại ca sông về phía trước cũng thẳng tiến không lùi như bây giờ vậy khoảng thời gian đó đẹp đến lạ thường pháo đài không trung không hề bị đánh rơi hệ thống ổn định nhất trong tất cả các pháo đài không quân không phải là lò phản ứng hạt nhân mà là hệ thống phản trọng lực của nó khi thiết kế một pháo đài trên không con người phải đảm bảo rằng trước tiên nó sẽ không dễ dàng rơi từ trên trời xuống. Trừ khi có ai đó xuyên ngang qua bộ phận chống trọng lực 40% phía sau bông bảo vệ, nếu không nó sẽ không bao giờ rơi. Hà Kim Thu biết điều này, đó cũng là lý do tại sao hắn chọn xuyên qua nó từ trên xuống dưới. Dù rất kết lục địa này nhưng hắn không hề hy vọng nó rơi xuống và giết chết những cư dân bên dưới. Tuy nhiên, lò phản ứng hạt nhân của pháo đài không quân này đã bị phá hủy và không thể điều hướng được nữa trong pháo đài sĩ quan phụ trách giữ an toàn gầm lên mau mau đẩy cái cần điều khiển trở về lò phản ứng đẩy chất làm mát vào đó cho ta không được gây ra vụ nổ hơi nước chặn kênh thang chì lại cho ta đề phòng nó phát nổ lần hai vương quốc roosevelt có một bộ quy trình an toàn hoàn chỉnh để ngăn ngừa nổ nhà máy điện hạt nhân và lò phản ứng hạt nhân và cấu trúc thiết kế đã được tối ưu hóa nhiều lần nhưng ngay cả như vậy họ cũng không ngờ rằng có người sẽ xuyên thủng hoàn toàn lò phản ứng hạt nhân từ trên đỉnh đầu của họ phương thức tấn công này đã vượt ra ngoài lẽ thường người này con mẹ nó không sợ bức xạ hạt nhân sao quả thực là không thể tin được lúc này công tước bạch ngân vội vã bước ra khỏi phòng chỉ huy với gương mặt xám xịt nơi đây không thể ở lại đây thêm nữa mặc dù lò phản ứng hạt nhân chưa nổ và mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát nhưng không ai có thể kết luận rằng nó sẽ không nổ trong tương lai vì vậy nhất định phải rời đi lão thập trên pháo đài nói đại ca phi thuyền thoát hiểm đã sẵn sàng và có thể cất cánh khỏi bông tàu bất cứ lúc nào công tước bạch ngân gật đầu di tản tuy nhiên vào lúc này một sĩ quan tham mưu tác chiến đang ở trong pháo đài bị rung chuyển nhìn mô hình ba chiều lúc có lúc không đột nhiên nói tên kiếm tiên kia kẻ thù đó vẫn chưa chết hắn ở ngay dưới pháo đài không trung đồng tử của công tước bạch ngân đột nhiên co lại hắn không ngờ rằng một người có thể xuyên thủng pháo đài không quân và lò phản ứng hạt nhân vậy mà vẫn còn nguyên vẹn hắn suy nghĩ một lúc rồi nói lão thập ngươi ra lệnh cho tất cả binh lính di tản và kích hoạt tất cả phi thuyền máy bay chiến đấu và trực thăng vũ trang có trên bông tất cả phi thuyền phải được cất cánh cùng lúc sau khi cất cánh hãy nhanh chóng hạ cánh bên ngoài thành phố đừng ở trên bầu trời vô duyên vô cớ trở thành bia ngắm của kẻ khác công tước bạch ngân nhận định bản thân hắn cũng là một bán thần vì vậy hắn biết rất rõ bây giờ dù có thiêu sống sinh mạng hà kim thu cũng không thể chiến đấu liên tục không ngừng nghỉ các phi thuyền trên bông cùng lúc rời đi đối phương cũng không thể xác định được hắn đang ở trên chiếc nào tuyệt đối không thể trở thành mục tiêu bị ngắm bắn trên không nếu phi thuyền bị bắn rơi mọi người sẽ bị nhốt trong lon thiết nếu có thể tiếp đất hắn mới có tự tin để giành chiến thắng khi đối mặt với hà kim thu lúc đó đối phương đã là cung dương hết đà mọi người đều là bán thần, hắn đợi địch mệt rồi mới tấn công, không có lý do gì mà hắn không thể thắng. Hơn nữa, đây là sân nhà của hắn, chỉ cần Hà Kim Thu không thể một đòn cướp đi mạng của hắn, hắn sẽ không chết. Nói xong, công tước Bạch Ngân thẳng thường bước tới bông mà chẳng hề quay đầu. Tại thời điểm này, dưới pháo đài phòng không, bông bảo vệ bị Hà Kim Thu đập vỡ sột soạt, giống như khối Lego bị ai đó xuyên thủng, rơi xuống từng mảnh. Trên mặt đất, cư dân của thành phố bạch ngân la hét bỏ chạy tán loạn một đống đổ nát to bằng một chiếc ô tô rơi xuống bóng của nó dần dần bao phủ mặt đất và có xu hướng ngày càng lớn hơn một cậu bé ngơ ngác nhìn lên thậm chí còn quên cả việc thoát thân mẹ cậu bé đã chạy ra ngoài được vài mét khi nhìn lại thấy cảnh tượng này vội đau lòng chạy lại thế nhưng trước khi người mẹ có thể đến đó nàng chợt nhìn thấy một luồng ánh sáng bay từ trên trời xuống làm nổ tung đống đổ nát thành bột khi đống đổ nát của pháo đài bị đập tan, cậu bé ngước mắt lên, vừa hay nhìn thấy kiếm tiên đang phiêu diêu đứng thẳng giữa thế gian. Má ơi, hắn thật quyền năng. Người phụ nữ chẳng có thời gian cảm thán, bế đứa trẻ lên và quay người vội vàng bỏ chạy. Chỉ là, khi nàng chạy trốn, rốt cuộc cũng không kìm được mà quay đầu lại nhìn Hà Kim Thu. Lúc này Hà Kim Thu đang cưỡi kiếm đối mặt với gió, quan sát phi đội bay về thành phố Bạch Ngân, trong mắt hiện lên vẻ mệt mỏi. Công tước Bạch Ngân chưa chết, nhưng đối thủ của hắn, pháo đài không quân Bạch Ngân đã chết rồi. Như Khánh Trần dự liệu, dù có đốt cháy sinh mệnh, Hà Kim Thu cũng không thể chiến đấu đến cùng. Nhưng hắn có thể chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Khoảnh khắc tiếp theo, Hà Kim Thu một lần nữa biến thành sao băng, đi nghênh chiến hạm đội thành phố Bạch Ngân đang quay trở lại với một tư thái không ai địch nổi. Những ngôi sao chuyển động trên bầu trời và những chiếc phi thuyền được công tước Bạch Ngân cưỡng ép triệu hồi đều bị Hà Kim Thu lần lượt xuyên thủng chiếc phi thuyền vốn dĩ khiến người ta nhìn mà phát sợ giờ đây lại giống như một cái đồ hộp bằng sắt lá mỏng để tiêu dùng hàng ngày chỉ một nhát đao cứ qua đã đứt cùng lúc đó công tước bạch ngân người vẫn luôn chờ đợi giây phút này ngay lập tức bước lên bông tàu cùng với hàng ngàn binh lính trên pháo đài lần lượt ngồi vào những phi thuyền khác nhau tất cả cất cánh cùng lúc bay ra khỏi pháo đài hắn thậm chí còn chọn một phi thuyền vận tải không chút nổi bật để ẩn náu mục đích của công tước bạch ngân rất đơn giản bằng mọi giá phải tiêu hao ý chí tinh thần của Hà Kim Thu cho đến khi tên bán thần Huy Hoàng của Đại Lục Phương Đông này kiệt quệ. Cách làm này rất vô lại, không có chút phẩm cách nào của một bán thần, nhưng trong mắt của công tước Bạch Ngân, chỉ cần thắng, mọi chuyện đều có ý nghĩa của nó. Tuy nhiên, khi chỉ cách thành phố Bạch Ngân khoảng 700 km về phía tây, lại có một phi đội máy bay đang bay rất nhanh đến. Số lượng tàu chiến trong hạm đội này không nhiều, nhưng chúng đều là tinh hoa của hoàng gia. Sau khi công tước phong bạo phát giác ra rằng lão Tam đã chết, hắn lập tức tổ chức cho hạm đội này đi đến thành phố Bạch Ngân. Đây đã là chiếc phi thuyền có tốc độ nhanh nhất, có thể ngay lập tức tham gia trận chiến. Một lượng lớn phi thuyền vẫn đang được đổ ngay rìa khu cấm kỵ, không kịp bay về. Lúc này, người phụ trách chỉ huy trận chiến chính là nhị vương tử của Hoàng Thất. Trên chiếc phi thuyền hắn đang ở, một sĩ quan tham mưu tác chiến nhanh chóng báo lại thông tin do tên gián điệp truyền lại. Pháo đài không quân Bạch Ngân đã bị phá hủy thành phố Bạch Ngân đã mất 39 chiếc phi thuyền, tên bán thần chưa xác định đó vẫn đang chiến đấu, không có dấu hiệu kiệt sức. Nhị hoàng tử im lặng lắng nghe, lần này hắn gánh vác trách nhiệm nặng nề, phụ thân đã đích thân ra thủ dụ, yêu cầu hắn phải giết được giấc cơ và công tước Bạch Ngân. Nhị hoàng tử trong lòng vui mừng, hắn cho rằng đây chính là cách để mình giành lại tình yêu thương của cha, chỉ cần trận chiến này hắn đánh thật xuất sắc thì hắn vẫn còn cơ hội. Trong đêm tối, cách 260 km về phía tây của thành phố Bạch Ngân. Đoàn Hắc Kỵ sĩ đã thiết lập một trạm radar ở đây, bất kể là quân đội của Trung ương Vương Thành, thành phố Hắc Thủy hay thành phố Phượng Hàng, đội nào muốn đi qua đây cũng không thể tránh được radar nơi này. Tuy nhiên, đúng lúc này, 81 phi thuyền bất ngờ xuất hiện trong radar. Đại đội trưởng nhìn vào radar, dùng thiết bị liên lạc để liên lạc với hạm đội phía trước. Xin thông báo số hiệu đơn vị, xin ngừng tiến quân nhưng không có ai trả lời hắn thay vào đó chúng vẫn tiếp tục tiến lên đại đội trưởng nói với người lính bên cạnh hắn kết nối với thành phố bạch ngân cho ta có một hạm đội không xác định đang tiếp cận yêu cầu hỗ trợ từ lực lượng mặt đất đối không yêu cầu hỗ trợ từ không quân người lính cố gắng liên lạc một hồi lâu nhưng lại sững sờ phát hiện đường dây chuyên dụng mà lúc nào cũng có thể kết nối bây giờ lại không có người trả lời quái lạ ở thành phố bạch ngân đã xảy ra chuyện gì sao ngay cả điện thoại cũng không thể kết nối. Trước khi đại đội trưởng kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì hai vật thể bay đột nhiên nhanh chóng áp sát, nhìn thấy tốc độ này, hắn chợt kinh hoàng. Là máy bay chiến đấu. Chỉ có máy bay chiến đấu mới có tốc độ này. Chỉ thấy hai chiếc máy bay chiến đấu nhanh chóng áp sát tới đây, ngay khi bọn chúng sắp đến không phận của trạm gác đã trực tiếp bắn ra hai quả đạn đạo, đem trạm radar này sang thành bình địa. Cuộc nội chiến ở Vương quốc Roosevelt đã bắt đầu cùng lúc đó, hạm đội hoàng gia ở phía sau cách 120 km, theo sau là hạm đội thành phố Hắc Thủy và hạm đội thành phố Phượng Hoàng, tổng số phi thuyền lên tới 300 chiếc, đội tiên phong của cuộc viễn chinh của đế quốc có lẽ cũng chỉ được đến thế mà thôi. Bây giờ, người xem mệnh đã thấy trước tương lai, họ phải phân chia mọi thứ ở thành phố Bạch Ngân. Thời cơ đã đến. Ba hạm đội đang di chuyển rất nhanh và đích đến của mọi người đều chỉ có một, thành phố Bạch Ngân. Chỉ là mệnh lệnh của mỗi hạm đội là không giống nhau. Trong một chiếc phi thuyền nào đó của hạm đội thành phố Hắc Thủy, có 7 người xem mệnh đang yên lặng ngồi đó. Thay vì chỉ huy hạm đội, họ chỉ ngồi và yên tĩnh nhắm mắt như để chuẩn bị cho trận đánh lớn tiếp theo. Đã bước vào phạm vi chiến đấu, bắt đầu thôi. Một người xem mệnh nói. Lúc này, một người xem mệnh đột nhiên trố mắt nói. Xem ra không cần tới lượt chúng ta ra tay, cả hai mục tiêu đều sẽ chết, còn chúng ta cũng đạt được điều mình muốn, ta đã nhìn thấy được tương lai. Một người xem mệnh khác nói. Không, vẫn còn dốc cơ, chúng ta vẫn phải giết hắn. Người xem mệnh cuối cùng đột nhiên mở mắt. Hạ lệnh, hạm đội hắc thủy ngừng tiến công, chúng ta không thể tiến xa hơn nữa. Hãy để nhị hoàng tử và hạm đội thành phố Phượng Hoàng tiếp tục tiến lên, chúng ta không có đủ nhân lực, không thể nhìn thấy toàn bộ nguyên nhân kết quả. Ba người xem mệnh dường như đang làm việc cùng nhau để phân tích một đoạn số phận, Cố gắng kết hợp các mảnh ghép lại với nhau thành một bức ghép hoàn chỉnh. Thế nhưng, trận chiến này có vẻ quá phức tạp, những phân đoạn mà ba người nhìn thấy không thể ghép lại hoàn toàn với nhau. 3 giờ sáng. Trong pháo đài Không quân Bạch Ngân, ngoại trừ bộ phận an ninh đang tiếp tục sửa chữa lò phản ứng hạt nhân, những người lính còn lại đều tập trung trên bong ở tầng trên cùng và lần lượt lên các phi thuyền và máy bay chiến đấu. Chuẩn bị trốn thoát. Tất cả các phi thuyền và máy bay đã được kích hoạt nhưng công tước Bạch Ngân đột nhiên ra lệnh cho tất cả đứng yên chờ lệnh. Trong pháo đài không quân, vẫn có những người lính liên tục lên bông. Bên trong, sáu người máy chiến tranh đang chạy rất nhanh, nhưng khi chúng chạy qua một góc rẽ, sáu con lại biến thành năm con. Lúc này, người máy chiến tranh đi cuối cùng đã quay lại và đi vào sâu trong pháo đài, không biết có ai đó đang điều khiển nó, hay nó đã sinh ra ý thức tự chủ, con người máy chiến tranh này đi một mạch lên đến tầng 3, trong một căn phòng tối trong căn phòng tối, một người phụ nữ trung niên ngồi bên dòng suối trong chiếc chiếu ba chiều để cho cá ăn, nàng ấy dường như không quan tâm lắm đến những gì xảy ra bên ngoài và cũng không quan tâm đến những gì đã xảy ra với pháo đài Bạch Ngân. Chỉ thấy người máy chiến tranh đi đến trước một bức tường và nhanh chóng nhập mật khẩu 168, các ngón tay của nó rất linh hoạt và ổn định, không có một lỗi nào. Mật khẩu 168 này là một mã động, nếu sai một lần hoặc sau 10 phút nữa, mật khẩu đó sẽ không hợp lệ nữa. Ngay sau đó, Bức tường mở ra, để lộ hàng máy chủ được xếp gọn bên trong bức tường. Đây là bộ xử lý hệ thống thiên nhãn hỗ trợ sự ổn định của vương quốc Roosevelt và nó cũng là vật chủ của AI. Người máy chiến tranh đi vào bên trong và cuối cùng tìm thấy một chiếc hộp đen. Người phụ nữ trong hình chiếu ba chiều vẫn đang cho cá ăn nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười nhẹ. Rõ ràng là AI nhưng biểu hiện và hành vi của nó lại không khác gì con người. Người phụ nữ ném một nắm thức ăn cho cá xuống nước đàn cá coi trong dòng suối sôi trào lên. Đã đến lúc phải ra xem rồi, vậy mà ta vẫn không kìm được, muốn được tận mắt nhìn thấy nàng ấy. Người máy chiến tranh đặt chiếc hộp đen ở góc xa nhất, kéo nó ra, quay người và đi đến khu ký túc xá quân đội nô lệ ở tầng dưới cùng của pháo đài. Lúc này, pháo đài đã hoàn toàn trống rỗng, người máy chiến tranh đi đến lỗ hổng đã bị Hà Kim Thu xuyên qua trong pháo đài, giống như một thợ lặng nhảy xuống đại dương, hắn nhẹ nhàng đi đến cái hố và nhảy xuống, đi ra khỏi pháo đài người máy chiến tranh hạng nặng nhanh chóng rơi xuống cho đến khi nó sắp sửa rơi xuống đất nó mới bật tất cả các cánh quạt trên cơ thể cùng lúc và từ từ đáp xuống đất trên các con phố bên dưới pháo đài không còn ai cả chỉ có một số nô lệ đang điên cuồng đập phá các cửa hàng xung quanh và cướp hàng hóa bên trong đó những nô lệ này không quan tâm đến việc pháo đài phía trên họ có nổ tung hay không cũng không quan tâm đến việc liệu mình có chết cửa hàng đồ trang sức cửa hàng xa xỉ phẩm cửa hàng vàng bạc Cửa hàng thiết bị điện tử và cửa hàng chân tay cơ giới đều đã bị đập phá, chỉ có cửa hàng người máy là không sao. Bởi vì người máy yêu cầu quy trình điện tử nghiêm ngặt và mã điện tử mới có thể bắt đầu sử dụng, dù họ cướp về nhà cũng chẳng làm được gì. Trên đường phố, nô lệ đập vỡ cửa sổ cửa hàng, còn người máy chiến tranh thì đi ngược lại đám đông, bước vào cửa hàng người máy. Nó đi đi lại lại, giống như một khách hàng điềm tĩnh, chọn ra sản phẩm yêu thích của mình. Cuối cùng, nó đã chọn một người máy nữ trạc tuổi 30, làn da bionic của đối phương giống như người thật, nếu không chú ý đến số hiệu robot trên cổ của nó, e rằng không ai có thể biết được rằng nó chỉ là một người máy. Người máy chiến tranh mở lồng ngực của con robot nữ này ra, nối dây của hộp đen vào đối phương, chỉ sau 7 giây robot nữ đã bắt đầu di chuyển. Nàng cúi đầu quan sát lòng bàn tay của mình. Không tệ. Nàng thông thả bước ra ngoài, trước khi ra ngoài còn kéo một chiếc khăn lụa quấn quanh cổ che đi số hiệu người máy của mình. Còn hệ thống thiên nhãn có thể nhận dạng khuôn mặt. Khi tất cả người máy mô phỏng con người xuất hiện, chúng đều sẽ thu thập khuôn mặt của con người. Ngoài ra, bản thân nàng cũng đang phụ trách hệ thống thiên nhãn này. Sau khi người phụ nữ bước ra khỏi cửa hàng, nàng quay đầu lại và liếc nhìn Hà Kim Thu, người vẫn đang chiến đấu với phi thuyền trên bầu trời. Sau đó, sau khi rẽ vào một góc phố, nàng hoàn toàn biến mất giữa màn đêm đen của thành phố. Không ai chú ý thấy, Giữa trận đại chiến đang diễn ra, có một sự tồn tại bước ra từ pháo đài trên không. Đếm ngược 164, 00, 00. Hà Kim Thu không thể nhớ mình đã bắn hạ bao nhiêu phi thuyền nữa. Hắn đang rất mệt mỏi. Một sự mệt mỏi trước nay chưa từng có. Hắn đã xuyên thủng một pháo đài không quân và đánh chìm hàng trăm chiếc phi thuyền. Đây là điều không thể tưởng tượng được đối với một bán thần bình thường, nhưng Hạ Kim Thu đã làm được. Hắn từ từ đáp xuống mặt đất, đưa mắt nhìn lên xung quanh đều là kẻ địch mà hắn chỉ đơn độc một mình khoảnh khắc đó hắn chợt có cảm giác mờ mịt khi rút kiếm và nhìn xung quanh bởi vì chiến đấu đã tiêu hao quá nhiều sức lực hắn không thể nào vừa chiến đấu với cường độ cao vừa hỗ trợ bản thân cưỡi kiếm lướt gió sách lược của công tước bạch ngân rất đúng hà kim thu chỉ có một mình chỉ cần dùng nhân lực để trấn áp kiểu gì cũng đè bẹp hắn đến chết đây là sân nhà của hắn bên ngoài thành phố bạch ngân có vô số mảnh vỡ của phi thuyền rải rác ở khắp mọi nơi trên mặt đất những phi thuyền đó rơi ra từng mảnh một nằm ngổn ngang trên mặt đất sau vụ nổ khắp nơi đều là mùi thuốc súng khói đen cuồn cuộn bốc lên từ đống đổ nát đang cháy thỉnh thoảng trên phi thuyền lại vang lên tiếng than thở khóc thương của binh lính thành phố bạch ngân khi hà kim thu nghe thấy hắn sẽ chủ động tiễn họ một đoạn đường để giúp họ bớt đau thương nơi đây đã bị hà kim thu mạnh mẽ biến thành một luyện ngục nhân gian Hạm đội trở về sau khi diễn kịch trong rừng sâu Cũng đang ở trên mặt đất Cư dân ở đằng xa nhìn chầm chầm vào tòa nhà Họ khó có thể tưởng tượng rằng Tất cả những thứ này đều là một tay Hà Kim Thu gây ra Nếu không theo dõi trận chiến Có lẽ họ sẽ nghĩ rằng Thành phố Bạch Ngân đã gây chiến với hoàng tộc Râu Nhưng vào lúc này Quân đội của thành phố Bạch Ngân đã xuất hiện ở phía chân trời xa xa, đám máy bay không người lái dày đặc xuất hiện trở lại, những ngôi sao được điểm xuyết trên bầu trời đêm, chiếu sáng cả một bầu trời. Hà Kim Thu bình tĩnh liếc nhìn, nhưng cũng không quá quan tâm. Bộ đội lục quân không hấp tấp tiếp cận, họ nhanh chóng tản ra từ xa, cố gắng chặn lại con đường mà Hà Kim Thu thoát thân, để ngăn hắn chạy thoát. Nhưng họ chưa từng nghĩ rằng, Hà Kim Thu hoàn toàn không có ý định rời đi. Hắn biết rất rõ ràng lý do tại sao hắn lại trở nên mạnh mẽ như vậy, là bởi vì hắn đang không ngừng đốt cháy cuộc sống của mình. Nếu một bán thần bình thường làm như hắn, hắn ta đã sớm bị dung hòa với ý chí của thế giới rồi, năm xưa lý thần đan cũng vì thiêu đốt sinh mệnh của mình cưỡng ép nâng cao cảnh giới cũng như sức mạnh của bản thân nên mới hòa vào ý chí của thế giới nhưng hà kim thu dường như là một trường hợp đặc biệt trước đây vào lúc hắn ngắm nhìn các vì sao hắn đã dùng mạng sống của mình làm nhiên liệu để nâng cao ý chí tinh thần của mình một cách vô hạn đó là lý do tại sao hắn bạc trắng cả đầu chỉ trong giây lát nhưng bất kể hắn làm gì cũng không có xu hướng hòa nhập với ý chí của thế giới vào lúc đó hà kim thu đã hiểu ra rằng đây có thể là lý do tại sao nhâm tiểu túc có thể trở thành thần mà không bị đồng hóa với ý chí của thế giới ý chí của thế giới không phải ghét bỏ hắn mà là giữa hai bên vốn dĩ không đồng nhất nên ý chỉ thế giới không cách nào tiếp nhận được vì vậy sau khi chung sống với bệnh ung thư thực ra sẽ không còn bị thế giới đồng hóa nữa đây mới là chìa khóa mở ra con đường trở thành thần cũng vào khi bộ đội lục quân đến các phi thuyền đã túc trực trên bông của pháo đài không quân đều cùng lúc cất cánh phân tán bay thành nhiều hướng khác nhau. Những chiếc phi thuyền này không có ý định chiến đấu, mà bỏ chạy tứ phía trong một thái độ hoàn toàn trốn chạy. Mọi người đều sợ rằng họ sẽ trở thành mục tiêu của Hà Kim Thu. Phải nói rằng, chỉ với thế lực đơn lẻ mà có thể tạo nên sự uy hiếp ở mức độ này, Đại Lục Phương Đông sẽ có một tu hành giả thứ hai được Vương quốc Roussel khắc cốt ghi tâm. Phi thuyền bay hỗn độn tứ phía. Hà Kim Thu nhìn phi thuyền trên bầu trời, hắn tin rằng công tước Bạch Ngân sẽ không dám tiếp tục ở gần lò phản ứng hạt nhân nữa, vì vậy hắn ta nhất định sẽ rời khỏi pháo đài. Đối phương đang ở trong những chiếc phi thuyền đó. Nhưng giờ hắn phải giải phóng 12 thanh phi kiếm và sử dụng kiếm tu mạnh nhất của Hồ Thị giờ ngọ để ngăn chặn máy bay không người lái, đạn dược và đạn pháo. Vì vậy, ông chủ Hà chỉ có thể sử dụng 7 thanh phi kiếm để đánh chìm những chiếc phi thuyền trên bầu trời. Có chút tiếc nuối, vì hắn không chắc liệu mình có thể kịp thời tìm thấy công tước bạch ngân hay không hơn nữa có lẽ hắn cũng sẽ chết ở nơi này nhỉ hiện tại chỉ mới có một trung đoàn đến một lát nữa sợ rằng sẽ có gần ba sư đoàn tới nữa đây không phải là thứ mà hắn có thể ứng phó nổi khi bản thân đã là một cái cung dương hết đà đáng tiếc là đến cả người nhặt xác cho mình mà hắn cũng không có ông chủ trịnh nói muốn đến nhưng hà kim thu đã từ chối một là muốn thông mật thuật chi môn đến nơi này thực sự không dễ dàng hay là ở đây quá nguy hiểm không cần mọi người phải bỏ mạng cùng nhau nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha